Hứa Thuần Lương cho rằng Uông Kiến Minh sở dĩ đem mình điều đến thương ủy hội cũng là tổng hợp cân nhắc phía dưới lựa chọn, Nhạc Tinh tập đoàn hiện tại có chút đúng lý không thang người, lợi dụng rút vốn làm uy hiếp đối Đông Châu phương diện từng bước ép sát. Uông Kiến Minh trong lòng cũng cực kỳ khó chịu, nhưng là cũng không thể biểu hiện được quá mức cường ngạnh, sở dĩ tướng Hứa Thuần Lương điều đến thương ủy hội, là đem Hứa Thuần Lương làm một chi kỳ binh, muốn giết Nhạc Tinh tập đoàn một trở tay không kịp. Nếu như Hứa Thuần Lương thành công giải quyết Trung Hàn sản nghiệp vườn sự tình cố nhiên đáng mừng, nhưng nếu như chuyện này cuối cùng còn là lấy rút vốn kết thúc, người này cũng trốn không thoát bị truy trách hạ tràng. Ba người chính nói chuyện trời đất thời điểm, lại có ngoại thương tới khiếu nại, lần này tới chính là Lý Sương Hữu, Lý Sương Hách bị Lý Sương Cơ thay thế về sau, Lý Sương Hữu cũng làm Lý Sương Cơ phụ tá quay về Đông Châu, mấy ngày nay đều là hắn tại cùng ngành tương quan liên hệ. Lý Sương Hữu hôm nay tới là thúc giục Thường Bảo Quang cho Nhạc Tinh một cái thuyết pháp, mặc kệ bọn hắn cùng ai tiếp xúc, chương trình bên trên đều không vòng qua được ngoại thương khiếu nại văn phòng. Lý Sương Hữu căn bản không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Hứa Thuần Lương, nhìn thấy người này ngồi ở chỗ đó, Lý Sương Hữu ý nghĩ đầu tiên chính là con hàng này lại khiến người ta cho cáo rồi. Lý Sương Hữu đoạn thời gian trước chủ yếu tại Nhạc Tinh tổng bộ, cho nên hắn đối Hứa Thuần Lương tình hình gần đây cũng không hiểu rõ. Thường Bảo Quang cười rạng rỡ đứng dậy, Lý Tổng, chúng ta đi sát phách đàm. Lý Sương Hữu mặt mũi tràn đầy kiêu căng nói, không cần, ta hôm nay chỉ là tiện đường tới tuân hỏi một chút liên quan tới ta phương lần trước sách xảy ra vấn đề trả lời chắc chắn. Thường Bảo Quang nói, Lý Tổng còn xin nhiều chút kiên nhẫn, những vấn đề kia ta đã chuyển đạt cho tương quan lãnh đạo, ta cam đoan các loại có kết quả ta chịu chắc chắn ngay đầu tiên thông chi người. Lý Sương Hữu nói, liền các ngươi loại này hiệu suất làm việc làm sao có thể cam đoan chúng ta nhà đầu tư lợi ích. Thường Bảo Quang cúi đầu khom lưng, không có ý tứ, chúng ta nhất định mau chóng giải quyết. Giải quyết, lấy cái gì giải quyết? Hứa Thuần Lương bỗng nhiên nói, người nghĩ giải quyết như thế nào? Lý Sương Hữu kinh ngạc nhìn qua Hứa Thuần Lương, trong lòng tự nhủ cùng ngươi lại có quan hệ gì? Thường Bảo Quang ước gì có thể tìm người chia sẻ một chút, tranh thủ thời gian hướng Lý Sương Hữu giới thiệu nói. Đây là chúng ta đối ngoại chiêu thương xử lý Hứa chủ nhiệm, chuyên môn phân công quản lý ngoại thương đầu tư cái này một khối. Lý Sương Hữu đánh giá Hứa Thuần Lương, người phụ trách. Thường Bảo Quang mời Lý Sương Hữu tọa hạ, Lý Tổng, ngồi xuống nói chuyện, ngồi xuống nói chuyện. Hứa Thuần Lương phát hiện Thường Bảo Quang con hàng này không có gì cốt khí, đối diện ngoại thương lưng đều là cong, nhớ ngày đó con hàng này tìm mình hưng sư vấn tội thời điểm cái kia vinh vang đắc ý, kỳ thật trong nước không thiếu loại người này tồn tại. Nhưng là loại người này xuất hiện tại bên trong thể chế liền không nên, người đại biểu là ích lợi quốc gia, vấn đề nguyên tắc bên trên tất cần một bước cũng không nhường. Hứa Thuần Lương nói, Lý Tổng nếu là không quen thuộc ngồi cũng có thể tiếp tục đứng đấy. Trong phòng trong nháy mắt lâm vào trong yên tĩnh, Thường Bảo Quang cùng Tề Minh Học liếc mắt nhìn nhau, con hàng này thật là dám nói, nơi này là ngoại thương khiếu nại văn phòng, Hứa Thuần Lương nói năng lỗ mãng, người ta nói không chừng tại chỗ liền khiếu nại ngươi. Lý Sương Hữu nói, ngươi có ý tứ gì? Hứa Thuần Lương nói, không có ý gì à, chính là mỗi quốc gia đều có thói quen của mình, có yêu mến đứng đấy, có yêu mến ngồi, còn có yêu mến quỳ, ở xa tới là khách, ta phải tôn trọng ngươi dân tộc quen thuộc, ngươi nói có đúng hay không? Lý Sương Hữu mặc dù nghe lời này không lọt vào tai, thế nhưng tìm không ra tật xấu quá lớn, hắn cùng Hứa Thuần Lương liên hệ cũng không chỉ một ngày hai ngày, biết con hàng này không dễ chọc. Nhạc Tinh Đại Trung Hoa khu người cầm lái đổi thành Lý Sương Cơ. Lý Sương Cơ tại xử lý nguy cơ lần này nguyên tắc phi thường rõ ràng, chính là muốn thông qua các loại phương thức hướng Đông Châu các bộ môn tạo áp lực, bức bách bọn hắn làm ra nhượng bộ. Lý Sương Hữu đặt mông ở trên ghế salon ngồi xuống, người Hứa Thuần Lương làm quan có gì đặc biệt hơn người. Ta như thường cùng ngươi bình khởi bình tọa, quốc gia các ngươi lớn thì thế nào? Người đồng đều GDP so ra kém chúng ta đã tiến vào quốc gia phát đạt. Các ngươi vẫn là phát triển Trung Quốc nhà. Thường Bảo Quang muốn đi cho Lý Sương Hữu châm trà, lại bị Hứa Thuần Lương không vui ánh mắt ngăn lại. Thường Bảo Quang đứng ở nơi đó có chút xấu hổ, hắn am hiểu nhất công việc liền là lừa gạt cùng từ chối, thật làm cho hắn đi giải quyết trong công tác vấn đề hắn cũng không có bản sự kia. Tề Minh Học nhưng không muốn gây chuyện thân trên, giả trang ra một bộ nhớ tới bộ dáng gì, ai u, ta suýt nữa quên mất, ta còn có cái hội nghị qua điện thoại, các ngươi trước trò chuyện. Ta xin lỗi không tiếp được. Thường Bảo Quang thầm mắng Tề Minh Học là cái lão hoạt đầu, gặp được phiền phức thời điểm con hàng này chạy so với ai khác đều nhanh, đương nhiên cái này cũng không thể toàn trách người ta, Tề Minh Học chính là thương ủy hội chủ nhiệm phòng làm việc,
Lý Xương Hữu tố cầu cùng hắn cũng không quan hệ nhiều lắm. Nơi này là Thường Bảo Quang sân nhà, hắn coi như muốn chạy cũng không có chỗ ngồi đi, cười rạng rỡ nói, Lý Tổng, người có cái gì tố cầu một mực nói, vừa vặn chúng ta Hứa chủ nhiệm cũng tại, hắn liền phụ trách ngoại thương đầu tư cái này một khối. Thường Bảo Quang ngay trước Hứa Thuần Lương bột trắng trợn đem họa thủy hướng về thân thể hắn dẫn. Lý Xương Hữu nhìn qua Hứa Thuần Lương, người phụ trách. Hứa Thuần Lương nói, người dự định đầu tư. Lý Xương Hữu trong lòng lửa vụt liền đi lên, còn muốn chúng ta đầu tư. Hắn lớn tiếng nói, ta đại biểu Nhạc Tinh tập đoàn đã nhiều lần hướng Quý Phương phản ứng Trung Hàn sản nghiệp vườn hạng mục bên trong tồn tại vấn đề, cho tới bây giờ Quý Phương đều không có cho chúng ta một cái minh xác trả lời chắc chắn, ta không phải muốn đầu tư, nếu như tại ngày quy định bên trong Quý Phương không cách nào giải quyết chúng ta đề ra vấn đề, chúng ta hợp tác tướng không cách nào tiếp tục, Trung Hàn sản nghiệp vườn hạng mục sinh non sinh ra hết thảy tổn thất lẽ ra phải do Quý Phương phụ trách. Lý Xương Hữu lời nói này nói đến khí thế 10 phần, ánh mắt gắt gao tiếp cận Hứa Thuần Lương rất có cảm giác áp bách. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có phải hay không bái sai rồi? Cái gì? Hứa Thuần Lương nói, ý của ta là ngươi tìm nhầm người, ta là Thương ủy hội đối ngoại chiêu thương xử lý chủ nhiệm, phụ trách chiêu thương công việc, ngươi bây giờ tố cầu thị hợp đồng tranh chấp, cùng ta có quan hệ gì? Thường Bảo Quang kinh ngạc há to miệng, con hàng này đem lời nói ngay thẳng như vậy sao? Không biết huyền truyền một chút, vạn nhất chọc giận người ta hôm nay phải thu xếp như thế nào? Lý Xương Hữu nói, ngươi thái độ gì? Ngươi rõ ràng là tại gạt ta. Thường Bảo Quang nói, Lý Tổng, người đừng nóng giận, chúng ta Hứa chủ nhiệm không có ý tứ kia, hắn ý tứ là. Hứa Thuần Lương nói, ý của ta là, người phản ứng chuyện này không quan hệ với ta, nếu như người nghĩ đầu tư một mực tìm ta, nếu như là sự tình khác, tốt nhất đừng lãng phí chúng ta lẫn nhau thời gian. Hắn đem chén trà hướng trên bàn trà vừa để xuống, Thường chủ nhiệm, ta liền không chậm trễ ngươi công tác. Thường Bảo Quang trừng lớn hai con mắt, hợp lấy hắn cùng Tề Minh Học, nhàn rỗi uống trà, cái này mẹ nó gặp được sự tình tất cả đều vỗ mông đi. Hứa Thuần Lương cũng không quay đầu lại đi, Lý Xương Hữu nhắm chuẩn Thường Bảo Quang bật hết hỏa lực, Thường chủ nhiệm, các ngươi Đông Châu chính là như thế đối đãi nhà đầu tư. Các ngươi bình thường chính là làm việc như vậy, ta muốn khiếu nại các ngươi người nhiều hơn việc. Ta muốn khiếu nại các ngươi không tôn trọng nhà đầu tư, ta muốn khiếu nại. Hứa Thuần Lương văn phòng ngay tại chỉnh lý, hắn đi trước Thương ủy hội trong phòng họp nhỏ ở lại, vừa vặn gặp chính trốn ở chỗ này chơi điện thoại di động Tề Minh Học. Hai người tuần tự rời đi, lại tại cùng một cái địa điểm gặp gỡ, lẫn nhau tâm lĩnh thần hội cười cười. Tề Minh Học nghĩ đưa di động gói lại, ngón tay không khéo đem vừa rồi nhìn lén video cho điểm ra tới. Trên màn hình một vị đường cong lả lướt xinh đẹp nữ lang chính đang khiêu vũ, Tề Minh Học cuống quýt đem ngón tay cái hướng lên vẩy một cái, lại lầm chạm âm lượng khóa, dẫn lửa hình tượng phối hợp mập mờ lời thuyết minh, Tề Minh Học tốt không xấu hổ. Hứa Thuần Lương kéo ghế ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo, Tề chủ nhiệm cũng thích xem cái này. Tề Minh Học nghe hắn ý tứ tựa như là người trong đồng đạo, bất quá hắn nhưng sẽ không thừa nhận, ha ha cười khan một tiếng, điện thoại pop up, đoán chừng là dính virus. Hứa Thuần Lương cũng không nói ra, chúng ta Thương ủy hội không có một cái nào lãnh đạo ở đây sao? Tề Minh Học nói, đi công tác, sinh bệnh, gần nhất mọi người áp lực thật sự là quá lớn. Hứa Thuần Lương đem điện thoại di động của mình móc ra, Tề Minh Học lặng lẽ liếc qua, con hàng này cũng đang nhìn mỹ nữ nhiệt vũ, quả nhiên là người trong đồng đạo, bất quá dù sao cũng là người trẻ tuổi, không biết thu liễm. Hứa Thuần Lương nói, cái này không tệ, người chú ý hay chưa? Tề Minh Học ngượng ngùng cười cười, ta loại đến tuổi này, đối cái này video hứng thú không lớn. Hứa Thuần Lương nói, ta còn tưởng rằng Tề chủ nhiệm giống như ta yêu quý sinh hoạt đâu. Tề Minh Học sờ lấy thăm dò tại trong túi điện thoại, có chút nóng lên, mỗi người yêu quý sinh hoạt phương thức cũng không giống nhau. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Tề chủ nhiệm, ngươi còn nhớ rõ sao, vừa rồi cái kia Lý Xương Hữu cáo qua ta. Tề Minh Học gật đầu cười, nhớ kỹ, ta nhớ được đâu. Chuyện lần đó là hiểu lầm. Hứa Thuần Lương nói, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, về sau ở chung lâu ngươi liền sẽ rõ ràng, con người của ta có thù tất báo. Tề Minh Học hít vào một ngụm khí lạnh, Hứa Thuần Lương đến tột cùng là luận sự vẫn là nói cho mình nghe. Nhạc Tinh tập đoàn phương diện cho Đông Châu tạo áp lực sách lược cũng không có đưa đến trong dự đoán hiệu quả, Uông Kiến Minh từ vừa mới bắt đầu liền đã xác định đối sách, tận lực khai thác giảm sóc sách lược. Tại Nhạc Tinh tập đoàn cuối cùng là không sẽ rút vốn vấn đề bên trên, hắn cùng Hứa Thuần Lương cái nhìn giống nhau,
Nhạc Tinh sẽ không dễ dàng rút vốn, nếu như Nhạc Tinh quyết định rút vốn liền căn bản sẽ không hướng bọn hắn tạo áp lực. Đương nhiên Nhạc Tinh cũng biết Trung Hàn sản nghiệp vườn đối Đông Châu tầm quan trọng, song phương quay chung quanh chuyện này chính tiến hành đánh cờ, càng là ngay tại lúc này, càng là khảo nghiệm song phương tính nhẫn nại, Đông Châu phương diện tạm thời ở vào bị động. Từ lần trước Uông Chính Đạo tới tìm hắn về sau, thúc cháu hai người liền không có lại đã gặp mặt, Uông Kiến Minh đối thúc thúc còn hiểu rõ, Uông Chính Đạo không phải cái dễ dàng buông tha người, mà lại Trung Hàn sản nghiệp vườn hạng mục bao hàm hắn quá nhiều lợi ích. Uông Kiến Minh suy tư thúc thúc sẽ hái dùng thủ đoạn gì đến tạo áp lực thời điểm, trong tỉnh để hắn đi Nam Giang tìm Lương Bí Thư ở trước mặt báo cáo Trung Hàn sản nghiệp vườn tình huống, chuyện này rốt cục vẫn là kinh động đến thượng tầng. Uông Kiến Minh đem tiến về Nam Giang sự tình nói cho thê tử Hạ Uyển Oánh, Hạ Uyển Oánh lập tức chuẩn bị cho hắn đi công tác quần áo. Uông Kiến Minh nói, không dùng đến quá nhiều, ta hậu thiên liền về. Hạ Uyển Oánh nói, ta vừa nhìn thời tiết, hai ngày này sẽ có hạ nhiệt độ, mang nhiều chút quần áo luôn luôn tốt. Uông Kiến Minh nói, Nhạc Tinh tập đoàn ngay tại thông qua từng cái con đường tiến hành kháng nghị, lần này đi gặp Lương Bí Thư ta làm xong bị phê bình chuẩn bị. Hạ Uyển Oánh nói, hắn không phải ra ra môn sinh sao. Uông Kiến Minh nói, không có chứng cứ tốt nhất đừng nói. Kỳ thật hắn cũng hoài nghi nhị thúc Uông Chính Đạo, Uông Chính Đạo cùng Lương Bí Thư là bạn học cũ, quan hệ của hai người vẫn luôn rất không tệ. Hạ Uyển Oánh nói, người một nhà có chuyện gì không thể nói thẳng. Nhất định phải làm loại này tiểu động tác. Uông Kiến Minh nở nụ cười, chưa chắc là hắn, Nhạc Tinh tập đoàn lần này lợi ích bị hao tổn, bọn hắn lợi dụng đủ loại con đường hướng chúng ta tạo áp lực, liền ngoại giao thủ đoạn đều vận dụng, Lương Bí Thư không có khả năng không có nghe thấy. Hạ Uyển Oánh nhíu mày một cái nói, quốc gia này người khiếm khuyết lý tính, mù quáng tự đại lại cực độ tự ti, tràn đầy bị hại vọng tưởng. Uông Kiến Minh nói, không thể cua đũa cả nắm, có thể làm ra Nhạc Tinh dạng này một nhà xuyên quốc gia người của xí nghiệp tuyệt đối là siêu cấp lý tính. Hạ Uyển Oánh nói, nhị thúc hẳn là đưa đến ở giữa cân đối hạ nhiệt độ tác dụng, mà không phải kích thích mâu thuẫn, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, chuyện này làm lớn chuyện đối người ảnh hưởng sẽ không tốt. Nếu như chuyện này cho Uông Kiến Minh tạo thành ảnh hưởng không tốt, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn chính trị tiền đồ, Uông gia con cháu bên trong tương lai nhất bị được xem trọng chính là Uông Kiến Minh. Uông Kiến Minh cũng không tin nhị thúc sẽ làm ra rời lên tảng đá nện chân của mình sự tình, trầm giọng nói, ta hiện tại cũng không làm rõ ràng được nhị thúc ở trong đó đến tột cùng đóng vai nhân vật như thế nào. Hạ Uyển Oánh lại đi lấy bộ nội y đặt ở trong dương, Kiến Minh, ta nghe nói ngươi để Hứa Thuần Lương đi thương ủy hội. Uông Kiến Minh nở nụ cười, hắn tìm ngươi rồi. Hạ Uyển Oánh lắc đầu, không có, ta nghe người khác nói. Uông Kiến Minh nói, hắn là quả hạt giống tốt, ta dự định để hắn gia nhập cùng Nhạc Tinh tập đoàn đàm phán đội ngũ. Hạ Uyển Oánh nói, liền cái kia tính tình, người không sợ cho ngươi làm trở ngại chứ không giúp gì. Uông Kiến Minh nói, ta làm xong chuẩn bị xấu nhất. Hạ Uyển Oánh không nói gì thêm, yên lặng thu thập xong dương hành lý. Trượng phu đối diện áp lực người bình thường là khó có thể tưởng tượng, nàng có khả năng làm chính là yên lặng ủng hộ. Địch Bình Thanh bắt đầu nhận rõ một cái hiện thực, Đông Châu phương diện hẳn là tra được cái kia 50 ức tài chính nơi phát ra, cái này khiến hắn trong ngắn hạn cầm lại tất cả đầu tư tăng lên rất lớn sự không chắc chắn. Địch Bình Thanh tìm kiếm cùng Uông Kiến Minh lại gặp mặt một lần thời điểm, biết được Uông Kiến Minh đi trong tỉnh. Địch Bình Thanh biết muốn thuận lợi cầm lại đầu tư, trừ phi Uông Kiến Minh lên tiếng. Tìm những người khác không có bất cứ tác dụng gì, hắn đối bên trong thể chế các bộ môn phương thức làm việc hiểu rõ vô cùng, coi như hắn đem từng cái bộ môn chạy tới, đem từng cái con dấu phủ xuống đến, cuối cùng còn phải qua Uông Kiến Minh một cửa ải kia, chỉ cần Uông Kiến Minh gật đầu, những chuyện khác đều dễ làm. Bên này rút vốn không thuận, bên kia Nhạc Tinh phương diện lại cho hắn hạ tối hậu thư, Địch Bình Thanh ngay tại vô kế khả thi thời khắc, Uông Kiến Thành gọi điện thoại tới, biểu thị muốn theo hắn gặp một lần. Địch Bình Thanh cùng Uông Kiến Thành đã sớm nhận biết, nhưng là giữa hai người cũng không có cái gì nghiệp vụ vãng lai, Địch Bình Thanh đối Uông Kiến Thành bối cảnh phi thường rõ ràng, hắn cũng một mực có trèo giao chi tâm, nhưng là người nhà họ Uông tại quan hệ xã hội bên trên vẫn luôn rất cẩn thận, đương nhiên cũng có thể là bọn hắn cho rằng Địch Bình Thanh cấp bậc không đủ. Kỳ thật Địch Bình Thanh càng muốn gặp hơn người là Uông Chính Đạo, Đông Châu Trung Hàn sản nghiệp vườn chính là Chính Đạo tập đoàn cùng Nhạc Tinh tập đoàn hợp tác. Cân nhắc đến Uông Chính Đạo cùng Uông Kiến Thành phụ tử quan hệ, Địch Bình Thanh cho rằng Uông Kiến Thành hẹn thấy mình rất có thể cùng Trung Hàn sản nghiệp vườn có quan hệ. Uông Kiến Thành tại Đông Châu có một gian phòng làm việc, địa điểm tại khu công nghệ cao Hợp Thành Đức cao ốc,
từ hắn văn phòng cửa sổ có thể quan sát đối diện hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện công trường. Địch Bình Thanh đúng hẹn đi vào Uông Kiến Thành văn phòng, nhìn đi ra bên ngoài chiêu bài, hắn mới ý thức tới Uông Kiến Thành còn có cái Tế Thế Chữa Bệnh Khỏe Mạnh Tập Đoàn đồng sự thân phận, Trường Hưng Bệnh Viện lệ thuộc vào Tế Thế Chữa Bệnh Khỏe Mạnh Tập Đoàn, mà Tế Thế Đông ra lại là Xích Đạo vốn liếng. Địch Bình Thanh không khỏi nhớ tới lúc trước mình tại đầu tư bệnh truyền nhiễm viện Tân Y Viện trước đó, là Xích Đạo vốn liếng nhanh chân đến trước, về sau bởi vì Xích Đạo vốn liếng nội bộ tầng quản lý thay đổi, cải biến chiến lược phương hướng, cho nên cái này một hạng mắt mới rơi xuống trong tay của mình. Uông Kiến Thành mỹ nữ trợ lý duyên dáng yêu kiều xuất hiện tại Địch Bình Thanh trước mặt, vì hắn dẫn đường. Địch Bình Thanh vừa đi vừa nghĩ, chẳng lẽ Uông Kiến Thành đối trong tay mình đuôi nát hạng mục có hứng thú? Hiện tại Đông Châu phương diện tại hợp đồng chi tiết chế tạo văn chương, muốn trong khoảng thời gian ngắn tướng đầu tư toàn bộ cầm về khả năng không lớn, nếu như hắn có thể tìm tới tiếp bàn người, Đông Châu phương diện khẳng định vui thấy kỳ thành. Uông Kiến Thành mặc màu xám áo không bâu áo len, quần dài màu đen, mang theo kính đen tay cầm cà phê đứng tại cửa sổ sát đất trước, bên ngoài sắc trời có chút lờ mờ, cửa sổ sát đất pha lê cái bóng ra thân ảnh của hắn, cũng cho thấy sau lưng động tĩnh. Địch Bình Thanh đi vào văn phòng thời điểm, Uông Kiến Thành xoay người lại, hắn mỉm cười nghênh đón tiếp lấy, một tay cầm cà phê, một cái tay khác đưa ra ngoài. Hoắc Tổng, hạnh ngộ. Địch Bình Thanh cười nói, đã sớm muốn cùng Uông Tổng gặp mặt, nhưng gần nhất một mực công việc bận rộn, hôm nay cuối cùng có cơ hội. Uông Kiến Thành nắm chặt Địch Bình tay lung lay, mời hắn ngồi xuống, trưng cầu ý kiến của hắn, trà vẫn là cà phê. Địch Bình Thanh biểu thị mình uống trà. Không bao lâu mỹ nữ trợ lý sẽ đưa lên một chén hồng trà. Địch Bình Thanh không có nóng lòng phát biểu, bưng lên hồng trà, một bên nhấm nháp, vừa quan sát Uông Kiến Thành căn này lớn có chút khoa trương văn phòng, hắn rất nhanh liền hiểu Uông Kiến Thành tướng văn phòng thiết lập ở nơi này nguyên nhân. Uông Kiến Thành nói, ta nghe nói Hoắc Tổng chính đang bận bịu rút vốn. Địch Bình Thanh cười cười nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, chuyện này đã không phải là bí mật. Uông Kiến Thành nói, Đông Châu không phải đã đáp ứng sẽ gánh chịu tất cả tổn thất, sẽ còn cung cấp một khối vị trí tốt hơn dùng địa, Địch Tổng vì sao muốn lựa chọn rút vốn đâu. Địch Bình Thanh thở dài nói, thực không dám giấu giếm, công trình chân chính sau khi bắt đầu, ta mới phát hiện tiến vào truyền thống chữa bệnh thị trường khó khăn trùng điệp, mà lại ta đối tượng hợp tác là bệnh truyền nhiễm viện, chỉ là một nhà chuyên khoa bệnh viện, cùng Trường Hưng loại này cấp 3 giáp đẳng tổng hợp bệnh viện không cách nào đánh đồng. Uông Kiến Thành nói, lúc trước ta đã cảm thấy kỳ quái, Địch Tổng tại khỏe mạnh dưỡng lão phương diện làm được hùng hùng hổ hổ, tại sao lại bỏ dễ cầu khó, lựa chọn tiến vào cạnh tranh kịch liệt truyền thống chữa bệnh đường đua. Địch Bình Thanh cười khổ nói, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác, ta lần này xem như thấy rõ ràng. Uông Kiến Thành nói, rút vốn sự tình vẫn thuận lợi chứ. Địch Bình Thanh trong lòng tự nhủ Uông Kiến Minh chính là ca của ngươi, ngươi nhà còn có thể không rõ ràng. Hắn đối Uông Kiến Thành cũng tràn đầy cảnh giác, chuyện lần này nên không phải cái này hai huynh đệ hát giật dây, liên hợp thu hoạch mình. Nếu như Uông Kiến Minh thụ ý ban ngành liên quan kéo dài rút vốn tiến trình, mà Uông Kiến Thành thông qua thương nghiệp đường tắt tới dọa thấp mình giá cách, cái này chẳng phải là phiền phức. Địch Bình Thanh cũng không có nói ra tình hình thực tế, gật đầu nói, trước mắt coi như thuận lợi, Uông thư ký công khai tỏ thái độ, chúng ta những này nhà đầu tư tới lui tự do, ta ngay tại làm tương quan thủ tục, hy vọng có thể mau chóng tướng đầu tư rút khỏi. Uông Kiến Thành trong lòng tự nhủ con hàng này còn tại mạo xưng là trang hảo hán, người tình huống như thế nào ta còn có thể không rõ ràng. Hắn nhấp miệng cà phê không nhanh không chậm nói, hết thảy thuận lợi đương nhiên không còn gì tốt hơn, có thể ta đối ngành tương quan hiểu rõ, bọn hắn hiệu suất làm việc nói như vậy đều rất không lý tưởng, về phần rút vốn thủ tục càng là phức tạp. Địch Bình Thanh biết Uông Kiến Thành nói đến đều là tình hình thực tế, trong lòng đã xác định hắn đối với mình tình trạng trước mắt hiểu rõ ràng. Uông Kiến Thành mặc dù tuổi trẻ nhưng cũng không có nghĩa là hắn khiếm khuyết thương trường đàm phán kinh nghiệm, cố ý không nói mình tìm Địch Bình Thanh mục đích gặp mặt. Dù sao hiện tại Địch Bình Thanh tình cảnh bị động, muốn nói không giữ được bình tĩnh cũng hẳn là hắn. Địch Bình Thanh quyết định biểu hiện được càng chủ động một chút, Uông Tổng hôm nay tới tìm ta có cái gì chỉ giáo. Uông Kiến Thành cười nói, là như thế này, có vị bằng hữu đối trên tay ngươi hạng mục này có chút hứng thú, đặc địa ủy thác ta tới hỏi một chút, đã Hoắc Tổng đã cùng Đông Châu phương diện thỏa đàm rút vốn sự tình, việc này không đề cập tới cũng được, uống trà. Địch Bình Thanh trong lòng thầm than. Tám thành bị mình đoán trúng, anh em nhà họ Uông hai liên thủ cùng mình diễn kịch đâu, nhắc tới người nhà cũng quá không tử tế, căn bản chính là lấy quyền mưu tư.
Địch Bình Thanh trong lòng khó chịu, nhưng hắn vẫn muốn nghe xem đối phương ra giá, mỉm cười nói, Uông Tổng một mực nói ra. Uông Kiến Thành nói, vậy ta đã nói, Địch Tổng coi như cái trò đùa nghe một chút, dù sao ta cảm thấy khả năng cũng không lớn. Địch Bình Thanh nhẹ gật đầu. Uông Kiến Thành nói, ta vị bằng hữu này nguyện ý ra 4,5 tỷ. Địch Bình Thanh nhíu mày, 4,5 tỷ, chẳng phải là đem 50 ức đầu tư đánh cái 90% giảm giá, thiếu thốn 500 triệu làm sao bây giờ? Nếu là 1-2 ức lỗ thủng, ngược lại là có thể cùng Nhạc Tinh Phương diện đi đàm, mà lại sư huynh đã nói trước, tất cả tổn thất hắn sẽ gánh chịu, 500 triệu cũng không phải con số nhỏ. Địch Bình Thanh cười nói, Uông Tổng vị bằng hữu này hẳn phải biết ta hạng mục này tổng đầu tư, dựa theo Đông Châu Phương diện hứa hẹn, thay đổi cánh đồng vị trí muốn so hiện tại phải tốt hơn nhiều. Mang ý nghĩa hạng mục này bản thân đã tăng giá trị, coi như ta giá gốc chuyển nhượng đều là hao tổn, dù sao ta còn có tài chính chiếm dụng thành bản. Uông Kiến Thành nói, ta lời còn chưa nói hết, cái này 4,5 tỷ bên trong bao quát người khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện. Địch Bình Thanh ngây ngẩn cả người, đối phương đây quả thực là công phu sư tử ngoạp, chẳng khác gì là trắng trợn cướp đoạt, hắn không khỏi tướng khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện gần nhất bị ngừng kinh doanh chỉnh đốn sự tình cùng trước mắt nói chuyện liên hệ với nhau. Chẳng lẽ tất cả bố cục cũng là vì cướp đoạt của cải của mình? Địch Bình Thanh nói, Uông Tổng, người vị bằng hữu này khiếm khuyết thành ý a. Hắn phi thường rõ ràng, Uông Kiến Thành cái gọi là bằng hữu hẳn là chính hắn. Uông Kiến Thành cười nói, ta cũng cảm thấy điều kiện của hắn hà khắc rồi một chút, người nào không biết Hoắc Tổng vẻn vẹn tại bệnh truyền nhiễm viện tân y viện hạng mục bên trên liền đầu tư 50 ức, đáng tiếc gặp khảo cổ loại đại sự này, ta chính là tùy tiện giúp người ta nâng nâng. Người không đồng ý liền đừng để trong lòng, làm ta không nói. Địch Bình Thanh nói, ta đương nhiên sẽ không để vào trong lòng, Uông Tổng, cảm ơn ngươi vị bằng hữu này chú ý, ta còn là chờ lấy rút vốn, nhiều nhất hy sinh một chút thời gian. Uông Kiến Thành nói, đúng rồi, ta nghe nói tổng 50 ức chân chính bỏ vốn mới là Minh Đức Tập đoàn, không biết có hay không loại sự tình này. Địch Bình Thanh ha ha nở nụ cười, lời nói vô căn cứ. Trong lòng thầm mắng Uông Kiến Minh, hèn hạ. Hai huynh đệ các ngươi hùn vốn đến âm ta. Uông Kiến Thành nói, có chút giao dịch hợp lý chưa hẳn hợp pháp, tại chúng ta trong nước làm ăn nhất định phải tuân theo trong nước quy tắc, sinh ý trên trận Địch Tổng là tiền bối của ta, hẳn là so ta rõ ràng hơn những thứ này. Địch Bình Thanh nói, ta kinh thương những năm này một mực tuân thủ pháp luật pháp quy. Uông Kiến Thành cười cười không nói thêm gì nữa. Địch Bình Thanh có chút ngồi không nổi nữa, tiểu tử này có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn bắt lấy ta nhược điểm? Địch Bình Thanh từ trước đến nay đa nghi, càng nghĩ càng là bất an. Uông Kiến Thành tại trận này giao phong mà biểu hiện ra siêu việt tuổi tác thành thục, trầm mặc một hồi, hắn đem trợ lý gọi tới, đưa lên xì gà. Uông Kiến Thành không có hạ lệnh trục khách, Địch Bình Thanh không có lập tức liền đi ý tứ, chứng minh chuyện này còn có đàm. Hai người đốt xì gà, Địch Bình Thanh phun ra nuốt vào trong chốc lát sương mù, nói khẽ, Uông Tổng hẳn phải biết ta những này vật nghiệp giá trị. Uông Kiến Thành gật đầu nói, ta nghe một vị bác sĩ nói qua, ung thư trị liệu càng sớm càng tốt, sớm phát hiện sớm trị liệu sớm giải phẫu, tức chính là vì cái này một khối nhỏ khối u cắt bỏ chung quanh bộ phận bình thường tổ chức cũng sẽ không tiếc, nếu như do dự, một khi tế bào ung thư khuếch tán, liền đánh mất giải phẫu tiên cơ, sẽ biến đến không có thuốc chữa. Địch Bình Thanh nói, ngươi không coi trọng ta rút vốn hành vi. Uông Kiến Thành nói, tiền là kiếm không hết, một chỗ không làm được. Tranh thủ thời gian chuyển sang nơi khác, nếu như tiếp tục thủ vững xuống dưới, liền sợ tiền cầm không đi, còn rơi xuống một thân phiền phức. Địch Bình Thanh thầm mắng, đây rõ ràng chính là muốn mang lão tử, hắn hận nhất loại này quan lại tử đệ, miệng đầy pháp luật pháp quy nhân nghĩa đạo đức, làm nhưng đều là tay không bắt sói hoạt động, bọn hắn tiền vốn chính là bối cảnh cùng quyền lực. Mỗi người đều thích từ góc độ của mình cân nhắc vấn đề, kỳ thật Địch Bình Thanh không phải là không thông qua thủ đoạn như vậy đạt đến thành tựu của ngày hôm nay. Nhưng khi hắn gặp được bối cảnh mạnh mẽ hơn mình giai tầng, liền không tự giác tướng mình cùng đặc quyền giai tầng cách biệt, cho là mình là cố gắng thông qua người khác là thông qua bật hách làm tệ. Địch Bình Thanh tình cảnh hiện tại hoàn toàn chính xác không ổn, hắn không thể không tán đồng Uông Kiến Thành một chút quan điểm, hắn nhất định phải có tráng sĩ chặt tay quyết tâm, mau chóng thoát ly Đông Châu cái này bùn rượu, càng muộn rời đi, càng sẽ có hãm sâu trong đó khả năng. 50 ức, Địch Bình Thanh nhịn đau nói ra giá cả. Cái này 50 ức bao quát hắn khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, hắn rõ ràng nhận thức đến, nếu như Uông gia ghi nhớ sản nghiệp của mình, như vậy hắn dưỡng lão bệnh viện chẳng mấy chốc sẽ trở nên không đáng một xu. Uông Kiến Thành nói,
Địch tổng cách cục hẳn là lớn hơn chút nữa, như vậy đi, 46 ức. Địch Bình Thanh nói, là tế thế chữa bệnh muốn một lần nữa tiếp nhận bệnh truyền nhiễm viện sao? Uông Kiến Thành mỉm cười nói, địch tổng hiện tại quan tâm nhất hẳn là như thế nào tướng Lỗ Hồng bổ sung. Địch Bình Thanh dùng sức hút một hơi xì gà, cho ta 3 ngày cân nhắc. Không có vấn đề. Rời đi Uông Kiến Thành văn phòng, Địch Bình Thanh liên hệ Lý Xương Cơ, hắn nhất định phải trưng cầu đối phương đồng ý. Lúc đầu thúc đẩy lần này đầu tư là sư huynh Hoàng Hữu Long, nhưng Hoàng Hữu Long đã minh xác biểu thị sẽ không công khai ra mặt, bất quá hắn nguyện ý gánh chịu Địch Bình Thanh lần tổn thất này. Địch Bình Thanh phi thường rõ ràng cái này gánh chịu cũng tại trong phạm vi nhất định, nếu như tổn thất quá lớn, coi như sư huynh cũng chưa chắc chịu nhận khoản nợ này, cho nên trước hết cùng Lý Xương Cơ đàm phán. Lý Xương Cơ nguyên bản đã hẹn cùng Uông Kiến Minh gặp mặt, nhưng Uông Kiến Minh đột nhiên tiến về Nam Giang đi công tác, để lần này gặp mặt không thể không lâm thời hủy bỏ. Địch Bình Thanh liên hệ Lý Xương Cơ thời điểm, nàng ngay tại lúc đầu Trung Hàn sản nghiệp vườn khối thị sát, Lý Xương Cơ biểu thị mình sẽ ở công trường chờ hắn. Địch Bình Thanh tiến về Trung Hàn sản nghiệp vườn công trường thời điểm, tất nhiên phải đi qua bệnh truyền nhiễm viện Tân Y viện công trường, nơi đó bây giờ đã triệt để đình công, ngoại trừ phụ trách giữ cửa bảo an, cái khác công người đã rời đi. Nghĩ xảo là cái đương. Địch Bình Thanh lúc trước trông cậy vào thông qua hạng mục này làm điểm chỗ tốt, nhưng bây giờ ngược lại chọc một thân tao, 46 ức hẳn là Uông Kiến Thành cho ra giá quy định. Ít ra 4 ức sư huynh đáp ứng sẽ phụ trách đền bù, nhưng Uông Kiến Thành điều kiện bên trong còn bao gồm khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, mặc dù bệnh viện tiền đồ ảm nhạt, mà dù sao tài sản cố định còn tại đó, đánh gãy xương cũng phải muốn 100 triệu đi. Địch Bình Thanh càng nghĩ càng là phiền muộn, xe bỗng nhiên ngừng lại là phía trước ngay tại thi công. Quá khứ cỗ xe nhất định phải đi vòng, tạo thành đoạn đường này đoạn hỗn loạn. Địch Bình Thanh hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại, nhìn thấy có công nhân ngay tại lập văn bảo đảm cọc móng, văn bảo đảm khu đã đem mới bệnh viện bộ phận tường vây dỡ bỏ, cọc móng xâm nhập đến Tân Y viện bộ phận nội bộ. Địch Bình Thanh nhìn qua kia từng cây màu vỏ quýt cọc móng, cảm giác như là từng khỏa cái đinh thiết nhập nội tâm của mình chỗ sâu. Mặc dù không có xác thực chứng cứ, nhưng Địch Bình Thanh vẫn có thể khẳng định, hết thảy tất cả đều là dương mưu. Có người dùng đơn giản thô bạo phương pháp, lợi dụng văn bảo đảm pháp đánh bại chính mình. Nếu như biết có hôm nay, mình căn bản liền sẽ không tham dự vào trong chuyện này đến, Địch Bình Thanh phát hiện mình mới là người thất bại kia, chuông điện thoại di động đánh gãy hắn trầm tư, điện thoại là Bì Môn chấp pháp trưởng lão cha Hữu Lương đánh tới, nhắc nhở hắn còn một tháng nữa chính là Bì Môn hàng năm đại hội, dựa theo bọn hắn ước định ban đầu, thay mặt môn chủ Hạ Hầu Mộc Lan khảo hạch kỳ hạn cũng đến. Hội nghị trong lúc đó 4 đại trưởng lão nên thực hành Bì Môn 6 kỹ khảo hạch. Địch Bình Thanh tâm cảnh lo lắng, đối với hắn mà nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất là tướng chuyện trước mắt xử lý tốt, khảo hạch ngược lại không có trọng yếu như vậy. Cha Hữu Lương cùng Hoàng Vọng Lân đã thương lượng xong ngày, đại hội tạm thời định tại 23 tháng 12, 24 lượng ngày, địa điểm tại Tiếu Quật, khách quý danh sách cũng sơ bộ định ra tốt, đều là Bì Môn trước mắt nhân vật có mặt mũi. Địch Bình Thanh để hắn ra tay trước cho mình xem qua một chút, cúp điện thoại, nhớ tới hiện tại 4 đại trưởng lão chỉ còn lại 3 người, từ khi Mạnh Hoài Nghĩa sau khi chết, mình liền bị 2 người khác cô lập. Một tháng, hy vọng một tháng này có thể đem Đông Châu chuyện bên này bãi bình. Trung Hàn sản nghiệp vườn kỳ thật nhận ảnh hưởng không lớn, dính đến văn bảo đảm khu diện tích cùng Trung Hàn sản nghiệp vườn tổng diện tích so sánh càng là cực kỳ bé nhỏ, Hàn Phương kháng nghị nguyên nhân chủ yếu là... Bọn hắn tổng bộ đang xây công trình nhận lấy một chút ảnh hưởng, dựa theo hiện tại xác định phạm vi, bọn hắn tổng bộ lầu chính phía trước xanh hóa khu cùng dừng xe khu muốn cắt đứt ra ngoài, nhưng là đối chủ thể kiến trúc cũng không ảnh hưởng. Đông Châu phương diện đưa ra có thể cho bọn hắn xong thổ địa bồi thường phương án, nhưng là bị Hàn Phương cự tuyệt. Địch Bình Thanh hiện tại dừng xe địa phương đã bị vạch đến văn bảo đảm khu phạm vi bên trong, hắn xuống xe, một cỗ lạnh gió thổi vào mặt, hắn nhịn không được đánh hai nhảy mũi. Ngẩng đầu nhìn công trường, lầu chính đã không giới hạn, mặc dù toàn bộ công trường đã đình công, nhưng là công nhân cũng không có đi, hẳn là tùy thời chuẩn bị làm trở lại. Địch Bình Thanh hiện tại cũng cảm thấy Hàn Phương đối mảnh đất này quá chấp nhất, nếu như vẻn vẹn vì Trung Hàn sản nghiệp vườn, làm gì câu nệ tại cái này một khối nhỏ thổ địa. Chẳng lẽ mảnh này thổ dưới mặt đất bột thật có cái gì ẩn tàng bí mật? Địch Bình Thanh nhìn thấy Lý Xương Cơ trợ lý Kim Sĩ Dân hướng mình đi tới, Địch Bình Thanh hướng Kim Sĩ Dân nhẹ gật đầu. Kim Sĩ Dân tướng một đỉnh nón bảo hộ đưa cho hắn, chỉ cách đó không xa thang máy. Địch Bình Thanh đội nón an toàn lên, đi theo Kim Sĩ Dân sau lưng bên trên thang máy chậm rãi ngược lên,
đi vào không giới hạn không lâu 12 tầng đỉnh trên lầu. Thân mặc màu đen trồn nhung áo khoác Lý Xương Cơ đứng tại chính nam biên giới, nhìn qua phương xa chiến quốc lớn mộ khảo cổ hiện trường. Địch Bình Thanh đi vào Lý Xương Cơ bên người, Lý Tổng. Lý Xương Cơ nhẹ gật đầu, cũng không có nhìn hắn, nói khẽ, địch tiên sinh hẳn là mang đến cho ta tin tức tốt. Địch Bình Thanh nhìn Kim Sĩ Dân một chút, hắn ý tứ rất rõ ràng, muốn cùng Lý Xương Cơ đơn độc đàm. Kim Sĩ Dân lại không hề rời đi ý tứ, Lý Xương Cơ nói, không sao, nói đi. Địch Bình Thanh vẫn kiên trì nói, có mấy lời vẫn là nói riêng tương đối tốt. Tại Địch Bình Thanh kiên trì hạ, Lý Xương Cơ rốt cục vẫn là đáp ứng, nàng nhìn Kim Sĩ Dân một chút, Kim Sĩ Dân đi hướng nơi xa. Địch Bình Thanh nói, Đông Châu phương diện đã nắm giữ ta kia 50 ức tài chính nơi phát ra, bởi vì cùng trước đây hợp đồng nội dung có chỗ xuất nhập, cho nên bọn hắn ở phương diện này chế tạo văn chương, chỉ sợ trong ngắn hạn sẽ không thuận lợi rút vốn. Lý Xương Cơ lạnh hừ một tiếng nói, ký hợp đồng là ngươi, chính ngươi không có đem sự tình làm tốt, hiện tại nói với ta những này là có ý gì? Địch Bình Thanh nói, Lý Tổng, ta vẫn cho là ích lợi của chúng ta hẳn là nhất trí, lẽ ra lợi ích cùng hưởng phong hiểm chung gánh, ngươi thái độ này để cho ta có chút trái tim băng giá. Lý Xương Cơ nhìn qua Địch Bình Thanh nói, ngươi không được quên ngươi khỏe mạnh là thế nào phát triển, ngươi không phải tại hợp tác với chúng ta, ngươi là tại hoàn lại người trong quá khứ tình. Địch Bình Thanh nội tâm bị đâm một cái, hắn chán ghét cùng nữ nhân làm ăn, đa số sinh ý trên trận nữ nhân so nam nhân máu lạnh hơn thực tế hơn. Địch Bình Thanh nói, ta hôm nay tới là muốn nói cho ngươi, có người nghĩ tiếp nhận mới bệnh viện hạng mục. Lý Xương Cơ nắm thật chặt cổ áo, mái nhà gió lớn, nàng cảm thấy có chút lạnh, cái này coi là một tin tức tốt, giá tiền đâu. Đây mới là mấu chốt của sự tình chỗ. 4,5 tỷ, Địch Bình Thanh làm một chuyện gì đều sẽ có giữ lại. Lý Xương Cơ ha ha nở nụ cười, sinh ra tổn thất ai đến đền bù. Địch Bình Thanh tiếp tục nói, ngươi không đợi ta nói xong, còn muốn tính cả ta tại Đông Châu khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện. Lý Xương Cơ nhíu mày, như thế không hợp thói thường điều kiện ngươi đáp ứng. Địch Bình Thanh nói, đáp ứng ta liền sẽ không tới tìm ngươi. Lý Xương Cơ nhìn Địch Bình Thanh một chút, tựa hồ muốn nhìn được hắn ý tưởng chân thật, Địch Bình Thanh trên mặt không có chút nào ý cười. Hắn nóng lòng thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Lý Xương Cơ trầm mặc một hồi mới nói, cho ngươi mở giá người là ai? Địch Bình Thanh lời nói thật thực nói ra, Uông Kiến Thành, Uông thư ký đệ đệ. Lý Xương Cơ phi thường rõ ràng Địch Bình Thanh bổ sung ý tứ, nhìn qua xa xa khảo cổ hiện trường như có điều suy nghĩ, qua rất lâu lại nói ra, nghĩ không ra các ngươi bên này nhân viên chính phủ so với chúng ta bên kia còn muốn tham lam. Địch Bình Thanh nói, đáp ứng khả năng đứng trước một chút tổn thất, nếu như không đáp ứng, chỉ sợ kia 50 ức không biết lúc nào mới có thể cầm về. Đương nhiên, chính đạo tập đoàn cùng các ngươi có quan hệ hợp tác, ta không xác định chuyện này Uông chính đạo phải chăng cảm kích. Lý Xương Cơ bởi vì Địch Bình Thanh câu nói này cảm xúc chập trùng, đúng là như thế, chuyện này từ đầu tới đuôi tồn tại quá nhiều điểm đáng ngờ, Uông gia phụ tử từ đó đóng vai nhân vật như thế nào. Uông gia phải chăng quan thương cấu kết nghiền ép ích lợi của bọn hắn. Địch Bình Thanh cũng là tại thương trường chìm đắm nhiều năm lão tướng, hắn giỏi về lợi dụng nhân tính nhược điểm. Vô luận Nhạc Tinh tập đoàn thực lực như thế nào hùng hậu, đều muốn nhận rõ một cái hiện thực, nơi này không phải bán đảo, tại nhà khác thổ địa bên trên liền nên tuân theo chủ nhân quy tắc. Về phần ai càng mục nát càng tham lam, tại Địch Bình Thanh xem ra thiên hạ quả đen hắc, có đặc quyền tồn tại địa phương tất nhiên tồn tại mục nát. Mục nát cũng là một loại văn hóa. Đại quốc văn hóa chi bác đại tinh thâm há lại nho nhỏ bán đảo nhưng đánh đồng. Địch Bình Thanh quyết định Lý Xương Cơ cuối cùng vẫn sẽ nhượng bộ, đối Nhạc Tinh tập đoàn tới nói, 500 triệu không tính là cái gì, đã xác định bệnh truyền nhiễm viện tân y viện di chuyển, sớm một chút cầm lại đầu tư cũng là chuyện tốt, dù sao bọn hắn còn có Trung Hàn sản nghiệp vườn lá bài này, tìm về tổn thất cũng không phải là việc khó, làm gì đối với chuyện này xoắn suýt không thả. Lý Xương Cơ trả lời lại làm cho Địch Bình Thanh thất vọng. Chuyển nhượng phí cuối cùng nói tới nhiều ít là chuyện của mình ngươi, ngươi chỉ cần tại ngày quy định bên trong đem chúng ta đầu tư 50 ức lui về đến là được. Địch Bình Thanh thầm mắng nữ nhân này tham lam, thật đem mình làm mặc nàng nắm đối tượng. Địch Bình Thanh nói, chúng ta từ vừa mới bắt đầu chính là quan hệ hợp tác, ngươi kỳ hạn đối ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lý Xương Cơ nói, ngươi có thể thử nhìn một chút, bất quá ta cũng phải nhắc nhở ngươi, phải làm cho tốt tiếp nhận tổn thất lớn nhất mất chuẩn bị. Không chỉ là tiền tài, còn bao gồm ngươi thật vất vả tích lũy danh dự. Địch Bình Thanh hận nhất người khác uy hiếp mình,
vô luận nữ nhân này là thân phận gì. Địch Bình Thanh cười lạnh nói, Lý Tổng, nói như vậy liền không có ý nghĩa, chúng ta người Trung Quốc coi trọng nhất hòa khí sinh tài, không cần thiết nháo đến trở mặt thành thù tình trạng đi, ta Khang Kiện tập đoàn mặc dù so ra kém Nhạc Tinh tập đoàn tài hùng thế lớn, nhưng các ngươi cũng muốn làm rõ nơi này là địa phương nào, ta không sợ nói cho ngươi, ta nếu là có chỗ tránh mất, các ngươi cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Lý Xương Cơ cùng Địch Bình Thanh nhìn nhau, Địch Bình Thanh không thối lui chút nào, tiếp tục nói, có chút thao tác không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mọi thứ đều muốn nhớ kỹ cho người khác có lưu ba phần chỗ trống. Lý Xương Cơ bỗng nhiên nở nụ cười, thụ giáo, Địch Tổng dự định khi nào về còn chúng ta số tiền kia. Địch Bình Thanh nói, ta hôm nay tới chính là vì giải quyết vấn đề này, ta cảm thấy mấu chốt của sự tình tại Uông gia, nếu là Uông Kiến Minh chịu gật đầu, rút vốn tự nhiên không người cản trở. Đương nhiên còn có một cái biện pháp giải quyết, đó chính là Uông Kiến Thành nguyện ý lấy hợp lý giá cả tiếp nhận, kỳ thật có người có thể giải quyết những vấn đề này, chí ít có thể giải quyết trong đó một cái. Lý Xương Cơ nói, người nói là Uông Chính Đạo. Địch Bình Thanh nhẹ gật đầu, Lý Tổng không ngại tìm hắn nói chuyện. Lý Xương Cơ nói, hắn nếu là có thể ảnh hưởng đến Uông Kiến Minh, Trung Hàn sản nghiệp vườn sự tình cũng sẽ không nháo đến trình độ như thế. Địch Bình Thanh nói, có lẽ chúng ta đều là người bị hại. Lý Xương Cơ nghe hiểu hắn ý tứ nói là chân chính được lợi chính là Uông gia. Lý Xương Cơ nghĩ nghĩ rốt cuộc nói, ta cho ngươi thêm thời gian một tuần, hy vọng chuyện này có thể có cái viên mãn kết cục. Địch Bình Thanh lại lắc đầu nói, ta hiện tại liền có thể cho ngươi đáp án, 48 ức, đây là ta có thể tiếp nhận tổn thất lớn nhất mất. Địch Bình Thanh lặp đi lặp lại tính toán qua, coi như cuối cùng chuyển nhượng giá cả dừng lại tại 48 ức. Tổn thất 2 ức có thể để sư huynh Hoàng Hữu Long gánh chịu, mà hắn đã ôm định rời đi Đông Châu niệm đầu. Khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện đã thành gân gà, phần này tiền hắn vẫn dự định để sư huynh gánh chịu, đối Hoàng Hữu Long tới nói, hắn chịu đựng nổi. Địch Bình Thanh cũng không rõ ràng Lý Xương Cơ đối với hắn và Hoàng Hữu Long quan hệ phải chăng cảm kích, trước mắt khốn cảnh để hắn lòng nghi ngờ trở nên càng ngày càng nặng. Hắn hoài nghi Uông nhà tại bố cục. Hắn thậm chí hoài nghi sư huynh Hoàng Hữu Long cũng có chuyện đang gạt mình, hiện tại chỉ có thể hy vọng hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lý Xương Cơ rốt cục nhả ra nói, 49 ức. Chuẩn bị tiếp nhận bệnh truyền nhiễm viện Tân Y Viện là Xích Đạo vốn liếng tầng quản lý quyết định, Uông Kiến Thành cân nhắc về sau vẫn là tướng chuyện này thông báo cho phụ thân. Uông Chính Đạo biết việc này về sau cho rằng không ổn, ở thời điểm này tham gia có chút mẫn cảm, dù sao chất tử Uông Kiến Minh hiện tại là Đông Châu người đứng đầu. Người khác khó tránh khỏi sẽ hoài nghi bên trong tồn đang ngầm thao tác, đem một đỉnh quan thương cấu kết mũ chụp tại bọn hắn Uông gia trên đầu. Uông Kiến Thành không phải không có suy nghĩ qua phương diện này ảnh hưởng, nhưng là cơ hội tốt như vậy hắn không muốn buông tha, nếu như có thể thành công tiếp nhận bệnh truyền nhiễm viện mới bệnh viện hạng mục, hắn chẳng những có thể lấy có được nên được cổ phần, còn có thể tướng khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện đặt vào trong túi. Nói cách khác hắn không cần tốn nhiều sức liền thu được một cái nhỏ mục tiêu làm điểm xuất phát lợi ích. Mà lại đây hết thảy đều sẽ tại hợp pháp hợp quy điều kiện tiên quyết tiến hành. Uông Chính Đạo không có kiên trì đi thuyết phục nhi tử, bởi vì hắn đối Nhạc Tinh tập đoàn gần nhất hùng hổ dọa người biểu hiện cũng sinh lòng bất mãn, Khang Kiện tập đoàn phía sau bỏ vốn phương chính là Minh Đức tập đoàn, mà Minh Đức chân chính chủ gánh vẫn là Lý Bình Tinh, Uông Chính Đạo cho rằng cũng hẳn là gõ một chút Nhạc Tinh đám người này, để trên vùng đất này không có có bọn hắn hoành hành tư cách để bá đạo. Uông Chính Đạo cũng biết chất tử hai ngày này đi trong tỉnh. Lương Bí Thư muốn tìm hắn nói chuyện, nhưng là chuyện này cùng Uông Chính Đạo không có quan hệ, của hắn tầm mắt không có thấp như vậy, Uông gia vĩnh viễn sẽ không tướng thương nghiệp lợi ích bày ở vị thứ nhất. Uông Chính Đạo tiếp cú điện thoại này thời điểm, ngay tại phụ thân trong nhà nấu cơm cho hắn, từ khi lành bệnh về sau, chỉ cần hắn ở kinh thành, mỗi tuần đều sẽ bớt thời gian tới bồi phụ thân ăn cơm. Uông lão một người tại thư phòng viết chữ, từ khi lui ra đến về sau, lão gia tử cũng rất ít đi ra ngoài. Uông Chính Đạo làm phụ thân thích ăn nhất bún thịt, trong nhà bảo mẫu mặc dù cũng sẽ làm, nhưng vẫn là hắn tự mình làm càng có hương vị. Đặc biệt dẫn tới gà đất cũng nấu tốt canh, Uông Chính Đạo để bảo mẫu đi mở tiệc, mình thì cởi xuống tạp dề tự mình đi mời phụ thân ăn cơm. Uông lão hôm nay viết 4 chữ thanh xuất phu lam. Uông Chính Đạo cầm lấy bức kia chữ thông lệ tán dương một phen. Uông lão chờ hắn khen xong, tướng bức kia chữ vò thành một cục trực tiếp ném vào phế trong sọt rác. Uông Chính Đạo có chút đau lòng nói, cha, người không phải cho ta à, tốt bao nhiêu một bức chữ. Uông lão nói, người ít đem trên thương trường bộ kia hư tình giả ý a dua nịnh hót dùng tại trên người của ta,
chính ta cái gì trình độ tự mình biết. Uông lão thư pháp cũng là tại lui ra đến về sau mới nhặt lên, dựa theo chính hắn thuyết pháp, cũng chính là học sinh tiểu học tiêu chuẩn, mặc dù khiêm tốn một chút, nhưng thư pháp của hắn tối đa cũng chính là phổ thông trình độ. Uông chính đạo bồi tiếp lão gia tử đi vào phòng ăn ngồi xuống. Uông lão nhìn thấy thức ăn trên bàn, trên mặt cuối cùng có chút ý cười, có lòng. Uông chính đạo cười nói, người muốn là ưa thích ăn ta làm đồ ăn, ta mỗi ngày đều tới. Uông lão nói, ngươi sinh ý bận bịu, ta nhưng không dám trễ nãi ngươi. Thiên đại sinh ý cũng không bằng bồi cha trọng yếu. Uông lão nhẹ gật đầu, đã dạng này, ngươi đem sinh ý đều giao cho Kiến Thành, chuyển về trong nhà theo giúp ta. Uông chính đạo bị phụ thân đem một quân, cười rạng rỡ, tốt, tốt, ta tận mau lui xuống tới. Uông lão kẹp khối bún thịt, một bên nhấm nháp một bên gật đầu, tại nhà chúng ta ngươi nấu cơm là món ngon nhất. Uông chính đạo nở nụ cười. Có thể có được phụ thân khích lệ vẫn là vui vẻ, bất quá hắn cũng có thể nghe ra phụ thân lời ngầm, mình trong mắt hắn cũng chỉ có ngần ấy sở trường. Uông lão chỉ tủ rượu, Uông chính đạo lập tức đứng dậy đi lấy bình rượu, tới cho phụ thân rót một chén, chính hắn không uống, từ khi lành bệnh về sau, hắn đã triệt để đem rượu giới. Uông lão uống chén rượu nói, lui ra đến về sau liền cái theo giúp ta uống rượu người cũng không có. Ta bồi người uống. Uông lão lắc đầu, chớ miễn cưỡng. Ta nói là ta và người Kiều Thúc Diệp Thúc bọn hắn thật lâu không có ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Uông chính đạo lặng lẽ quan sát phụ thân sắc mặt, thử thăm dò nói ra, mắt thấy chính là cuối năm, nếu không ta đến tổ cái cục, chúng ta ba nhà người họp gặp. Uông lão thở dài nói, đều có các sự tình, miễn cưỡng tụ cũng không có ý gì. Hắn phi thường rõ ràng, bởi vì Diệp Sương Nguyên chết, Kiều Diệp hai nhà đã rất khó ngồi cùng một chỗ. Uông chính đạo cũng cùng thở dài một hơi, cha. Ta minh bạch, Diệp Thúc đem Sương Nguyên chết quy tội đến Kiều Thúc trên thân, kỳ thật chuyện này là cái ngoài ý muốn, ai cũng không muốn. Uông lão nói, ngươi minh bạch cái gì, ngươi lại biết cái gì. Ta sai rồi, ta không nên nói, ta không quyền lên tiếng. Uông lão nói, tạo hóa trêu ngươi chúng ta cái này ba nhà, đầu tiên là ca của ngươi hy sinh ở tiền tuyến, sau đó Viễn Sơn lại không minh bạch mất tích, mấy người chúng ta vốn cho rằng Sương Nguyên là đi xa nhất cái kia. Nghĩ không ra hắn đi giảm tai ủy không có mấy ngày liền bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Uông chính đạo yên lặng đem rượu cho phụ thân rót, mình nâng chung trà lên kính phụ thân một chén. Uông lão nói, kỳ thật ngươi Diệp Thúc cũng là người hiểu chuyện, Sương Nguyên chết trách không được ngươi Kiều Thúc. Cha, ta nghe nói Sương Nguyên là bởi vì Đông Châu tàu điện ngầm sự tình bị điều đi phát cải ủy, bởi vì lúc trước hắn là Kiều Thúc Thúc đề cử đi qua, cho nên phát cải ủy phương diện đang động lúc trước hắn đặc địa trưng cầu Kiều Thúc Thúc ý kiến. Uông lão nói, ngươi chính tai nghe được. Uông chính đạo lắc đầu, cha, kỳ thật từ khi Kiều Như Long cùng Diệp Thanh Nhã ly hôn về sau, hai nhà bọn họ quan hệ liền phát sinh biến hóa, trong mắt của ta, Kiều Thúc không muốn lại vì Sương Nguyên nói chuyện cũng là nhân chi thường tình. Uông lão nói, hắn không phải người như vậy. Cha, Kiều Thúc cách đối nhân xử thế cách cục một mực là ta bội phục, thật giống như lần này hắn đề cử Kiến Minh. Uông lão lông mày lập tức nhíu lại. Hắn đương nhiên có thể nghe ra nhi tử ý tứ. Cha, người chẳng lẽ không cảm thấy được, Diệp Thúc đối chúng ta cũng xa lánh đi lên sao? Uông lão lạnh hừ một tiếng, còn không phải ngươi cho người ta mang đến phiền phức. Uông chính đạo dở khóc dở cười, cha, sự kiện kia ta đã xử lý tốt, mà lại đây chẳng qua là một chuyện nhỏ, ý của ta là, Diệp Thúc cho là chúng ta cùng Kiều gia đạt thành ăn ý nào đó. Uông lão đem chén rượu trong tay một đòn nặng nề, trong chén rượu vẩy ra ra. Uông chính đạo tranh thủ thời gian khuyên nhủ, ta liền kiểu nói này, người đừng nổi giận, người nếu là không vui lòng cùng ta thổ lộ tâm tình, ta ngậm miệng tốt Uông lão nói lên Kiến Minh ta có chuyện hỏi ngươi, Lương Bản Sơ tìm Kiến Minh đi Nam Giang nói chuyện là không duyên cớ là ngươi. Uông chính đạo không ngừng kêu khổ nói, cha, người cái này đều nghe ai nói, cùng ta lại có quan hệ gì? Trung Hàn sản nghiệp vườn cùng ngươi cũng không có quan hệ. Uông chính đạo thở dài nói. Cha, Kiến Minh là cháu ta làm sao có thể thông qua Bản Sơ hướng hắn tạo áp lực đâu. Cái gì nặng muốn cái gì không trọng yếu ta phân rõ ràng. Nếu như ngươi thật phân rõ ràng lúc trước liền sẽ không đi Đông Châu đầu tư. Ta cũng không có kiên trì đi Đông Châu đầu tư, là Hàn Phương chủ động đưa ra, lại nói ta cân nhắc đến khoản này đầu tư rơi vào Đông Châu có thể cho Kiến Minh tăng thêm chiến tích, ta dự tính ban đầu đều là vì Kiến Minh tốt, ta muốn giúp hắn. Uông lão tiếp cận Uông chính đạo hai mắt nói, đừng kiếm cớ,
ta đã sớm nói với các ngươi qua, làm ăn ta không phản đối, nhưng là nhất định phải hiểu được tránh hiểm nghi, không muốn cho Kiến Minh thêm phiền phức, nhưng các ngươi hai người ngược lại tốt, một cái tiếp theo một cái hướng Đông Châu đâm, làm sao? Sợ người khác không biết các ngươi là bí thư thân thích. Uông Chính Đạo không dám nói tiếp nữa, hắn cũng không nghĩ tới Trung Hàn sản nghiệp vườn hạng mục sẽ phát sinh nhiều như vậy khó khăn trắc trở, lúc trước đầu tư tại Đông Châu đích thật là vì kiếm tiền, nhưng hắn cũng có cho chất tử đưa chiến tích ý nghĩ, Trung Hàn sản nghiệp vườn thuận lợi kiến thành, trong chính trị người được lợi lớn nhất khẳng định là Uông Kiến Minh, lão gia tử lúc trước trợn một con mắt nhắm một con mắt, đoán chừng cũng cân nhắc đến điểm này, hiện tại gặp được phiền toái, lại bắt đầu trách tự trách mình. Uông Chính Đạo càng nghĩ càng là phiền muộn, tại trong mắt phụ thân đại ca mới là hắn yêu nhất cái kia, đại ca hy sinh về sau, chất tử Uông Kiến Minh thành Uông gia kiêu ngạo, tại bọn hắn gia đình như vậy bên trong kinh thương vĩnh viễn so tham chính muốn thấp nhất đẳng. Uông lão cơn giận còn sót lại chưa tiêu, ngón tay trên bàn gõ gõ, chính ngươi gây làm phiền ngươi mình đi giải quyết, nếu như chuyện này xử lý bất đương cho Kiến Minh mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng không tốt, ta duy ngươi là hỏi. Từ Đông Châu phương diện chủ đạo, Đông Châu Thương ủy hội chủ trì Trung Hàn sản nghiệp vườn hạng mục lần thứ nhất cân đối sẽ cũng không thành công, Hàn Phương tại ban sơ đáp ứng về sau, cố ý tại không thông chi Đông Châu phương diện điều kiện tiên quyết toàn thể vắng mặt lần này hội nghị, thả Đông Châu phương diện một lần bổ câu. Thương ủy hội bí thư Lâm Diệu Minh mặt mày xanh lét, vì tổ chức lần này cân đối hội, hắn chuyên môn từ Hoa Thành bay trở về, còn chuyên môn mời tới lãnh đạo cấp trên. Xác định Hàn Phương không gặp qua đến. Lâm Diệu Minh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố đổi ngày. Lãnh đạo cấp trên ngược lại là rộng rãi, biểu thị không quan hệ, loại này đàm phán không có thuận lợi như vậy liền đàm thành. Các loại lãnh đạo sau khi đi, Lâm Diệu Minh liền rốt cuộc ép không được tức giận, tại chỗ chất vấn chủ nhiệm phòng làm việc Tề Minh Học, Tề Minh Học, ngươi làm sao tổ chức cân đối biết? Hàn Phương nhân viên tới hay không họp vì cái gì không trước đó xác định? Tề Minh Học vẻ mặt đưa đám nói, bọn hắn đáp ứng có mặt. Ta cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ lâm thời không đến, mà lại đều không có thông báo một tiếng. Lâm Diệu Minh nói, muốn lặp đi lặp lại xác nhận, vẫn là người công việc không đủ nghiêm cẩn, không muốn trốn tránh trách nhiệm. Mới nhậm chức không lâu đối ngoại chiêu thương xử lý chủ nhiệm Hứa Thuần Lương hắng giọng một cái nói, Lâm Bí Thư, kỳ thật chuyện này trách không được Tề chủ nhiệm, Nhạc Tinh bên kia thật là thông chi qua, mà lại bọn hắn đáp ứng rất tốt, hồi phục nói sẽ đúng giờ có mặt hội nghị. Bọn hắn rõ ràng là cố ý thả chúng ta bổ câu. Lâm Diệu Minh nói, làm cái gì? Sự tình nặng phải giải quyết, vắng mặt có thể giải quyết vấn đề sao? Hứa Thuần Lương nói, đám này cháu trai chính là cho thể diện mà không cần, đã bọn hắn như vậy thích vắng mặt, chúng ta cũng không cần thiết chủ động cùng bọn hắn nói chuyện. Hiện trường lặng ngắt như tờ, vị này mới tới có chút cuồng, ngay trước bí thư bột liền khẩu suất cuồng ngôn. Lâm Diệu Minh cũng cảm thấy Hứa Thuần Lương không nên trước mặt mọi người bạo nói tục, nhưng hắn là Uông thư ký khâm điểm người, Lâm Diệu Minh cũng không dám nói gì, Thương ủy hội cũng không muốn tiếp loại này vất vả mà trả được gì, nhưng Uông thư ký nhất định phải đem chuyện này giao cho bọn hắn cân đối. Lâm Diệu Minh nói, tiểu Hứa, mặc dù bọn hắn không lễ phép, nhưng chúng ta dù sao cũng là địa chủ, muốn biểu hiện ra đại quốc phong phạm. Hứa Thuần Lương nói, đại quốc phong phạm cũng phải phân đối với người nào, người kính ta một thước. Ta kính ngươi một trượng, bọn hắn hôm nay đem chúng ta cho phơi, chúng ta còn muốn đi cười làm lành mặt. Kia không gọi đại quốc phong phạm, gọi là phạm tiện. Lâm Diệu Minh mặt đen lại, người này là đang mắng ta sao? Thương ủy hội đám người này ai cũng không dám chen vào nói, cái này Hứa Thuần Lương đơn giản thật ngông cuồng, rõ ràng không có đem Lâm Diệu Minh vị này người đứng đầu để vào mắt, dù sao vẫn là tuổi trẻ, cùng ngoại thương liên hệ phải để ý sách lược, người ta đầu tư 15 tỷ Mỹ Kim. Coi như cười làm lành mặt cũng không có gì, mặt mũi và lớp vải lót ngươi không thể đều muốn. Lâm Diệu Minh hiển nhiên có chút không vui, tiểu Hứa, Uông thư ký chỉ thị ngươi cũng không phải không biết, nếu như Trung Hàn sản nghiệp vườn hạng mục không kết quả, ai đến gánh chịu trách nhiệm này? Hứa Thuần Lương nói, người A. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, ngài là đơn vị người đứng đầu, ta coi như muốn đi gánh chịu cũng không đủ tư cách, đương nhiên, chuyện này nếu là thật không kết quả. Chúng ta ở đây các vị đều muốn gánh chịu liên quan trách nhiệm, Lâm Bí Thư yên tâm, chúng ta sẽ không lâm trận bỏ chạy. Lâm Diệu Minh khóc không ra nước mắt, hắn đối Hứa Thuần Lương có thể nói là cửu ngưỡng đại danh, con hàng này chính là cái hỗn thế ma vương, nghe được Hứa Thuần Lương điều đến Thương ủy hội về sau hắn có loại phá thứ nguyên bích cảm giác, làm sao cũng không nghĩ đến con hàng này sẽ được phái đến mình dưới trướng, vẫn là Uông thư ký tự mình ra lệnh. Lâm Diệu Minh là một thanh tay không giả.
nhưng Hứa Thuần Lương trực tiếp tiến vào ban lãnh đạo, tay người ta bên trong có Thượng Phương Bảo Kiếm, chỉ cần trong lòng khó chịu có thể trực tiếp vượt cấp hướng Uông thư ký báo cáo, nói cách khác con hàng này mình căn bản không thể trêu vào. Lâm Diệu Minh khoát tay áo ra hiệu tan họp, hắn cũng không muốn làm lấy nhiều như vậy bộ hạ bột bị Hứa Thuần Lương chế nhạo. Những người khác đi, Lâm Diệu Minh để Hứa Thuần Lương lưu lại, nhìn lên trước mắt cái này vị trẻ tuổi, Lâm Diệu Minh nắm ra tự nhận là coi như nụ cười hòa ái, tiểu Hứa A, người cái này tính tình cũng quá thẳng. Hứa Thuần Lương nói, chuyện công tác ta không thích quanh co lòng vòng, Lâm Bí Thư, vừa rồi nhiều có đắc tội A. Lâm Diệu Minh trong lòng tự nhủ ngươi còn biết nhiều có đắc tội A, hắn thở dài nói, tiểu Hứa, ta cũng phiền Hàn Phương hành vi, nhưng là chúng ta thể chế bên trong người mọi thứ đầu tiên muốn bận tâm đại cục, không thể lấy người yêu ghét là chuyển di ngươi nói có đúng hay không. Hứa Thuần Lương nói, Lâm Bí Thư, chẳng lẽ người nhìn không ra bọn hắn là cố ý dùng loại này cấp thấp thủ đoạn hướng chúng ta tạo áp lực đâu. Lâm Diệu Minh cười khổ nói, làm sao lại nhìn không ra, tay người ta nắm 15 tỷ Mỹ Kim đầu tư, chúng ta muốn cho Trung Hàn sản nghiệp vườn hạng mục thuận lợi rơi xuống đất liền phải đối với người ta khách khí một chút. Hứa Thuần Lương nói, chưa chừng bọn hắn phạm tiện đâu. Chúng ta càng không để ý bọn hắn càng lên cao thiếp, đuổi đều đuổi không đi. Làm sao có thể, bọn hắn dân tộc này lòng tự trọng cùng tự ti tâm đều rất mạnh, đặc biệt sĩ diện. Người làm sao mà biết được? Ta hiểu qua, Lâm Diệu Minh không có nói phải thông qua phim Hàn hiểu rõ. Hứa Thuần Lương nói, người gần nhất đi qua Trung Hàn sản nghiệp vườn sao. Lâm Diệu Minh cười nói, đều đình công, đâu còn có cái kia tất yếu. Hứa Thuần Lương nói, xem ra người đối tình huống bên kia còn chưa đủ hiểu rõ, đình công chính là Trung Hàn sản nghiệp vườn tổng bộ ký túc xá, địa phương khác đang xây công trình cũng không có đình chỉ. Nếu như người ta quyết định rút vốn còn không phải sớm tối đều muốn ngừng. Lâm Diệu Minh cho rằng Hứa Thuần Lương phản ứng tình huống chứng minh không là cái gì. Hứa Thuần Lương nói, ta cảm thấy bọn hắn sẽ không dễ dàng đi, hiện tại tạo áp lực mục đích đơn giản là muốn lấy được càng nhiều thẻ đánh bạc. Ta vừa mới đạt được một tin tức, có người nghĩ tiếp nhận bệnh truyền nhiễm viện tân y viện hạng mục. Lâm Diệu Minh chớp chớp hai mắt, khỏe mạnh đầu tư 50 ức cái kia. Hứa Thuần Lương nói, nếu như chuyện này đàm thành, tương đương với giải quyết một vấn đề. Lâm Diệu Minh nói, khỏe mạnh đầu tư là 50 ức nhân dân tệ, Trung Hàn sản nghiệp vườn là 100 tỷ công trình. Cả hai không thể đánh đồng. Hứa Thuần Lương nói, đừng đem 1.000 ức thấy trọng yếu như vậy, bọn hắn không ném tự có người ném. Lâm Diệu Minh trong lòng tự nhủ người này khẩu khí thật to lớn, 1.000 ức là nhiều ít người rõ ràng sao. Người trẻ tuổi coi trời bằng vung sớm muộn cũng sẽ thất bại. Lâm Diệu Minh tại thể chế bên trong hỗn nhiều năm như vậy, cách đối nhân xử thế cũng là mấy vị lão đạo. Thuận Hứa Thuần Lương nói, tiểu Hứa, Uông thư ký điều ngươi qua đây chủ yếu chính là vì xử lý Trung Hàn sản nghiệp vườn sự tình, về sau chuyện này liền giao cho ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì, nhưng ta sợ vạn nhất xử lý đến cuối cùng không có đạt tới Uông thư ký hài lòng, sẽ cho người tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lâm Diệu Minh ra đầu siết chặt, xem ra cái này nồi nấu vô luận như thế nào đều phải chụp trên người mình, hắn cũng rõ ràng thân là thương ủy hội người đứng đầu muốn chạy trốn thoát trách nhiệm đảm nhiệm là không thể nào. Mím môi một cái nói, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ cho ngươi toàn lực ủng hộ lớn nhất. Hứa Thuần Lương nói, Lâm Bí Thư, ta dự định mau chóng triệu mở một lần chiêu thương đại hội. Cái gì, Lâm Diệu Minh hồ đồ rồi, chiêu thương đại hội món đồ kia có thể có tác dụng sao? Còn tưởng rằng Hứa Thuần Lương có thể chơi ra cái gì trò mới, dạng này chiêu số hắn đều chơi qua vô số lần, vừa mới bắt đầu thật có chút hiệu quả, nhưng về sau đều là sấm to mưa nhỏ. Trông cậy vào chiêu thương sẽ có thành tích cơ hồ không có khả năng, huống chi bọn hắn năm nay mùa thu vừa mới làm qua một lần, chiêu thương công trạng thảm đạm, cách xa nhau không đến 2 tháng lại làm, liền sợ đến cuối cùng chiêu thương kim ngạch còn khỏa không ở hội nghị phí. Hứa Thuần Lương nói, ta bây giờ không phải là đối ngoại chiêu thương xử lý chủ nhiệm nha, cũng không thể thân ở vị mưu chính, công việc của ta trọng tâm lẽ ra đặt ở chiêu thương dẫn tư phương diện, Lâm Bí Thư, người không ngại đổi cái góc độ cân nhắc. Nếu như lần này chiêu thương sẽ có thể thu hoạch được thành công, chiêu thương dẫn tư kim ngạch có thể đạt tới 1.000 ức lấy bên trên, có phải hay không liền có thể đối xông một lần Trung Hàn sản nghiệp vườn rút vốn ảnh hưởng trái chiều. Lâm Diệu Minh bật thốt lên, không có khả năng. Cái gì không có khả năng? Lâm Diệu Minh có ý tứ là ngươi đừng mẹ nó mơ mộng hão huyền, một cái chiêu thương sẽ liền dẫn tới 1.000 ức đầu tư, ta phát 250 độ sốt cao cũng nói không nên lời loại này mê sảng.
nghe xong liền biết tiểu tử này không có bất kỳ cái gì chiêu thương kinh nghiệm, tận ở chỗ này ý nghĩ kỳ quái. Coi như không có khả năng Lâm Diệu Minh cũng không nên nói ra, hắn tranh thủ thời gian bù nói, một mã thì một mã, ta cảm thấy giữa hai bên không có khả năng đối xông triệt tiêu. Hứa Thuần Lương nói, Trung Hàn sản nghiệp vườn đến cuối cùng chưa hẳn rút vốn. Lâm Diệu Minh nói, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Hứa Thuần Lương cười cười không nói chuyện, Thanh Sơn mỏ phía dưới khẳng định có bí mật, Lý Bình Tinh lão gia hỏa kia không đạt mục đích sao có thể tùy tiện bỏ qua, nếu như bọn hắn rút vốn, liền mang ý nghĩa về sau cũng không có cơ hội nữa liên quan đủ khối này thổ địa. Hứa Thuần Lương văn phòng đã thu thập thỏa đáng, chẳng những quét dọn sáng sủa sạch sẽ, còn đổi lại hoàn toàn mới làm việc đồ dùng trong nhà, hết thảy trước mắt chứng minh Thương ủy hội hành động hiệu suất vẫn còn rất cao. Đồng thời cũng chứng minh từ trên xuống dưới đối Uông thư ký phái tới vị này đối ngoại chiêu thương xử lý chủ nhiệm là tương đương coi trọng. Hứa Thuần Lương cùng Lâm Diệu Minh trò chuyện xong sau trở lại văn phòng, nhìn thấy có vị quý khách ngồi trong phòng làm việc chờ đợi mình. Vị quý khách kia chính là Mạc Hàm, Mạc Hàm ngồi tại Hứa Thuần Lương trên ghế ngồi, nhẹ nhàng lung lay ghế xoay, làm việc hoàn cảnh không tệ a. Hứa Thuần Lương híp mắt lại nhìn qua nàng, người cảm thấy mình lễ phép sao? Ai đem người bỏ vào đến? Mạc Hàm nói, ta cùng thủ hạ của ngươi nói, ta là ngươi vị hôn thê, nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Hứa Thuần Lương nói, kinh hãi còn tạm được, ta nếu là cùng ngươi cùng giường chung gối, chỉ sợ một khắc đều ngủ không được, ta lo lắng ngươi nửa đêm đứng lên hại ta. Mạc Hàm nằm sấp ở trên bàn làm việc, hai tay chống cằm nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, ngươi suy nghĩ nhiều, không có cơ hội như vậy. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đem thanh danh của ta đều cho hỏng. Ta quay đầu đến cùng bọn hắn nói ngươi là cái nữ lừa đảo, lần sau kiên quyết không thể đem ngươi bỏ vào đến. Mạc Hàm nói, khoan hãy nói, ngươi lưu dâu Rier rất gợi cảm. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không là cái thứ nhất nói như vậy nữ nhân. Mạc Hàm khịt mũi coi thường, bản thân cảm giác vẫn là như vậy tốt đẹp, ta vừa tới Đông Châu, liền nghe nói ngươi đổi đi nơi khác tin tức, cho nên trước tiên ghé thăm ngươi một chút. Hứa Thuần Lương nói, tạ ơn quan tâm. Hắn kéo ghế tại Mạc Hàm đối diện ngồi xuống, Mạc Hàm đảo khách thành chủ, khiến cho hắn cùng khách nhân giống như. Mạc Hàm nói, Uông Kiến Minh đem ngươi điều tới. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có ý kiến. Mạc Hàm lộ ra mỉm cười, ngươi thông minh như vậy chẳng lẽ nhìn không ra hắn là muốn cho ngươi qua đây cõng nồi. Hứa Thuần Lương nói, cái này nồi nấu quá lớn, ta nghĩ lưng cũng lưng không dậy nổi, thật xảy ra sự tình hay là hắn khiêng. Mạc Hàm nói, Trung Hàn sản nghiệp vườn sự tình có phải hay không là ngươi làm ra? Hứa Thuần Lương liếc mắt cho chính nàng trải nghiệm. Mạc Hàm nói, sự tình từ một tòa vứt bỏ hán mộ bắt đầu, Phổ Kiến cùng Tam Lưỡng Tam liên thủ xào lên nhiệt độ, hấp dẫn công chúng lực chú ý, bọn hắn. Không, hẳn là các ngươi thận trọng từng bước dẫn đạo chuyên gia phát hiện chiến quốc mộ, từ đó xác định văn bảo đảm khu, dẫn đến chung quanh mấy cái hạng mục đình công, ngươi cùng Địch Bình Thanh đi qua liền có oán hận chất chứa. Người cùng Nhạc Tinh tập đoàn quan hệ cũng không có gì đặc biệt, phá nổ động cơ của bọn hắn tương đương minh xác. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua Mạc Hàm, cô nàng này mỗi lần tìm đến mình tổng không có chuyện tốt, thật sự cho rằng nắm giữ một chút chứng cứ. Muốn cầm những vật này đến áp chế mình, ta nhổ vào. Mạc Hàm nói, lấy nhân phẩm của ngươi tự nhiên là không chịu thừa nhận. Hứa Thuần Lương nói, không có sự tình ta vì sao muốn thừa nhận. Nói đi, ngươi tìm ta đến cùng sự tình gì? Ta hiện tại là thời gian làm việc, không có rảnh cùng ngươi ôn chuyện. Mạc Hàm nói, ta nghe nói khỏe mạnh đã đưa ra rút vốn. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, chuyện này đã không phải là bí mật. Xích đạo vốn liếng cố ý tiếp nhận hạng mục này. Hứa Thuần Lương nhìn qua Mạc Hàm, Nhâm Thiên Dã nói cho ngươi. Mạc Hàm nói, ta cùng xích đạo vốn liếng sớm đã phân rõ giới hạn, giữa chúng ta không tồn tại bất kỳ liên hệ. Ngươi nên sẽ không nói cho ta. Người muốn theo ông chủ cũ cạnh tranh a? Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, nếu như Mạc Hàm cùng xích đạo vốn liếng bởi vì việc này xé, mình ngược lại là vui thấy kỳ thành. Mạc Hàm cười nói, ta còn không đến mức làm ra chuyện như vậy, ta chỉ là đồng tình ngươi. Ta không cần. Mạc Hàm nói, thật không cần. 50 ức lỗ thủng tốt bổ, 1000 ức chỉ sợ ngươi bổ không lên. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nói là Trung Hàn sản nghiệp vườn sự tình. Mạc Hàm nhẹ gật đầu. Nếu như Nhạc Tinh cuối cùng quyết định rút vốn, chỉ sợ tiền trình của ngươi như vậy kết thúc. Không nghiêm trọng như vậy, nhiều nhất ta chuyển sang nơi khác lại bắt đầu lại từ đầu. Mạc Hàm nói, ta hôm nay tới là muốn nói cho ngươi một sự kiện,
ta nhìn chúng Nhạc Tinh mảnh đất kia, nếu như bọn hắn rút vốn, Mạc Hàn Đông Phương có thể tiếp nhận. Hứa Thuần Lương nháy nháy mắt, 15 tỷ đô la, người xác định. Mạc Hàm nói, người hẳn là hiểu ta không thiếu tiền. Hứa Thuần Lương nói, ý của ngươi là để cho ta đem đám kia bổng tử đuổi đi. Mạc Hàm nói, ta chỉ là muốn giúp ngươi, vạn nhất ngươi làm không tốt, ta có thể giúp ngươi túi cái đáy, thuần túy là ra ngoài tư nhân hữu nghị. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ta tin ngươi cái đại đầu quỷ, bất quá Mạc Hàm nguyện ý lấy tiền ra lật tẩy, đây chẳng phải là mang ý nghĩa mình đối Nhạc Tinh xuất thủ có thể càng thêm không kiêng nể gì cả. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đối ta một mảnh thâm tình ta xin tâm lĩnh. Bất quá bây giờ trong thành phố có ý tứ là để cho ta tận lực cân đối, tranh thủ bảo trụ Trung Hàn sản nghiệp vườn, mà lại Nhạc Tinh tập đoàn mặc dù la hét muốn rút vốn, nhưng cá nhân ta cảm giác bọn hắn cũng chính là thừa cơ tạo áp lực suy nghĩ nhiều vớt điểm chỗ tốt, rút vốn thái độ cũng không kiên quyết. Mạc Hàm nói, bọn hắn căn bản cũng không muốn đi. Hứa Thuần Lương trên một điểm này cùng Mạc Hàm cách nhìn giống nhau, ngươi vì sao lại có dạng này cái nhìn đâu? Mạc Hàm nói, Hứa Thuần Lương không có tí sức lực nào không phải. Nhạc Tinh tập đoàn mục đích là cái gì ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Đầu tư mắt đương nhiên là vì kiếm tiền. Mạc Hàm nói, Lý Bình Tinh cũng không thiếu tiền, hắn đã là gần đất xa trời, tiền đối với hắn không có lớn như vậy lực hấp dẫn. Hứa Thuần Lương cười nói, chẳng lẽ lại hắn mang cảm ơn chi tâm đầu tư Đông Châu, muốn lấy loại phương thức này kéo theo Thanh Sơn mỏ già khu mỏ quảng phát triển kinh tế. Biểu đạt đối năm đó khu mỏ quảng nhân dân cứu tính mạng hắn đại ân đại đức. Mạc Hàm nói, hắn có cao thượng như vậy sao? Hứa Thuần Lương nói, vậy ngươi cảm giác đến tận cùng là nguyên nhân gì? Mạc Hàm nói, vùng đất kia phía dưới khẳng định chôn giấu thiên đại bí mật. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nói là chiến quốc mộ. Mạc Hàm lắc đầu, Lý Bình Tinh to gan cũng không trở thành đi người khác quốc gia trộm mộ văn vật, coi như hắn có thể đào ra những này văn vật lại như thế nào mang đi ra ngoài. Hứa Thuần Lương nói, bọn hắn quốc gia kia quen thuộc tại đem đồ của người khác xem như mình. Mạc Hàm nói, thay cái mạch suy nghĩ, có thể để cho Lý Bình Tinh không tiếc đại giới đi mưu cầu đồ vật là cái gì? Hứa Thuần Lương nghĩ minh bạch giả hồ đồ nói, cái gì? Mạc Hàm không lại tiếp tục cùng hắn vòng vo, hắn có tiền tiêu không hết, là bán đảo thứ nhất tài phiệt gia tộc, thế lực khổng lồ, liền coi như bọn họ quốc gia tổng thống ở trước mặt hắn cũng muốn cười theo. Có thể để cho hắn cam tâm nỗ lực như thế lớn đại giới đi tranh thủ đồ vật chỉ có một cái, đó chính là sinh mệnh. Hứa Thuần Lương nói, hắn bị bệnh. Mạc Hàm nói, thân thể của hắn rất tốt, nhưng là bất luận kẻ nào không cách nào tránh khỏi già yếu cùng tử vong, hắn muốn chính là kéo dài sinh mệnh, thậm chí phản lão hoàn đồng. Hứa Thuần Lương nói, ý của ngươi là, ở khu vực này phía dưới có thuốc trường sinh bất lão. Mạc Hàm nói, cũng có thể nói như vậy. Hứa Thuần Lương nói, khó trách hắn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn bắt lại bệnh truyền nhiễm viện mảnh đất kia, dựa theo cái này đến suy đoán, vật hắn muốn ngay tại bệnh truyền nhiễm viện tân y viện phía dưới. Vậy hắn không đùa, đã thuộc văn bảo đảm khu. Mạc Hàm nói, bệnh truyền nhiễm viện tân y viện kiến thiết đã khởi công kiến thiết nửa năm lâu, Trung Hàn sản nghiệp vườn tổng bộ cũng đã không giới hạn, nếu như vật kia liền ở phía dưới, thời gian lâu như vậy, hắn hẳn là sớm liền đắc thủ. Hứa Thuần Lương nói, ý của ngươi là, trước mắt hắn còn không tìm được. Mạc Hàm nói, đồ vật hẳn là ngay tại Trung Hàn sản nghiệp bên trong vườn, cụ thể ở nơi nào chỉ sợ chỉ có Lý Bình Tinh chính mình mới biết, người này tâm cơ rất sâu, không có chắc chắn nắm chắc, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hứa Thuần Lương nói, nếu như không tại văn bảo đảm khu phạm vi bên trong, hắn giày vò ra nhiều chuyện như vậy làm gì? Dương Đông kích Tây, cố ý lợi dụng những sự tình này đem lực chú ý của mọi người đều tập trung ở nơi này, Hứa Thuần Lương, chiến quốc mộ cùng ngươi có quan hệ. Tin tức là ai cung cấp cho ngươi? Hứa Thuần Lương trong lòng cảm giác nặng nề. Mạc Hàm nói, cung cấp cho ngươi tin tức người cố gắng cũng bị lão hồ ly kia tính kế. Hứa Thuần Lương chậm rãi đi tới trước cửa sổ, Bạch Lan từ Lý Bình Tinh kia lấy được không ít bí mật, nhưng là lấy Lý Bình Tinh đa mưu túc trí, chân chính bí mật sẽ không dễ dàng tiết lộ cho người khác. Mạc Hàm phân tích rất có đạo lý, lão hồ ly này có lẽ là cố ý thả ra tin tức, đem tất cả mọi người lừa gạt. Như thế nói đến, Lý Bình Tinh muốn đồ vật còn tại Trung Hàn sản nghiệp vườn phạm vi bên trong. Mạc Hàm nói, Trung Hàn sản nghiệp vườn hạng mục nếu là sinh non, hắn liền không có liên quan đủ mảnh đất này lý do. Hứa Thuần Lương nói, Nhạc Tinh chắc chắn sẽ không đi. Mạc Hàm nói, bọn hắn chỉ là làm dáng một chút cho các ngươi nhìn xong. Hứa Thuần Lương quay người trở lại bên cạnh bàn làm việc,
úp sấp trên mặt bàn, Mặc Hàm vô ý thức di động ghế xoay, kéo ra cùng hắn ở giữa khoảng cách. Hứa Thuần Lương cười nói, người sợ ta à? Mặc Hàm nói, ta quen thuộc cùng người khác giữ một khoảng cách, quá gần sẽ để cho ta không có cảm giác an toàn. Hứa Thuần Lương nói, vật kia quả nhiên là thuốc trường sinh bất lão. Mặc Hàm nói, ta cũng không rõ ràng, bất quá có thể để cho Lý Bình Tinh động tâm đồ vật khẳng định không nhiều. Hứa Thuần Lương nói, người cũng giống vậy à, một cái già chi niên lão đầu tử nghĩ phản lão hoàn đồng đạo lý bên trên hoàn toàn chính xác nói thông được, người tuổi trẻ mỹ mạo, thanh xuân vừa vặn, vì sao cũng đối cái này đồ vật sinh ra hứng thú, không tiếc đại giới muốn có được vật như vậy. Mặc Hàm nói, người biết tình huống của ta, cái này đồ vật một dạng có thể cứu vãn tính mạng của ta. Hứa Thuần Lương thở dài nói, người cần gì phải bỏ gần tìm xa. Mặc Hàm gương mặt xinh đẹp nóng lên, đương nhiên biết rõ người này là ám chỉ mình cái gì, nàng nói khẽ, cùng ta hợp tác người không ăn thiệt thòi. Hứa Thuần Lương một lần nữa ngồi xuống, xích đạo vốn liếng có phải hay không là ngươi? Mặc Hàm lắc đầu, ta cùng bọn hắn đã triệt để phân rõ giới hạn. Hứa Thuần Lương nói, ta tháng sau sẽ tổ chức một cái chiêu thương hội, người nghĩ hợp tác nhiều ít muốn biểu hiện một chút thành ý. Mặc Hàm nói, rất đơn giản, người đem Nhạc Tinh đuổi đi, ta tìm tới Tư. Hứa Thuần Lương nói, nếu như bọn hắn dễ vốn không muốn đi, đuổi hắn đi nhóm cũng chưa chắc dễ dàng, việc này không thể nóng vội. Mặc Hàm nói, người muốn thành ý là cái gì? Hứa Thuần Lương nói, ta hiện tại mới hiểu được, lần trước ngươi vì sao thả ta bổ câu. Mặc Hàm minh bạch hắn chỉ là lần trước bệnh truyền nhiễm viện tân y viện rút vốn sự tình. Hứa Thuần Lương nói, vẫn quy củ cũ, chúng ta cùng một chỗ cầm xuống bệnh truyền nhiễm viện mới bệnh viện hạng mục, người đầu tư 2 tỷ biểu thị thành ý, tiền của hắn ta đến gom góp. Mặc Hàm có chút không hiểu nhìn qua hắn, ngươi cứ như vậy nghĩ thoáng bệnh viện. Ngươi cũng rời đi hệ thống vệ sinh, còn xoắn suýt sự kiện kia lại có ý nghĩa gì? Hứa Thuần Lương nói, con người của ta làm việc đến nơi đến chốn, chỗ nào té ngã nhất định phải nguyên địa đứng lên. Mặc Hàm nói, ngươi hẳn phải biết xích đạo vốn liếng đã quyết định tiếp thủ. Hứa Thuần Lương nói, ta mặc kệ hắn Nhâm Thiên Giã là lộ nào thần tiên, có một số việc không phải hắn muốn chơi liền chơi, nghĩ không chơi liền không chơi. Mặc Hàm mím môi, bỗng nhiên ý thức được Hứa Thuần Lương để cho mình đầu tư còn có mặt khác một tầng dụng ý, hắn là muốn để cho mình khuyên lui xích đạo vốn liếng, lời nói này hắn là muốn thông qua mình truyền đạt cho Nhâm Thiên Giã. Uông Kiến Minh lần này tại tỉnh thành bị Lương Bí Thư Ngữ trọng tâm trường giáo dục một trận, Trung Hàn sản nghiệp vườn sự tình tạo thành phi thường ảnh hưởng không tốt, đối phương thông qua ngoại giao đường tắt đưa ra kháng nghị. Uông Kiến Minh cho rằng Nhạc Tinh phương diện có chút nhỏ nói thành to, bất quá chí ít chứng minh, lần này Lương Bí Thư Triệu Kiến cùng nhị thúc Uông Chính Đạo không quan hệ. Uông Kiến Minh nguyên bản định chỉ đợi một ngày liền trở về, nhưng nhị thúc Uông Chính Đạo để hắn lưu thêm một ngày, an bài hắn cùng Lương Bí Thư cùng nhau ăn cơm, Uông Kiến Minh đương nhiên không thể cự tuyệt. Lợi dụng dừng lại một ngày này, Uông Kiến Minh chuyên đi bái phỏng tỉnh Văn Lữ người phụ trách Hình Văn Hổ, tại chiến quốc mộ khai quật về sau, Hình Văn Hổ một phen công khai nói chuyện cho hắn tạo thành không ít bối rối, Uông Kiến Minh cho là mình cùng Hình Văn Hổ ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, hắn cũng hy vọng thông qua lần này gặp mặt đem khúc mắc tiêu trừ. Hình Văn Hổ ở văn phòng tiếp kiến Uông Kiến Minh, cái này lần gặp gỡ biểu hiện phi thường nhiệt tình. Uông Kiến Minh khai thác chủ động, trước hướng Hình Văn Hổ báo cáo khảo cổ công tác tiến triển. Lại đem một lần nữa xác định văn bảo đảm khu phạm vi làm một cái kỹ càng nói rõ, người Hình Văn Hổ không phải nói chúng ta Đông Châu văn vật bảo hộ công việc làm không đủ sao. Ta lần này chính là muốn để ngươi nhìn bọn ta công việc làm được có đủ hay không cẩn thận. Hình Văn Hổ đương nhiên biết rõ Uông Kiến Minh tới mục đích chủ yếu, mình lần trước tại Đông Châu phát biểu nói chuyện, nhắc nhở các nơi không thể chỉ chú ý bắt kinh tế mà không để ý đến truyền thống văn hóa bảo hộ, lần kia nói chuyện hiển nhiên cho Uông Kiến Minh tạo thành một chút bối rối. Hình Văn Hổ đã nói tự nhiên không có khả năng thu hồi, mà lại hắn nhằm vào cũng không phải Đông Châu, mà là toàn bộ Bình Hải tỉnh. Hình Văn Hổ nói, Kiến Minh đồng chí, các ngươi lần này ứng đối biện pháp rất kịp thời a. Uông Kiến Minh cười nói, đều là tại Hình Bí Thư chỉ đạo hạ. Hình Văn Hổ ha ha cười nói, ta có thể chỉ đạo không được ngươi. Hắn phi thường rõ ràng Uông Kiến Minh bối cảnh, cũng biết Uông Kiến Minh tương lai không lâu khẳng định tiến vào Bình Hải ban tử. Nhưng là Hình Văn Hổ đối Uông Kiến Minh cũng không quá nhiều kiêng kỵ, tuổi của hắn quyết định đã không có hướng lên không gian, con gái của hắn cũng không có khả năng tại bên trong thể chế có quá lớn thành tích. Uông Kiến Minh nói, Hình Bí Thư, ta lần này tới chuyên thỉnh giáo với ngài như thế nào tướng Đông Châu văn lữ công việc mau chóng phát triển.
Hình Văn Hổ nói, Kiến Minh đồng chí, ngươi khiêm tốn, Đông Châu Văn Lữ một năm qua này vẫn là ổn bên trong có tiến, không thể chỉ nhìn tổng thu nhập, cũng phải nhìn tăng trưởng suất. Uông Kiến Minh cười nói, chúng ta Đông Châu du lịch tài nguyên cùng huynh đệ thành thị không thể đánh đồng, may mắn Hình Bí Thư phát hiện chiến quốc mộ, chúng ta dự định tại địa chỉ ban đầu kiến thiết một tòa bảo tàng, mong rằng Hình Bí Thư có thể cho ủng hộ. Hình Văn Hổ thẳng thắn chút đầu nói, không có vấn đề, ta toàn lực ủng hộ, có thể cho các ngươi tranh thủ ta tận lực tranh thủ, đúng, ta nghe nói lần này bởi vì xác định văn bảo đảm khu sự tình, tạo thành không ít nhà đầu tư rút vốn. Uông Kiến Minh nói, không nghiêm trọng như vậy, trước mắt ngay tại cân đối, ta an bài chuyên gia phụ trách chuyện này, người cũng nhận biết, chính là Hứa Thuần Lương. Hình Văn Hổ trong lòng khẽ giật mình, bỗng nhiên ý thức được Uông Kiến Minh chuyên môn nhắc lên Hứa Thuần Lương mục đích là cái gì. Chẳng lẽ hắn cho rằng Hứa Thuần Lương là sự kiện lần này kẻ cầm đầu? Mình ở sau lưng làm ra trợ giúp tác dụng. Hình Văn Hổ cười nói, Kiến Minh đồng chí chỉ dùng người mình biết, nếu đổi lại là ta chuyện lớn như vậy cũng không dám tùy tiện giao cho một người trẻ tuổi. Uông Kiến Minh ha ha cười nói, dù sao cũng phải cho người trẻ tuổi cơ hội, ta cũng tin tưởng tiểu Hứa sẽ không cô phụ kỳ vọng của ta. Hình Văn Hổ gật đầu nói, cái kia ngược lại là, tiểu Hứa năng lực rất mạnh. Đông Châu trận tuyết rơi đầu tiên tới không có dấu hiệu nào, Địch Bình Thanh đêm nay mời Uông Kiến Thành ăn cơm, mục đích là nhằm vào Tân Y Viện chuyển nhượng sự tình xâm nhập thảo luận một chút, tốt nhất có thể xác định giá cả, Địch Bình Thanh tâm lý mong muốn là 48 ức, hy vọng Uông Kiến Thành có thể làm cho bước. Theo thời gian trôi qua, Địch Bình Thanh đối thuận lợi rút vốn cơ hồ không ôm hy vọng, Đông Châu phương diện sẽ không để cho hắn như vậy thống thống khoái khoái đi, nhất là tại nắm giữ hắn dùng để đầu tư khoản tiền kia là tới từ Minh Đức tập đoàn. Địch Bình Thanh vốn cho là mình làm được thiên y vô phùng, nhưng cuối cùng bí mật vẫn là tiết lộ ra ngoài, tại loại bỏ nội bộ về sau, hắn gần như có thể kết luận, vấn đề xuất hiện ở Nhạc Tinh tập đoàn, là từ bọn hắn bên kia để lộ tin tức. Địch Bình Thanh biết mình tại Đông Châu dây dưa càng lâu, liền càng khả năng bùn đủ hãm sâu, hiện tại xem ra, trông cậy vào sư huynh thay mình giải vây khả năng cũng không phải quá lớn, hết thảy còn phải dựa vào chính hắn. Uông Kiến Thành xuất hiện để Địch Bình Thanh một lần nữa thấy được hy vọng. Bữa tối địa điểm là Uông Kiến Thành chỉ định, Địch Bình Thanh đến Hoa Gian Nhật Liêu thời điểm, Uông Kiến Thành còn chưa tới, Nhật Liêu cửa hàng lão bản Nương Tử Dĩnh đem hắn dẫn tới gian phòng bên trong, nói cho Địch Bình Thanh, Uông Tổng đã thông báo, đêm nay không sẽ an bài khách nhân khác. Địch Bình Thanh nhìn đồng hồ tay một chút, cách hắn cùng Uông Kiến Thành thời gian ước định còn kém 15 phút, hắn sở dĩ lựa chọn sớm tới. Làm mời khách một phương hắn cũng nên biểu hiện ra một chút thành ý, đương nhiên tuyết rơi cũng là trong đó một cái nguyên nhân, cái này đột phát thời tiết tình huống nhường đường huống tràn đầy không thể dự báo nhân tố, cho nên hắn tận lực sớm tới. Từ Dĩnh xuất ra menu trưng cầu Địch Bình Thanh ý kiến, Địch Bình Thanh để nàng dựa theo tiêu chuẩn cao nhất đến an bài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phía ngoài tuyết càng lúc càng nhiều, Địch Bình Thanh ngồi một mình ở gian phòng bên trong uống trà. Trong lòng có loại dự cảm, Uông Kiến Thành đại khái suất đến trễ. Từ Dĩnh đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua bên ngoài bay tán loạn tuyết lớn, đang đợi khách nhân thời điểm, Triệu Phi Dương gọi điện thoại tới, lại là hắn muốn tới đây uống rượu, gần nhất trong khoảng thời gian này hắn rõ ràng tới cần một chút, Từ Dĩnh nói cho hắn biết đêm nay Uông Kiến Thành muốn đi qua, yêu cầu thanh tràng sự tình. Triệu Phi Dương từ đó đã nhận ra một chút không bình thường hương vị, hiếu kỳ nói, hắn mời người nào? Từ Dĩnh nhỏ giọng nói, khỏe mạnh lão bản Địch Bình Thanh. Triệu Phi Dương có chút kỳ quái, theo hắn biết hai người kia gặp nhau không nhiều, Địch Bình Thanh gần nhất phiền phức không ngừng, Uông Kiến Thành vì cái gì ngay tại lúc này cùng gặp mặt hắn. Từ Dĩnh lại bổ sung, Địch Tổng mời khách. Triệu Phi Dương thầm nghĩ, Địch Bình Thanh hẳn là muốn cầu cạnh Uông Kiến Thành, bất quá hắn lập tức lại sinh ra một cái ý nghĩ, cái này cùng mình lại có quan hệ gì đâu. Mình chỉ là xích đạo vốn liếng dưới cờ một cái cao cấp người làm công. Đã không đủ cấp bậc tiến vào người ta vòng tròn. Từ Dĩnh tựa hồ cảm thấy Triệu Phi Dương trong lòng thất lạc, nhỏ giọng nói, nếu không chờ ta làm xong đi qua tìm ngươi, ta đoán chừng bữa tiệc của bọn họ không sẽ kéo dài quá lâu. Triệu Phi Dương nói, tốt, Thiên Hành nhớ ngươi, luôn luôn tại bên tai ta nhắc tới. Từ Dĩnh ừ một tiếng, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, nhìn thấy một cỗ màu đen Land Rover bốc lên phong tuyết hướng bên này lái tới, lại là Uông Kiến Thành đến. Nàng nhỏ giọng cùng Triệu Phi Dương một giọng nói, sau đó bốc lên tuyết đi ra ngoài đón. Uông Kiến Thành là tự mình lái xe tới, tiến vào trong tiệm chấn động rớt xuống trên người tuyết rơi, hướng Từ Dĩnh cười nói, Từ tỷ, Địch Tổng tới rồi sao? Từ Dĩnh nhẹ gật đầu,
có một hồi, tại gian phòng chờ ngươi đấy. Uông Kiến Thành tiến vào phòng, người mới vừa vào cửa liền vội vàng xin lỗi, không có ý tứ a, trên đường kẹt xe. Địch Bình Thanh nói, Uông Tổng khách khí, ta cũng mới vừa đến không bao lâu. Uông Kiến Thành ngồi xuống về sau, Địch Bình Thanh để Từ Dĩnh đi chuẩn bị thịt rượu. Uông Kiến Thành nói, Địch Tổng, ta lái xe tới, đêm nay liền không uống rượu. Địch Bình Thanh mỉm cười nói, được, vậy chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Uông Kiến Thành lấy trà thay rượu cùng Địch Bình Thanh uống một chén, đánh giá Địch Bình Thanh, làm ăn có đôi khi cùng xem bệnh cũng kém không nhiều, đồng dạng giảng cứu cái vọng văn vấn thiết, thông qua quan sát đối thủ bề ngoài cùng thần thái phán đoán hắn thời khắc này tâm cảnh, từ đó tốt hơn ra chiêu. Uông Kiến Thành không uống rượu nguyên nhân là hắn phải gìn giữ đầu óc thanh tỉnh, quyết không thể để ngoại giới nhân tố quấy nhiễu được tự thân phán đoán. Địch Bình Thanh nói, Uông Tổng, người đề nghị ta cân nhắc qua, chỉ là phương diện giá tiền còn muốn lại thương lượng một chút. Uông Kiến Thành đã sớm ngờ tới hắn muốn cò kè mặc cả, cười tủm tỉm nói, Hoắc Tổng kỳ vọng đạt được một cái như thế nào giá cả. Địch Bình Thanh nói, chúng ta quen biết cũng không phải một ngày hai ngày, ta cũng không vòng vèo tử, 49 ức thế nào. Uông Kiến Thành đem trong tay chén trà chậm rãi rơi xuống, Hoắc Tổng không cảm thấy cái giá tiền này có chút cao. Địch Bình Thanh nói, khỏe mạnh đầu tư tổng ngạch là 50 ức, Đông Châu phương diện đã đáp ứng gánh chịu tổn thất, sẽ còn cung cấp một khối giá trị vượt xa quá đi kiến thiết dùng địa. Đừng quên, ở trong đó còn bao gồm khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, phỏng đoán cẩn thận, bệnh viện giá trị cũng vượt qua 300 triệu, ta đã hao tổn 4 ức, cái này còn không có tính cả thời gian chi phí. Uông Kiến Thành nở nụ cười, nếu như ta không tiếp nhận, ngươi cảm thấy ngươi có thể đem tất cả đầu tư thuận lợi lấy về sao? Địch Bình Thanh nói, cùng lắm thì ta tiếp lấy làm. Uông Kiến Thành nói, Hoắc Tổng nếu như nghĩ như vậy, ta liền thu hồi trước đây đề nghị, quân tử không đoạt người chỗ tốt. Địch Bình Thanh bị Uông Kiến Thành ngược lại đem một quân, trong lòng thầm than, mình tại Uông Kiến Thành trước mặt căn bản không có gì gọi là bí mật, Uông Tổng, người nguyện ý ra bao nhiêu tiền. Uông Kiến Thành nói, 44 ức. Địch Bình Thanh ngây ngẩn cả người, trước đây không phải nói 46 ức, tại sao lại hướng giảm xuống 2 ức. Địch Bình Thanh nói, Uông Tổng tại nói đùa ta. Uông Kiến Thành nói, không có nói đùa, hai ngày này chúng ta lại đối ngươi tại Đông Châu tất cả hạng mục làm ước định, những hạng mục này tổng giá trị hẳn là vượt qua 50 ức, ngươi vừa mới xách đến thời gian chi phí, nếu như chúng ta hiện tại không tiếp nhận, về sau hẳn là có thể dùng thấp hơn chi phí đạt được đây hết thảy. Địch Tổng, ngươi cảm thấy ta nói có đúng hay không? Địch Bình Thanh lạnh lùng nhìn qua Uông Kiến Thành, vốn liếng là vô tình, Uông Kiến Thành hiểu rõ mình hết thảy. Mà mình đối bọn hắn biết rất ít, trận này đàm phán từ vừa mới bắt đầu liền không công bằng. Uông Kiến Thành nói, 44 ức giá cả đại biểu cho thành ý của ta, nếu như Địch Tổng có thể tiếp nhận, ta sẽ hết sức thúc đẩy chuyển nhượng sự tình, nếu như Địch Tổng cho rằng ăn thiệt thòi, như vậy thì làm ta chưa hề đề cập qua chuyện này. Địch Bình Thanh nói, Uông Tổng thành ý ta tính thấy được. Uông Kiến Thành nói, Hoắc Tổng kia 50 ức đầu tư đến từ phương nào cũng không phải là bí mật gì. Ngươi làm sao khổ vì người khác xoắn suýt không thả đâu. Địch Bình Thanh trong lòng tự nhủ ngươi làm ta không muốn mau từ bên trong giải thoát ra. Hiện tại vấn đề lớn nhất là Nhạc Tinh muốn đem đầu tư tất cả đều lấy về, Lý Xương Cơ thật vất vả mới đáp ứng cầm lại 49 ức, nhưng Uông Kiến Thành lại đột nhiên lật lọng, trong lúc này kém 500 triệu, để Hoàng Hữu Long xuất ra 500 triệu chỉ sợ hắn cũng sẽ không đáp ứng. Địch Bình Thanh ha ha nở nụ cười, lấy Uông Tổng giao thiệp tin tức khẳng định là linh thông. Bất quá có chuyện ngươi còn không có nắm giữ, đối khỏe mạnh hạng mục cảm thấy hứng thú kỳ thật cũng không chỉ các ngươi một nhà. Uông Kiến Thành cho rằng Địch Bình Thanh là cố ý đang cùng mình chơi tâm lý chiến, thật cầm trong tay hạng mục xem như bánh trái thơm ngon rồi. Giấu giếm được người khác còn có thể giấu giếm được ta. Nếu như không phải biết ngươi Địch Bình Thanh đã lâm vào khốn cảnh, ta cũng sẽ không nhiều lần đè thấp giá tiền của ngươi. Uông Kiến Thành biểu hiện được phi thường rộng rãi, người trả giá cao được. Từ xưa đến nay đều là đạo lý này, nếu như người khác chịu ra giá cao, ta chúc phúc ngươi. Địch Bình Thanh nói ra lời nói này cũng chỉ là cho trên mặt mình thiếp vàng, kỳ thật trong lòng của hắn do dự chi trí, đáp ứng liền muốn tán đồng cái này 500 triệu hao tổn, nếu như không đáp ứng chỉ sợ cầm lại đầu tư xa xa khó vời, vẻn vẹn là thời gian chi phí bên trên mình cũng tới không được. Lúc này Địch Bình Thanh điện thoại đột nhiên vang lên, lại là Hạ Hầu Mộc Lan điện thoại, Địch Bình Thanh tiếp thông điện thoại. Cung kính nói, Mộc Lan tiểu thư. Địch trưởng lão, nói chuyện có được hay không? Địch Bình Thanh hướng Uông Kiến Thành nhìn thoáng qua nói, thuận tiện.
Hạ Hầu Mộc Lan nói, ta biết ngươi gần nhất gặp một chút phiền toái, nể tình đồng môn phân thượng, ta có thể tiếp nhận ngươi tại Đông Châu hạng mục. Địch Bình Thanh ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ lão thiên gia coi là thật nghe được mình tiếng hô, phái người tới giúp mình giải khốn, đương nhiên hắn cùng Hạ Hầu Mộc Lan ở giữa cũng không có tình cảm như thế, Hạ Hầu Mộc Lan giúp hắn hiển nhiên không phải vô điều kiện. Địch Bình Thanh cố ý nói, 50 ức người có thể tiếp nhận sao? Hạ Hầu Mộc Lan nói, giá tiền phương diện dễ nói, nhưng là, người hẳn là rõ ràng mình phải nên làm như thế nào. Địch Bình Thanh trong lòng minh bạch, Hạ Hầu Mộc Lan vào lúc này đưa tới cảnh ô lưu giúp mình thoát khốn, mục đích thực sự là muốn đổi lấy hắn tại Hạ Hầu Mộc Lan leo lên môn chủ chi vị ủng hộ. Hiện tại bì môn nội bộ phản đối lực lượng đã không ngừng suy yếu, Địch Bình Thanh nếu như cúi đầu, Hạ Hầu Mộc Lan thuận lợi leo lên môn chủ chi vị đã thành tất nhiên. Địch Bình Thanh nói, ta minh bạch, Mộc Lan tiểu thư cứ yên tâm. Cúp điện thoại, Địch Bình Thanh hai mắt bỗng nhiên trở nên sáng lên. Uông Kiến Thành từ Địch Bình Thanh biểu lộ đã nhìn ra cái này thông điện thoại đã để người này một lần nữa tìm về tự tin, chỉ là điện thoại này tới sẽ trùng hợp như vậy. Có phải hay không người này cố ý an bài tốt người đến xáo lộ ta, dùng cái này cầu được tốt hơn giá cả. Địch Bình Thanh nói, Uông Tổng, Mộc Lan tập đoàn Hạ Hầu Mộc Lan đáp ứng dùng 50 ức đến thu mua ta tại Đông Châu vật nghiệp. Uông Kiến Thành nghe được Hạ Hầu Mộc Lan danh tự bắt đầu ý thức được chuyện này hẳn không phải là phô trương thanh thế. Uông Kiến Thành nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà nói, cho nên ngươi quyết định cự tuyệt ta, lựa chọn Mộc Lan tập đoàn. Địch Bình Thanh nói, 600 triệu với ta mà nói cũng không phải một cái con số nhỏ. Uông Kiến Thành nở nụ cười, minh bạch, xem ra chúng ta đã không có nói tiếp tất yếu. Địch Bình Thanh nói, đương nhiên, nếu như Uông Tổng thay đổi chủ ý, đồng dạng giá cả ta khẳng định sẽ ưu tiên lựa chọn ngươi. Uông Kiến Thành nhẹ gật đầu, ta cũng hy vọng Địch Tổng làm ra lựa chọn chính xác. Hắn đã không có hứng thú lưu lại lãng tốn thời gian, đứng dậy cáo từ. Địch Bình Thanh tính tiền ra, Uông Kiến Thành đã lái xe rời đi, sau khi lên xe, Địch Bình Thanh để lái xe đưa mình về nhà, tuyết so với bọn hắn đến thời điểm lớn hơn, Địch Bình Thanh tâm tình lại bởi vì Hạ Hầu Mộc Lan cú điện thoại này mà trở nên dễ dàng hơn. Gần nhất tại kinh lịch liên tiếp sự kiện về sau, hắn đã cơ bản vô vọng cùng Hạ Hầu Mộc Lan cạnh tranh, vô luận hắn ủng hộ vẫn là phản đối đều không ngăn cản được Hạ Hầu Mộc Lan trở thành bì môn môn chủ hiện thực. Đã như vậy, lấy ủng hộ Hạ Hầu Mộc Lan đổi lấy nàng tới đón tân y viện hạng mục, mình cũng có thể tạm thời thoát khỏi Đông Châu cái phiền toái này, lưu đến Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt. Lái xe bắt đầu phanh lại, phía trước cầu lớn bên trên xuất hiện một chút tình trạng. Mấy chiếc xe lệch ra xoay 7-8 dừng ở trên cầu, phía đông cầu cột bị xô ra một lỗ hổng, có chiếc xe vừa mới bởi vì phanh lại không kịp mà đâm cháy hàng rào cắm nhập phía dưới dòng sông bên trong. Địch Bình Thanh bỗng nhiên cảm giác được có chút không ổn, bởi vì tuyết rơi, hôm nay trên đường xe cũng không nhiều, nhất là từ bọn hắn cái phương hướng này xe càng ít, Địch Bình Thanh để lái xe dừng xe, hắn đẩy cửa xe ra đi xuống. Đi vào cầu vừa nhìn đến nhất lượng Việt dã xa đang chậm rãi hướng nước sông chỗ sâu lặn xuống. Mặc dù xe bị nước che mất một bộ phận, Địch Bình Thanh vẫn một chút nhận ra chiếc xe kia là màu đen Land Rover, vừa rồi Uông Kiến Thành mở chính là chiếc này, Địch Bình Thanh hoảng hốt, hắn lớn tiếng nói, báo cảnh A, tranh thủ thời gian báo cảnh A. Một bên người xem náo nhiệt nói, đã báo cảnh sát, bọn hắn ngay tại chạy qua trên đường tới. Địch Bình Thanh nói, nhanh nghĩ biện pháp cứu người, chờ cảnh sát đuổi tới chỉ sợ chậm. Một người nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Muốn cứu người đi cứu A, trời như thế nước lạnh sâu như vậy, nhảy đi xuống không chết đuối cũng phải chết cóng. Địch Bình Thanh nhìn qua Hà Tâm chiếc xe kia, lung tung trong lòng như nha, tối nay là hắn hẹn Uông Kiến Thành đi ra ăn cơm, Uông Kiến Thành gặp tai nạn xe cộ, hắn nhiều ít cũng muốn gánh chịu một chút liên quan trách nhiệm, không biết Uông Kiến Thành tình huống hiện tại thế nào, từ trước mắt thấy, hắn hẳn là còn ở trong xe, sống hay chết đều không tốt nói. Địch Bình Thanh bỗng nhiên quay người đi hướng xe của mình. Hắn cởi áo ngoài, từ cấp cứu túi công cụ bên trong chọn lựa mấy thứ công cụ, lái xe nhìn ra ý đồ của hắn, cuống quýt khuyên can nói, Hoắc Tổng, quá nguy hiểm. Địch Bình Thanh lạnh hừ một tiếng, cứu người quan trọng. Hạ giọng đối tài xế nói, người cũng ghi chép lại. Lái xe minh bạch, Địch Bình là muốn mình toàn bộ hành trình thu hình lại. Địch Bình Thanh hơi làm chuẩn bị, liền không chút do dự từ cầu nối lỗ hổng bên trong nhảy xuống. Mặt sông cũng không băng phong. Dòng nước cũng rất phẳng chậm, nhưng là nhiệt độ nước rất thấp, Địch Bình Thanh nhập nước sau lập tức liền cảm thấy giá rét thấu xương, hắn vẫn luôn có bơi mùa đông thói quen, thủy tính cũng là vô cùng tốt,
cho nên Địch Bình Thanh rất nhanh liền thích ứng sông nhiệt độ của nước, phân biệt phương hướng hướng chiếc kia bị nước che mất 2/3 đường hồ bơi đi. Land Rover đầu xe bộ phận tại cùng hàng rào va chạm quá trình bên trong tổn hại nghiêm trọng, Địch Bình Thanh xích lại gần cửa sổ xe vào bên trong nhìn lại, đã thấy ghế lái an toàn khí nang đã mở ra, Uông Kiến Thành gục ở chỗ này không nhúc nhích, không biết sống hay chết. Địch Bình Thanh cũng không do dự, hắn trước kéo vừa xuống xe cửa, không có thể đem cửa xe mở ra, sau đó quả quyết dùng phá cửa sổ khí đánh nát điều khiển bên cạnh cửa sổ xe, nước từ tổn hại cửa sổ rót đi vào, cỗ xe chìm xuống tốc độ rõ ràng tăng tốc. Địch Bình Thanh cắt đứt dây an toàn, ý đồ trợ giúp Uông Kiến Thành từ xe chỗ ngồi đào thoát, nhưng không khéo chính là, Uông Kiến Thành chân trái bị biến hình thân xe kẹp lấy. Địch Bình Thanh hô lớn, Uông Tổng, người tỉnh, người tỉnh. Uông Kiến Thành tại hắn la lên hạ khôi phục có chút ý thức, ta. Chân của ta, chân của ta. Địch Bình Thanh người để hắn nhịn một chút, lại thử một cái, vẫn là không cách nào tướng Kiến Thành cứu ra, lúc này đỉnh đầu truyền đến tiếng còi cảnh sát. Nước đã không tới Uông Kiến Thành cổ. Địch Bình Thanh tướng một cây ống nhựa nhét vào Uông Kiến Thành miệng bên trong, lớn tiếng nhắc nhở hắn, nhân viên cứu viện đến, ngươi phải sống, nhớ kỹ, nước lập tức liền sẽ bao phủ đỉnh đầu của ngươi, dùng miệng hô hấp, đừng có dùng cái mũi, dùng miệng hô hấp. Uông Kiến Minh đêm nay cùng Lương Bí Thư gặp mặt nói chuyện phi thường vui sướng, thúc thúc Uông Chính Đạo đặc địa an bài trận này dự cục, chính là vì giúp Uông Kiến Minh rút ngắn quan hệ. Đồng thời cũng cho thấy hắn không có làm qua đối cháu ruột chuyện bất lợi. Tiệc tối về sau, Uông Chính Đạo mời Chất Nhi đi hắn tại Nam Giang biệt thự ở lại, chủ yếu là muốn cùng Uông Kiến Minh hảo hảo tâm sự. Thúc cháu hai người mới chưa ngồi được bao lâu, Uông Chính Đạo liền được một kiện tin dữ, nhi tử bảo bối Uông Kiến Thành tại Đông Châu ra tai nạn xe cộ, bởi vì ô tô mất khống chế, liền người mang xe rớt xuống 38 trong sông, thụ bị thương rất nặng, trước mắt đã mang đến Đông Châu Y khoa Đại phụ viện cứu giúp. Uông Kiến Minh nghe nói về sau lập tức cho Đông Châu Y khoa Đại phụ viện gọi điện thoại, để bọn hắn cần phải tập hợp đứng đầu nhất chữa bệnh chuyên gia tiến hành cứu giúp, muốn hết tất cả cố gắng cam đoan người bị thương sinh mệnh an toàn. Cốt nhục liên tâm, Uông Chính Đạo quyết định lập tức thừa đường sắt cao tốc tiến về Đông Châu, Uông Kiến Minh cũng quyết định hộ tống thúc thúc cùng một chỗ tiến về, vừa vặn còn kịp gặp phải cuối cùng ban một xe. Đông Châu Y khoa Đại phụ viện lần này động viên tương quan phòng tất cả chuyên gia, Uông Kiến Thành thân thể nhiều chỗ thương tích, đã mang đến phòng giải phẫu. Chiếc kia mất khống chế đường hồ cũng bị vớt đi lên, trước mắt đang tiến hành sự cố đang giám định. Uông Kiến Minh cùng đi Uông Chính Đạo đi vào Đông Châu Y khoa Đại phụ viện thời điểm, giải phẫu vẫn đang trong quá trình tiến hành, ngành tương quan người phụ trách tất cả đều đến đây, Uông thư ký Đường Đệ ra tai nạn xe cộ, thật nhiều bộ môn lãnh đạo đều ở vào lo lắng bất an trạng thái, một khi truy cứu tới, rất nhiều người đều là chịu lấy xử phạt. Tần Chính Dương kiếm chuyện cho nên đại đội phương diện hiểu rõ một chút tình huống, sơ bộ phán đoán là đan phương sự cố, hiện trường cũng không có phanh lại vết tích, nói cách khác, Uông Kiến Thành điều khiển chiếc kia Land Rover phanh lại rất có thể xảy ra vấn đề, trước mắt ô tô nhân sĩ chuyên nghiệp còn đang nhằm vào chiếc xe kia tiến hành kiểm tra, để xác định dẫn đến phanh lại mất linh nguyên nhân thực sự. Tần Chính Dương hướng Uông Kiến Minh báo cáo tình huống thời điểm, sự cố đại đội phương diện truyền đến tin tức mới nhất. Ô tô phát hiện nhiều chỗ bị người vì tổn hại vết tích. Uông Kiến Minh nghe nói về sau giận tím mặt, đến tột cùng người nào sao mà to gan như vậy, cũng dám đối với mình Đường Đệ ra tay, quả thực là vô pháp vô thiên. Tần Chính Dương có thể trải nghiệm Uông Kiến Minh trong lòng bi phẫn, thấp giọng nói, Uông thư ký, Lưu Cục trưởng đã thành lập tổ chuyên án, gắng đạt tới mau chóng phá án và bắt giam án này. Uông Kiến Minh suy nghĩ một chút nói, chuyện này tạm thời không muốn trương dương. Ta không muốn chế tạo không cần thiết ảnh hưởng. Tần Chính Dương nhẹ gật đầu, xem ra Uông Kiến Minh còn không có cân nhắc tốt muốn như thế nào xử lý thích đáng chuyện này. Uông Kiến Minh nói, Kiến Thành đi làm cái gì rồi? Tần Chính Dương nói, ta hiểu qua, đêm đó hắn ứng khang kiện tập đoàn tổng giám đốc Địch Bình Thanh mời đi ăn cơm, xảy ra chuyện lúc sau đã kết thúc tiệc tối trên đường trở về, máu của hắn kiểm tra bên trong cũng không có tra ra cồn cùng dược vật thành phần, cái này cũng cùng nhân viên tương quan phản hồi nhất trí. Địch Bình Thanh. Tần Chính Dương nhẹ gật đầu, Địch Bình Thanh hẹn hắn ăn cơm, địa phương là Uông Kiến Thành chỉ định, ở vào đường sắt cao tốc thương vụ khu Hoa Gian Nhật Liêu, tiệc tối thời gian tiếp tục đại khái chừng 1 giờ. Uông Kiến Minh nói, giữa bọn hắn có sinh ý lui tới sao? Tần Chính Dương nói, hẳn là bệnh truyền nhiễm viện Tân Y viện chuyển nhượng sự tình, đúng, Địch Bình Thanh tại tai nạn xe cộ không lâu sau đã trải qua sự cố hiện trường, lúc ấy hắn cũng là cái thứ nhất nhảy đi xuống cứu người. Căn cứ cảnh sát phản hồi,
may mắn Địch Bình Thanh thấy việc Nghĩa hăng hái làm, không phải chỉ sợ. Tần Chính Dương không có nói hết lời, Uông Kiến Minh đã hiểu hắn ý tứ, Tần Chính Dương rõ ràng tại nói với mình, Địch Bình Thanh cứu được Đường đệ tính mệnh. Đông Châu Y khoa Đại phụ viện viện trưởng Dương Úy Từ mang theo một vừa mới kết thúc phần bụng giải phẫu chuyên gia tới hướng Uông Kiến Minh báo cáo tình huống, phần bụng giải phẫu đã kết thúc, cắt bỏ trái thận, lá lách cùng bộ phận lá gan trái lá, trước mắt ngay tại làm trái chi dưới đoạn giải phẫu, mặc dù thương thế rất nặng, bất quá tính mệnh hẳn là có thể bảo trụ. Uông Kiến Minh nghe xong giải phẫu tiến trình báo cáo, sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi, Đường đệ kiêu ngạo như vậy một người tại cuộc sống tương lai muốn lấy tàn tật chi thân sống sót, chỉ sợ hắn rất khó tiếp nhận. Bên ngoài truyền đến Uông Chính Đạo tiếng giống giận dữ. Uông Kiến Minh nhanh đi ra ngoài, đã thấy Uông Chính Đạo bắt lấy Địch Bình Thanh cổ áo, tức giận chất vấn, Địch Bình Thanh, người đối nhi tử ta làm cái gì? Uông Chính Đạo cảm xúc từ trước đến nay ổn định, có thể để cho hắn không kiềm chế được nỗi lòng sự tình không nhiều, bột đối với nhi tử thảm tao điều xấu, Uông Chính Đạo cũng vô pháp giữ vững tỉnh táo. Hắn thấy nếu như không phải Địch Bình Thanh mời nhi tử ăn cơm cũng sẽ không phát sinh đêm nay tai nạn xe cộ. Địch Bình Thanh đối với cái này đã có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, hắn thở dài nói, Uông Tổng, người không nên hiểu lầm. Uông Kiến Minh kịp thời đi tới, tướng Nhị Thúc cùng Địch Bình Thanh tách ra, ôm Uông Chính Đạo bả vai nói, Nhị Thúc, người không cần khẩn trương, Kiến Thành đã thoát khỏi nguy hiểm. Uông Chính Đạo đỏ hồng mắt nhìn qua Uông Kiến Minh, có người cố ý hại hắn, Kiến Thành hắn quá thảm rồi. Kiến Minh ngươi là hắn ca, ngươi muốn vì hắn chủ trì công đạo. Uông Kiến Minh nhẹ gật đầu, hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để thê tử Hạ Uyển Oánh cùng đi Uông Chính Đạo đi trước một bên nghỉ ngơi. Địch Bình Thanh trong lòng cũng tràn đầy phiền muộn, nếu như hắn biết đêm nay Uông Kiến Thành sẽ phát sinh tai nạn xe cộ, vô luận như thế nào cũng sẽ không mời hắn ăn cơm, mặc dù hắn dũng cảm nhảy đi xuống cứu được Uông Kiến Thành, nhưng hiện tại xem ra người nhà họ Uông đối với hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì lòng cảm kích. Uông Chính Đạo thậm chí hoài nghi là hắn hại Uông Kiến Thành. Địch Bình Thanh có thể lý giải Uông Chính Đạo mất khống chế, dù sao hắn chỉ có Uông Kiến Thành một cái nhi tử bảo bối. Uông Chính Đạo rời đi về sau, Uông Kiến Minh hướng Địch Bình Thanh nói, tạ ơn. Đây là đêm nay Địch Bình Thanh nghe được câu đầu tiên đến từ người nhà họ Uông tạ ơn, hắn mím môi, trong lòng lại có chút cảm động, hắn kỳ thật cũng không muốn cái gì cảm tạ, chỉ hy vọng người nhà họ Uông đừng dùng âm mưu luận đến định nghĩa chính mình. Địch Bình Thanh nói, Uông thư ký, đây là ta phải làm, coi như xảy ra chuyện không phải Uông Tổng, ta cũng giống vậy sẽ đi cứu. Hắn lời nói này nói đến phi thường thành khẩn, nhưng là trong lòng của hắn lại không phải nghĩ như vậy, lúc ấy sở dĩ liều lĩnh nhảy đi xuống cứu người, nhưng thật ra là hắn rõ ràng mình không thể thừa nhận Uông Kiến Thành tử vong hậu quả, hắn muốn cứu vãn không chỉ là Uông Kiến Thành còn có chính hắn. Uông Kiến Minh nói, các người ban đêm không có uống rượu chứ? Địch Bình Thanh nói, ta uống, Uông Tổng giọt rượu không dính. Uông Kiến Minh nói, người cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Địch Bình Thanh nghe hiểu Uông Kiến Minh trong lời nói hàm nghĩa, chuyện này tạm thời không xong, Địch Bình Thanh trong lòng đắng chát khó tả, hắn không thể đi, chỉ ít ở thủ thuật kết thúc trước đó không thể đi, hắn hy vọng Uông Kiến Thành có thể bình an vượt qua nguy hiểm, không phải hắn đêm nay phấn đấu quên mình làm hết thảy đều đã mất đi ý nghĩa. Từ Dĩnh cũng không có như hẹn tiến về Triệu Phi Dương trong nhà, Uông Kiến Thành tai nạn xe cộ phát sinh không lâu sau, cảnh sát liền đi nàng trong tiệm, nhằm vào Uông Kiến Thành tại trong tiệm hoạt động tiến hành tra hỏi, cũng điều lấy video theo dõi. Cảnh sát sau khi đi, Từ Dĩnh trước tiên gọi điện thoại cho Triệu Phi Dương, Triệu Phi Dương nghe nói việc này về sau, để nàng không cần sợ hãi, mình lập tức đi qua. Từ Dĩnh để Triệu Phi Dương đừng đến, tuyết vẫn tại hạ, trên đường tuyết động còn không tới kịp thanh lý. Đêm nay Uông Kiến Thành đã ra khỏi tai nạn xe cộ, nàng cũng không muốn lại phát sinh bất luận cái gì chuyện không tốt. Mặc dù Triệu Phi Dương đáp ứng xuống, nhưng sau 40 phút vẫn đuổi đến lúc đó. Bởi vì trận này tuyết lớn một thân một mình ở lại trong tiệm Từ Dĩnh vững tin người trước mắt là Triệu Phi Dương, nàng bỗng nhiên khống chế không nổi tâm tình của mình, nhào vào Triệu Phi Dương trong ngực. Triệu Phi Dương chăm chú ôm ấp lấy Từ Dĩnh, lớn tay vuốt ve lấy mái tóc của nàng, nhẹ giọng khuyên lơn. Không cần sợ, có ta ở đây đâu. Hắn hiểu rõ vô cùng Từ Dĩnh, nàng từ trước đến nay lý trí tỉnh táo, tại hai người chung đụng quá trình bên trong từ đầu tới cuối duy trì lấy khắc chế, biểu hiện bây giờ chứng minh Từ Dĩnh cảm thấy sợ hãi, cần an ủi của mình. Từ Dĩnh ổn định một hạ cảm xúc, cái này mới rời khỏi Triệu Phi Dương ôm ấp, giận trách, đều đã trễ thế như vậy, người còn qua tới làm cái gì. Kỳ thật trong lòng là cảm thấy ấm áp.
Triệu Phi Dương nói, không đến một chuyến ta không yên lòng. Có gì có thể không yên lòng, trong điện thoại nói không được. Triệu Phi Dương nói, có ăn gì không có, ta đói. Từ Dĩnh nở nụ cười, đến chỗ của ta còn có thể thiếu ngươi ăn. Ngươi chờ a. Triệu Phi Dương nói, uống chút đi, đêm dài đằng đẵng, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Từ Dĩnh rất nhanh liền chuẩn bị xong thịt rượu, hai người tương đối ngồi xuống, Từ Dĩnh tướng đêm nay phát sinh sự tình đơn giản giảng tố một lần. Triệu Phi Dương nghe được rất chân thành, chờ Từ Dĩnh nói xong, hắn thấp giọng nói, như thế nói đến, hai người bọn họ cuối cùng tan rã trong không vui. Từ Dĩnh gật đầu nói, chỉ ít từ mặt ngoài nhìn là như thế này. Triệu Phi Dương nói, ngươi có biết hay không bọn hắn đang nói cái gì? Từ Dĩnh nói, ta không có nhìn trộm khách nhân tư ẩn thói quen. Triệu Phi Dương nói, ta biết, Uông Kiến Thành nghĩ tiếp nhận Địch Bình Thanh tại Đông Châu hạng mục. Từ Dĩnh nhớ tới Địch Bình Thanh tại Đông Châu có hạng mục, lại nhìn một chút Triệu Phi Dương, các ngươi Trường Hưng nghĩ tiếp nhận bệnh truyền nhiễm viện Tân Y viện hạng mục. Triệu Phi Dương lắc đầu, trong lòng nổi lên một trận chua xót, hẳn là Xích Đạo vốn liếng, ta cũng là từ một người bạn nơi đó nghe được, Uông Kiến Thành trước đó cũng không cùng ta thông qua khí. Triệu Phi Dương phi thường minh bạch, Uông Kiến Thành căn bản xem thường hắn. Từ Dĩnh đôi mi thanh tú hơi xuất, có chút khó hiểu nói, Xích Đạo vốn liếng đã có Trường Hưng bệnh viện, vì cái gì còn muốn tiếp nhận Địch Bình Thanh hạng mục? Đông Châu chữa bệnh thị trường không có như thế lớn, tại một cái hàng hai biên giới thành thị đầu tư hai nhà tính tổng hợp bệnh viện giống như cũng không sáng suốt. Triệu Phi Dương nói, Uông Kiến Thành mặc dù kinh thương nhiều năm, nhưng là hắn khiếm khuyết tại chữa bệnh thị trường đầu tư cùng quản lý kinh nghiệp, lúc trước hắn gia nhập Tế Thế chữa bệnh chính là bị Kiều Như Long cho xáo lộ, Kiều Như Long để Tề Sảng rời khỏi Tế Thế chữa bệnh thời điểm, hắn vốn định tướng cổ phần chuyển nhượng cho Xích Đạo vốn liếng, nhưng là lại bị Nhâm Thiên Dã nói phục. Từ Dĩnh gật đầu nói, người đã nói với ta, lúc ấy Nhâm Thiên Dã là nhìn chúng hắn cùng Uông Kiến Minh quan hệ. Triệu Phi Dương nói, quyết định tiếp nhận Địch Bình Thanh trên tay hạng mục người là Nhâm Thiên Dã, Uông Kiến Thành chỉ là một cái người thi hành. Từ Dĩnh nói, thì tính sao? Cái này có thể nói rõ cái gì? Triệu Phi Dương uống một hớp rượu nói, ta luôn cảm thấy trong này có chút kỳ quái. Có cái gì kỳ quái đâu, chẳng qua là một trận ngoài ý muốn thôi. Triệu Phi Dương nói, nếu không phải ngoài ý muốn đâu. Từ Dĩnh nói, ngươi có ý tứ gì? Triệu Phi Dương nói, đêm nay tuyết mặc dù không nhỏ, nhưng Uông Kiến Thành cũng không uống rượu, hắn lái xe là Land Rover. Theo ta được biết, Uông Kiến Thành còn nóng lòng tham gia nghiệp dư xe đua tranh tài, còn từng thu được không ít lần vinh dự. Nói cách khác kỹ thuật lái xe của hắn không tệ, một cái rất có kinh nghiệm lái xe lái một chiếc Việt dã tính có thể xuất chúng xe, thế mà ra tai nạn xe cộ lớn như vậy, ta luôn cảm thấy không bình thường. Từ Dĩnh nói, người hoài nghi là có người bố cục. Triệu Phi Dương nói, người biết chuyện này không nhiều, ta nghe nói Địch Bình Thanh đi ngang qua chuyện xảy ra đoạn đường thời điểm, không chút do dự từ trên cầu nhảy đi xuống cứu người. Từ Dĩnh nói, thật không nghĩ tới Địch Bình Thanh lại có bỏ mình cứu người tinh thần. Triệu Phi Dương lắc đầu nói, ta cảm thấy hắn có thể là sợ hãi, nếu như Uông Kiến Thành chết rồi, hắn lo lắng người nhà họ Uông sẽ đem trách nhiệm tính vào hắn, đổi thành người khác ngươi nhìn hắn có cứu hay không. Từ Dĩnh hít vào một ngụm khí lạnh, khó trách cảnh sát vừa mới tìm ta hỏi nhiều chuyện như vậy, còn đem video theo dõi cầm đi. Triệu Phi Dương nói, bọn hắn hẳn là sẽ còn điều tra truyền tin của ngươi ghi chép, ngươi cùng người nào nói lời gì. Từ Dĩnh nhìn qua Triệu Phi Dương. Bọn hắn sẽ không phải hoài nghi. Triệu Phi Dương nói, chúng ta cũng không biết bọn hắn nói chuyện gì, mà lại chúng ta cùng hai người kia đều không có thù. Từ Dĩnh nói, Phi Dương, người vẫn là mau rời khỏi Trường Hưng đi. Triệu Phi Dương mím môi, hy vọng suy đoán của ta đều là sai. Uông Kiến Minh một đêm chưa ngủ, thân là hắn thư ký Tần Chính Dương tự nhiên cũng không dám chợp mắt, còn tốt Uông Kiến Thành giải phẫu phi thường thành công, dựa theo chuyên gia nói tới nói, sinh mệnh không ngại. Nhưng là khôi phục về sau quãng đời còn lại đều muốn cùng tay chân giả làm bạn. Sự tình xử lý không sai biệt lắm về sau, Uông Kiến Minh để Tần Chính Dương đi về nghỉ trước một chút. Tần Chính Dương vừa rời đi phụ viện, liền nhận được Hứa Thuần Lương điện thoại, chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, mặc dù Uông Kiến Minh để cho người ta tận khả năng khống chế tin tức, nhưng là đệ hắn xảy ra tai nạn xe cộ tin tức vẫn lan truyền nhanh chóng, bên ngoài bây giờ đã xuất hiện mấy cái dân gian phiên bản. Trong đó truyền đi rộng nhất chính là Uông thư ký đệ rượu giá ra tai nạn xe cộ. Hứa Thuần Lương cũng không phải là một cái bát quái người,
nhưng nghe nói Uông Kiến Thành ra tai nạn xe cộ, hắn vẫn là cần muốn tìm hiểu một chút, muốn biết được tình hình thực tế tốt nhất vẫn là trực tiếp tìm Tần Chính Dương. Tần Chính Dương đem sự tình đơn giản nói một lần, nói cho Hứa Thuần Lương Uông thư ký không muốn chuyện này tạo thành ảnh hưởng quá lớn, mấy ngày nay vẫn là tận lực không phải đi bệnh viện thăm viếng. Hứa Thuần Lương cũng không nghĩ tới Uông Kiến Thành thương thế nghiêm trọng như vậy, cân nhắc về sau, hắn vẫn là tại chuyện xảy ra sau ngày thứ hai cho Hạ Uyển Oánh phát cái tin biểu thị ân cần thăm hỏi. Hạ Uyển Oánh tiếp vào tin tức của hắn về sau, rất mau đánh điện thoại tới, nàng chủ động mời Hứa Thuần Lương đi qua, bởi vì Hạ Uyển Oánh đối Hứa Thuần Lương y thuật hiểu rõ vô cùng, bác sĩ nói Uông Kiến Thành mất máu quá nhiều, thuật hậu thân thể suy yếu, trạng thái tinh thần lại phi thường sa sút, khôi phục kỳ có thể sẽ rất dài, tốt nhất có thể dựa vào trung y liệu pháp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tuy nói giải phẫu phi thường thành công, kỳ nguy hiểm cũng đã thuận lợi vượt qua, nhưng Uông Kiến Thành từ khôi phục đến bây giờ đều ở vào một loại kỳ quái tinh thần rối loạn trạng thái. Bác sĩ nói hắn biểu hiện ra triệu chứng có chút cùng loại thương thích sau ứng kích chướng ngại, tên gọi tắt PTSD, chỉ có thể tại đứng trước dị thường mãnh liệt tinh thần ứng kích, chủ yếu biểu hiện là thương thích lại thể nghiệm triệu chứng, tính cảnh giác tăng cao cùng né tránh hoặc chết lặng triệu chứng. Nhưng kỳ quái là, bình thường tới nói PTSD người bệnh bình thường tại sau khi khỏi hẳn 3 tháng đến nửa năm phát bệnh, mà Uông Kiến Thành vừa mới thức tỉnh liền xuất hiện loại này kỳ quái tinh thần triệu chứng, CT kiểm tra đã trải qua sơ bộ loại bỏ sọ não tổn thương, trước mắt phán đoán Uông Kiến Thành tao ngộ cho tâm linh của hắn tạo thành không kém hơn nhục thể thương tích. Uông Chính Đạo đã trước tiên liên hệ trong nước tốt nhất não khoa chuyên gia đến đây Đông Châu hội chẩn, não khoa chuyên gia đối với cái này cũng biểu thị khó giải, đề nghị quan sát. Có lẽ theo thân thể khôi phục loại này kỳ quái tinh thần tình trạng cũng sẽ tùy theo khôi phục bình thường. Hạ Uyển Oánh nhớ tới Hứa Thuần Lương, mặc dù nàng tiếp xúc qua trung y không ít, nhưng chân chính lợi hại chính là Hứa Thuần Lương cái này chưa từng xử lý y đạo người trẻ tuổi, cho nên nàng mời Hứa Thuần Lương đi cho Uông Kiến Thành nhìn xem, hy vọng có thể đối vị này tiểu thúc tử có chỗ trợ giúp. Hứa Thuần Lương đi vào phụ viện dừng xe xong về sau, đi trước trong nội viện tiệm hoa. Mới vừa tới đến trước cửa liền thấy một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Mai Như Tuyết ngay tại chọn lựa hoa tươi, nàng cũng là qua tới thăm Uông Kiến Thành. Mai Như Tuyết chọn tốt hoa tươi về sau, nghe được sau lưng một thanh âm nói, cho ta cầm giống như nàng, tiền ta tới đỡ. Mai Như Tuyết quay người nhìn về phía Hứa Thuần Lương, trên mặt biểu lộ bình tĩnh không lay động, lạnh nhạt nói, vẫn là tách ra giao tương đối tốt, riêng phần mình đại biểu riêng phần mình tâm ý. Hứa Thuần Lương cười nói, phân rõ ràng như vậy làm gì? Đều là nhìn cùng là một người, nếu như ngươi không ngại, chúng ta đưa một bó hoa cũng được. Mai Như Tuyết nói, ta để ý. Nàng đi quầy thu ngân thanh toán, lại nhớ ra cái gì đó, ngươi tốt nhất đừng chọn theo ta đồng dạng. Hứa Thuần Lương nói, đúng vậy, đã Mai Bí Thư ghét bỏ, ta liền lấy cái quả rổ đi. Hứa Thuần Lương cầm một cái quả rổ, bên này giao xong tiền, nhìn thấy Mai Như Tuyết đã đi xa. Từ cử động của nàng đến xem hẳn là tránh hiểm nghi đi. Hứa Thuần Lương cũng không đuổi kịp đi, mang theo quả rổ đi vào phòng bệnh cao ốc, Mai Như Tuyết chính ở chỗ này các loại thang máy, nhân sinh có thật nhiều gặp nhau cũng không phải là ngươi muốn tránh liền có thể né tránh được. Mai Như Tuyết cầm hoa, Hứa Thuần Lương mang theo quả rổ đi vào bên cạnh nàng, cười nói, trùng hợp như vậy à? Mai Như Tuyết không nói chuyện, trùng hợp sao? Nàng không cảm thấy. Dù sao từ trở lại Đông Châu nhậm chức bắt đầu liền dự liệu được về sau cùng người này không thể thiếu liên hệ. Tới gần giữa trưa đưa cơm thời điểm, thang máy phá lệ khẩn trương, hai người đợi hai nhóm mới tiến vào thang máy, bên trong đã đầy, người bên ngoài còn tại đi đến chen, mở thang máy công nhân không vui, hét lên, chớ đẩy, chờ sau đó lội, lại chen ai cũng không thể đi lên. Phía ngoài cùng hai người không cam tâm lui đi ra ngoài, cửa thang máy cuối cùng đóng lại, hiện tại thang máy cực kỳ giống cá mòi đồ hộp. Người trên người, mặt thiếp mặt, Hứa Thuần Lương đem quả rổ kín đáo đưa cho Mai Như Tuyết. Mai Như Tuyết minh bạch hẳn ý tứ, có chút không vui tiếp tới. Hứa Thuần Lương dùng thân thể cùng hai tay tại chung quanh nàng tạo thành một lớp bình phong, treo chống bảo hộ lấy nàng. Mai Như Tuyết muốn đem mặt chui qua quay lưng Hứa Thuần Lương, nhưng vừa vận chuyển một nửa liền tiếp xúc đến Hứa Thuần Lương thân thể. Dù sao không gian quá nhỏ hẹp, vì để tránh cho tiến một bước tiếp xúc nàng chỉ có thể hồi quy nguyên vị, dạng này hai người cũng chỉ có thể bột đứng đối diện. Mai Như Tuyết biểu lộ trở nên không tự nhiên lại, nàng né tránh Hứa Thuần Lương ánh mắt, Hứa Thuần Lương chỉ là cười tủm tỉm nhìn qua nàng, giúp nàng tận lực tranh thủ một chút không gian, phòng ngừa nàng bị người chung quanh chen đến. Thời gian trôi qua dài dằng dặc lại xấu hổ, Mai Như Tuyết có chút hối hận,
mình liền không nên lựa chọn cùng hắn cưới cùng một bộ thang máy, nàng thậm chí có chút bận tâm, Hứa Thuần Lương có thể hay không thừa cơ hội này làm ra một chút đối với mình không lễ phép sự tình, dù sao hắn người này gan lớn cực kỳ. Lặng lẽ nhìn thoáng qua Hứa Thuần Lương, phát hiện Hứa Thuần Lương lực chú ý đã chuyển di, hắn nhìn qua một cái bị mẫu thân ôm vào trong ngực tiểu hài tử, làm cái mặt quỷ, nhưng tiểu hài tử kia bị hắn mặt mũi tràn đầy râu quai nón hủ đến, oa. Một tiếng khóc lớn lên. Ôm hài tử nữ nhân nhìn qua Hứa Thuần Lương có chút giận mà không dám nói gì. Mai Như Tuyết nói, người hù đến bảo bảo. Hứa Thuần Lương thở dài nói, ta còn tưởng rằng mình dáng dấp có lực tương tác đâu. Bên cạnh mấy người đồng thời nở nụ cười, Hứa Thuần Lương cũng cười. Thang máy lắc lắc ung dung cuối cùng dừng sát ở 17 lầu, Hứa Thuần Lương che chở Mai Như Tuyết đi ra ngoài, rời đi thang máy về sau, hắn đem quả rổ nhận lấy. Mai Như Tuyết phát giác được Hứa Thuần Lương tựa hồ chỗ nào thay đổi, nàng lại nói không nên lời cụ thể ở nơi nào, giống như trở nên lễ phép, tiếu dung cũng không có quá khứ như thế sáng tỏ, có lẽ hắn còn chưa từ mất đi ra ra trong bi thương giải thoát ra. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta như thế đi qua, bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng là cùng đi, nếu không ngươi đi trước, ta chờ một lúc lại đi qua. Mai Như Tuyết lạnh nhạt nói, không cần phải vậy, người khác ý nghĩ ngươi không khống chế được. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, ngươi nói đúng. Mai Như Tuyết nói, có hay không đem chuyện này nói cho Diệp Lão. Hứa Thuần Lương nói, ta đang do dự đâu, Uông thư ký không cho lộ ra, nhưng các người ba nhà quan hệ gần như vậy, ta nếu là không nói về sau nhất định rơi xuống oán trách. Mai Như Tuyết nói, như vậy đi, ta cùng Thanh Nhã tỷ nói một tiếng. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, từ Mai Như Tuyết chuyển đạt chuyện này không còn gì tốt hơn. Uông Kiến Thành ở tại săn sóc đặc biệt phòng bệnh, bên ngoài còn có người chuyên phòng thủ, đây đều là Uông chính đạo an bài, không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện qua tới thăm. Mai Như Tuyết trước đó cùng Hạ Uyển Oánh liên lạc qua, báo lên thân phận của mình, Hứa Thuần Lương đi theo nàng cùng một chỗ thuận lợi tiến vào phòng bệnh. Hạ Uyển Oánh nhận được tin tức sớm tại hành lang bên trên chờ, nhìn thấy hai người xuất hiện, Hạ Uyển Oánh nói, cùng đi. Mai Như Tuyết lắc đầu, Hứa Thuần Lương gật đầu. Hạ Uyển Oánh cũng không có bao nhiêu tâm tình đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng, thở dài nói, Kiến Thành cảm xúc rất không ổn định, lúc khóc lúc cười. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, đổi thành ai tâm tình cũng sẽ không tốt. Mai Như Tuyết hỏi Uông Kiến Minh phải chăng ở chỗ này, Hạ Uyển Oánh nói cho bọn hắn, Uông Kiến Minh vừa đi không lâu, dù sao trong thành phố còn có rất nhiều chuyện chờ lấy đi xử lý. Hai người đi theo Hạ Uyển Oánh cùng đi đến Uông Kiến Thành phòng bệnh bên ngoài, liền xem như người nhà cho phép. Cũng không thể tiến vào trong đó, chỉ có thể cách cửa sổ nhìn xem tình huống. Uông chính đạo từ đầu đến cuối đều tại bên giường bồi tiếp nhi tử, đang đánh qua thuốc an thần về sau, Uông Kiến Thành thật vất vả đã ngủ, Uông chính đạo nhìn qua nhi tử, dưới chăn rõ ràng thiếu thốn một khối, cốt nhục liên tâm, hắn tình nguyện loại sự tình này phát sinh trên người mình. Hạ Uyển Oánh tiến vào phòng bệnh tướng Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết tới tin tức báo cho hắn. Uông chính đạo nhíu mày một cái nói cho bọn hắn làm gì. Kiều gia nếu là biết chuyện này liền không thể gạt được lão gia tử. Hạ Uyển Oánh không nói chuyện, kỳ thật chuyện này căn bản không gạt được, Uông chính đạo lặp đi lặp lại căn dặn muốn giấu giếm lão gia tử, chủ yếu là sợ hãi lão gia tử lo lắng hãi hùng, nhưng chuyện lớn như vậy sớm tối Uông lão vẫn là sẽ biết. Uông chính đạo quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, Kiến Thành cùng Hứa Thuần Lương rất tốt sao. Hạ Uyển Oánh nói, là ta mời hắn qua đến giúp đỡ nhìn xem, y thuật của hắn. Không cần, Uông chính đạo khiến Hạ Uyển Oánh có chút xấu hổ, bất quá hắn cũng ý thức được ngữ khí của mình để Hạ Uyển Oánh không thoải mái, thở dài nói, ta từ có sắp xếp, ngươi để Mai Như Tuyết vào đi. Hạ Uyển Oánh cảm thấy bất đắc dĩ, hai người cùng đi đến, để Mai Như Tuyết đi vào mà đem Hứa Thuần Lương phơi ở bên ngoài, dạng này khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng, mấu chốt là Hứa Thuần Lương là mình mời tới, Uông chính đạo làm như vậy tựa như là tại thông qua phương thức như vậy để diễn tả đối với mình không vui. Hạ Uyển Oánh sau khi ra cửa để Mai Như Tuyết đi vào, tất cả mọi người là người thông minh, Hứa Thuần Lương cũng không có không phải đi vào, nếu như không phải Hạ Uyển Oánh chủ động mời, hắn chắc chắn sẽ không sớm như vậy tới. Hứa Thuần Lương hay là vô cùng khéo hiểu lòng người, mỉm cười nói, Mai Bí Thư, người giúp ta tướng quả rổ mang vào, ta liền không tiến vào, người thăm quá nhiều không tốt. Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu, biết hắn sở dĩ nói như vậy là sợ Hạ Uyển Oánh xấu hổ, tiếp nhận Hứa Thuần Lương quả rổ tiến vào. Hạ Uyển Oánh thì lưu tại bên ngoài, nàng áy náy nói, không có ý tứ,
nhị thúc bởi vì Kiến Thành sự tình thâm thụ đả kích, so ra mà nói hắn càng tin tưởng Tây Y. Hứa Thuần Lương mỉm cười, không sao, Uông Chính Đạo sự tình hắn phi thường rõ ràng, cái gì càng tin tưởng Tây Y. Uông Chính Đạo bệnh của mình đều là thông qua trung y chỉ tốt, hắn là không tin mình, lại hoặc là hắn đã mời những người khác. Hạ Uyển Oánh nói, Thuần Lương, lão Uông không muốn chuyện này huyên náo ảnh hưởng quá lớn. Hứa Thuần Lương nói, minh bạch, ta sẽ không nói cho những người khác, bất quá ta người cho rằng tại chuyện này xử lý bên trên hẳn là lo liệu lấy tâm bình tĩnh, dù sao sự tình đều đã phát sinh, chỉ có thể cân nhắc như thế nào giải quyết, người nói có đúng hay không. Hạ Uyển Oánh nhẹ gật đầu. Lúc này lại có người qua tới bái phỏng, lại là Minh Đức tập đoàn chủ tịch Hoàng Hữu Long. Hoàng Hữu Long vừa xuất hiện, Hứa Thuần Lương vừa rồi nghi vấn lập tức đạt được giải đáp, Uông Chính Đạo quả nhiên mời cao nhân, người này chính là Hoàng Hữu Long, lúc trước Uông Chính Đạo bị chúng quỷ bức chi độc cũng là Hoàng Hữu Long hỗ trợ thanh trừ, hắn đối Hoàng Hữu Long y thuật hiển nhiên so với mình càng có lòng tin. Hoàng Hữu Long cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Hứa Thuần Lương, hắn chủ động hướng Hứa Thuần Lương đi tới. Hứa chủ nhiệm, ngươi cũng tới. Hứa Thuần Lương nói, ta cùng Uông Tổng là bạn tốt. Hắn Tổng không thể nói là Hạ Uyển Oánh mời mình tới cho Uông Kiến Thành xem bệnh. Hoàng Hữu Long thở dài nói, Uông Tổng phong nhã hào hoa nghĩ không ra bị này một kiếp. Hắn lại cùng Hạ Uyển Oánh lên tiếng chào hỏi, chủ động nói cho nàng mình là chuyên từ Seoul chạy đến cho Uông Kiến Thành chữa bệnh. Hạ Uyển Oánh trong lòng càng cảm thấy khó chịu, nhị thúc Uông Chính Đạo liền sách đều không có đề cập qua. Đối vợ chồng bọn họ hai khiếm khuyết tối thiểu tôn trọng, bất quá Hạ Uyển Oánh cũng không có biểu lộ mình không nhanh, nàng nói khẽ các ngươi trước trò chuyện, ta đi vào nói một tiếng. Hoàng Hữu Long lại hướng Hứa Thuần Lương nói, Hứa lão tiên sinh sự tình ta nghe nói, ngày khác ta sẽ tiến về lão tiên sinh trước mộ tế bái. Hứa Thuần Lương nói, có lòng, bất quá ta ra ra thích thanh tịnh. Tại Hứa Thuần Lương trong lòng, Hoàng Hữu Long cũng là trọng điểm đối tượng hoài nghi một trong. Hoàng Hữu Long nhẹ gật đầu, hai nhà chúng ta đã từng phát sinh qua một ít chuyện, nếu như ngươi có hứng thú chúng ta có thể tìm một cơ hội tâm sự. Hứa Thuần Lương nói, đêm nay như thế nào? Hoàng Hữu Long nhìn qua Hứa Thuần Lương bỗng nhiên nở nụ cười, không vội, ta vừa tới Đông Châu, đợi lát nữa còn muốn cho Uông Tổng xem bệnh, muốn không trời tối ngày mai. Hứa Thuần Lương nói, tốt, ta đến an bài, Hoàng Tổng muốn ăn cái gì? Hoàng Hữu Long nói, hoa gian nhật liêu đi. Hứa Thuần Lương trong lòng nao nao, Hoàng Hữu Long lựa chọn hoa gian nhật liêu tuyệt không phải vô tâm, nhất là Uông Kiến Thành xảy ra chuyện không lâu về sau, lập tức lạnh nhạt nói, vậy liền nói xong, trời tối ngày mai 6 điểm, ta tại hoa gian nhật liêu đúng giờ xin đợi Hoàng Tổng đại giá. Mai Như Tuyết cũng không có lưu lại quá lâu, lúc đi ra, nhìn thấy Hứa Thuần Lương đã không tại phòng bệnh, cho là hắn đi, nhưng đi vào cửa thang máy thời điểm, phát hiện Hứa Thuần Lương chính ở chỗ này đợi nàng. Mai Như Tuyết nhớ tới kinh lịch vừa rồi lập tức từ bỏ các loại thang máy dự định, chỉ một bên an toàn lối ra, ta đi xuống. Hứa Thuần Lương nói, cùng một chỗ đi. Mai Như Tuyết không có phản đối, bởi vì phản đối cũng không có tác dụng gì, thang lầu cũng không phải nàng. Hai người lúc xuống lầu, Hứa Thuần Lương nói, ta hiện tại đi thương ủy hội đối ngoại chiêu thương làm việc. Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu, chuyện xảy ra khi nào? Kỳ thật nàng biết chuyện này. Nhưng là còn muốn giả ra không biết dáng vẻ, không phải Hứa Thuần Lương nhất định sẽ cho là mình đặc biệt chú ý hắn. Hứa Thuần Lương nói, không có mấy ngày. Chúc mừng ngươi. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, không có gì có thể chúc mừng, đúng, ta gần đây dự định làm cái chiêu thương hoạt động, ngươi có hứng thú hay không tham gia. Mai Như Tuyết nghe ra Hứa Thuần Lương chủ động mời là muốn theo nàng liên thủ, cái này đối với nàng mà nói là chuyện tốt, Tân Hồ Tân Khu vừa mới thành lập. Chính là cần có nhất thành tích thời điểm. Bất quá Mai Như Tuyết cũng biết Hứa Thuần Lương tình cảnh hiện tại cũng không lạc quan, nàng suy nghĩ một chút nói, có thể đem ngươi đại khái phương án cầm cho ta nhìn một chút không? Có một số việc vẫn là cần cùng thành viên ban ngành thảo luận một chút. Hứa Thuần Lương nói, không có vấn đề, quay đầu ta phát cho ngươi. Mai Như Tuyết nói, ngươi thêm ta công việc WeChat đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên ý thức được bọn hắn đã quá lâu không có liên lạc. Giữa bọn hắn lời đàm luận đề trên cơ bản đều là vây quanh công việc, có lẽ bọn hắn lại cũng không trở về được lúc trước. Đông Châu trận này tuyết cũng không có tồn lưu quá lâu thời gian, trên cơ bản không cho thành phố này mang đến bất kỳ phiền phức, nhưng là đối Uông Kiến Minh tới nói lại là một trận cả đời đều khó mà quên được tuyết. Dẫn đến Uông Kiến Thành kém chút mất mạng tai nạn xe cộ đã cơ bản sáng tỏ, đây là một trận cố ý sự cố,
có người tại chiếc kia đường xe hổ phanh lại cùng phương hướng bên trên làm văn chương. Uông Kiến Thành lái vào cầu lớn thời điểm phương hướng xảy ra vấn đề, hắn phát hiện về sau muốn phanh lại, nhưng phanh lại cũng mất linh, dẫn đến cỗ xe cao tốc đụng vào cầu lương trên hàng rào, phá tan hàng rào, liền người mang xe rơi vào 38 trong sông. Sau khi tỉnh dậy, Uông Kiến Thành chứng minh lúc ấy là Địch Bình Thanh trước tiên cứu mình, Địch Bình Thanh nhẹ nhàng thở ra, nhưng cảnh sát cũng không có đem hắn từ người hiểm nghi trên danh sách hái ra, còn chuyên môn đem Địch Bình Thanh mời đi điều tra, hỏi thăm hắn cùng Uông Kiến Thành sinh ý vãng lai tình huống. Bởi vì Uông Kiến Thành thân phận đặc thù, càng bởi vì Uông Kiến Minh cho cảnh sát hạ đạt ngày quy định phá án mệnh lệnh, cảnh sát thành lập tổ chuyên án, điều tra hết thảy nhân viên tương quan. Triệu Phi Dương cũng bởi vì cùng Từ Dĩnh trò chuyện bị cảnh sát hẹn đàm. Phụ trách cùng hắn nói chuyện cũng là người quen biết cũ Lục Kỳ, Lục Kỳ mời Triệu Phi Dương ngồi xuống, mỉm cười nói, Triệu Viện Trưởng, tạ ơn người phối hợp công việc của chúng ta. Triệu Phi Dương nói, phối hợp cảnh sát công việc là mỗi một cái công dân chức trách, Lục đội, có lời gì ngươi cứ hỏi. Lục Kỳ nói, ngươi cùng Hoa Gian Nhật Lưu lão bản Từ Dĩnh là quan hệ như thế nào? Triệu Phi Dương nói, viện y học đồng học, cũng là lão bằng hữu. Lục Kỳ nói, chỉ những thứ này. Triệu Phi Dương cười nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nàng coi là hồng nhan tri kỷ của ta đi, chúng ta không có ngươi tưởng tượng loại quan hệ đó. Lục Kỳ nói, cảnh sát chúng ta không thể bằng tưởng tượng làm việc, chỉ có thể căn cứ sự tình nói thật, Uông Kiến Thành ngươi hẳn là hết sức quen thuộc a. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, hắn là tế thế chữa bệnh sự tình, Trường Hưng bệnh viện cổ đông một trong. Căn cứ chúng ta giải, Uông Kiến Thành xảy ra tai nạn xe cộ đêm hôm đó, ngươi cho Từ Dĩnh gọi qua điện thoại, có thể hay không lộ ra các ngươi một chút đại khái nội dung nói chuyện. A, là như thế này, cùng ngày ta muốn đi qua ăn cơm, nhưng Từ Dĩnh nói cho ta, có khách đem nơi đó bao xuống. Có không có nói cho ngươi biết thân phận khách khứa, Lục Kỳ hứng hờ mà hỏi thăm. Triệu Phi Dương nói, Khang Kiện tập đoàn Địch Bình Thanh, ta lúc ấy cũng không biết Địch Bình Thanh mời người nào ăn cơm. Lục Kỳ nói, người có biết hay không bọn hắn muốn nói chuyện làm ăn gì? Triệu Phi Dương lắc đầu, ta không rõ ràng. Xích Đạo vốn liếng muốn tiếp nhận Khang Kiện tập đoàn tại Đông Châu hạng mục ngươi lại không biết. Triệu Phi Dương cười đến có chút bất đắc dĩ, hỏi ngược lại, người cảm thấy ta hẳn phải biết sao? Lục Kỳ nói, Trường Hưng bệnh viện phía đầu tư là Xích Đạo vốn liếng. Ngươi làm Trường Hưng bệnh viện viện trưởng cũng là tập đoàn cao quản một trong, tập đoàn chiến lược phương hướng ngươi hẳn là có cảm kích quyền a. Triệu Phi Dương nói, ngươi cũng biết ta chỉ là một cái cao quản, ta là phụ trách Trường Hưng bệnh viện quản lý công tác, ta không phải đồng sự, tập đoàn chiến lược bố cục ta còn chưa đủ tư cách tham dự. Lục Kỳ nhẹ gật đầu, nói cách khác ngươi căn bản không biết thu mua sự tình. Hoàn toàn không biết gì cả. Lục Kỳ nói, ta hiểu rõ một chút tế thế chữa bệnh tư liệu. Tế thế chữa bệnh tại Hương Giang đăng ký, đại cổ đông là Tề Sảng, Uông Kiến Thành cũng là người sáng lập một trong, về sau Tề Sảng cùng mấy vị khác cổ đông toàn bộ rút khỏi, chỉ có Uông Kiến Thành một người bảo lưu lại cổ phần. Còn có, ban đầu là ngươi một tay thúc đẩy tế thế chữa bệnh từ Hoa Nam tập đoàn trong tay thu mua Trường Hưng bệnh viện. Triệu Phi Dương nói, phía ngoài truyền ngôn có rất nhiều, có chút cũng không phải là sự thật. Lục Kỳ nói, Triệu viện tại Trường Hưng trong lúc đó tuần tự kinh lịch Hoa Niên tập đoàn vốn liếng rót vào, công tư hợp doanh cải chế, tế thế chữa bệnh thu mua, nửa đường lại phát sinh Xích Đạo vốn liếng thu mua tế thế chữa bệnh, cho nên hiện tại Trường Hưng bệnh viện chân chính phía sau màn cổ đông biến thành Xích Đạo vốn liếng, không biết ta lý giải có đúng hay không. Triệu Phi Dương nói, trên cơ bản đều là sự thật. Lục Kỳ nói, người đối hiện trạng của ngươi hài lòng không? Triệu Phi Dương nhíu mày, Lục đội có ý tứ gì? Lục Kỳ nói, không có ý gì, nói như vậy, nếu để cho ngươi tương đối một chút Hoa Niên tập đoàn cùng Xích Đạo vốn liếng, ngươi cảm thấy cùng cái nào hợp tác càng hài lòng. Triệu Phi Dương rất chân thành nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, ngươi vấn đề này kỳ thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng là ta còn là nguyện ý trả lời ngươi. Hắn dừng lại một chút, nhấn mạnh, tư bản không có một cái tốt. Hứa Thuần Lương vừa trở lại văn phòng, Diệp Thanh Nhã liền gọi điện thoại tới hỏi thăm Uông Kiến Thành sự tình. Hướng về phía Diệp gia cùng Uông gia quan hệ, cũng muốn đi qua thăm viếng, biểu thị thăm hỏi. Hứa Thuần Lương đem chính mình hiểu rõ đến tình huống nói cho Diệp Thanh Nhã, Diệp Thanh Nhã biểu thị đợi lát nữa sẽ cùng gia gia nói, nàng sẽ đại biểu Diệp gia đến Đông Châu một chuyến. Hứa Thuần Lương để nàng xác định rõ thời gian thông chi mình, cũng tốt đi đón nàng. Gọi điện thoại thời điểm, có người gõ cửa, Hứa Thuần Lương kết thúc trò chuyện, mở cửa xem xét, đứng ở phía ngoài Lục Kỳ.
Hứa Thuần Lương nói, Lục đội, khách quý ít gặp a, người cái này áo mũ chỉnh tề dáng vẻ là vì công việc. Lục Kỳ nói, không có ý định mời ta đi vào ngồi một chút. Hứa Thuần Lương đem hắn mời vào, Lục Kỳ đi trước tìm nước, đem mình giữ ấm chén chứa đầy. Hứa Thuần Lương nói, trời rất lạnh, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Lục Kỳ nói, gió Tây Bắc. Hứa Thuần Lương nói, ngồi, ngươi tìm ta không phải tra án a? Lục Kỳ nói, ngươi đoán. Không cần đoán, là không phải là vì Uông Kiến Thành sự tình, ta cùng sự kiện kia cũng không quan hệ a? Lục Kỳ nói, không sao làm sao ngươi biết là vì Uông Kiến Thành sự tình. Hứa Thuần Lương nói, không có tí sức lực nào a, người con hàng này dù sao không có việc gì không tìm ta. Lục Kỳ nói, ca môn, ta tìm ngươi hỗ trợ. Hứa Thuần Lương nói, một điểm thành ý đều không có, ngươi tìm ta hỗ trợ, không biết trước hết mời ta ăn một bữa. Lục Kỳ nói, chờ bản án phá ta nhất định mời ngươi, Uông Kiến Thành chuyện này làm cho chúng ta áp lực quá lớn. Cục chúng ta lão đại tự mình nắm giữ ấn soái, hắn điểm danh ta tiến tổ chuyên án, ta hai ngày này cơ hồ không có chợp mắt, có nhà khó về, ăn uống đều trong cục cảnh sát. Hứa Thuần Lương từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra mỏi mệt, chiếu ngươi nói như vậy Uông Kiến Thành tai nạn xe cộ không phải ngoài ý muốn. Lục Kỳ nhẹ gật đầu, có người tại trong xe của hắn động tay chân, chúng ta đã có thể kết luận đây là cùng một chỗ có ý định mưu sát. Hứa Thuần Lương nói, ta vừa rồi đi phụ viện nhìn qua hắn. Mệnh là bảo vệ, bất quá nội tạng bị cắt bỏ mấy cái, chân trái cũng không thể bảo trụ. Lục Kỳ đối Uông Kiến Thành tình huống cụ thể phi thường rõ ràng, thở dài nói, hắn là Uông thư ký đường đệ, tại Uông thư ký chỉ hạ Đông Châu phát sinh dạng này ác tính sự kiện, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Uông thư ký đã cho chúng ta hạ ngày quy định phá án tử mệnh lệnh. Hứa Thuần Lương nói, ngày quy định là bao lâu? Lục Kỳ nói, 10 ngày. Hứa Thuần Lương lắc đầu, tha thứ ta nói thẳng. 10 ngày khả năng không đủ. Lục Kỳ nói, ta cũng không tin không phá được án. Hứa Thuần Lương nói, vậy ngươi không nhanh đi phá án, đến ta chỗ này chậm trễ thời gian làm gì? Lục Kỳ nói, ta muốn thông qua ngươi hiểu rõ một ít chuyện, tiểu tử ngươi đừng cùng ta giả bộ ngớ ngẩn a. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà nói, hỏi đi. Uông Kiến Thành có cái gì cừu nhân không? Hứa Thuần Lương nói, ta cùng hắn chính là bằng hữu bình thường, ngươi không nên hỏi như vậy. Bày ra cái này khởi mưu sát cũng không nhất định là hắn cửu nhân, cũng không nhất định là nhằm vào hắn. Lục Kỳ nhíu mày nhăn chán, nếu quả thật như Hứa Thuần Lương nói, loại bỏ phạm vi càng lớn hơn, cũng có thể là lão Uông thư ký đối đầu, cũng có thể là lão Uông chính đạo cửu nhân. Lục Kỳ nói, Uông Kiến Thành xảy ra chuyện đêm đó chính đàm phán hòa bình khang kiện tập đoàn Đông Châu hạng mục chuyển nhượng sự tình, tiếp lấy liền xảy ra chuyện, biết hắn đêm đó tại Hoa Gian Nhật Liêu ăn cơm người không nhiều. Theo ta hiểu rõ, Địch Bình Thanh, Từ Dính, Triệu Phi Dương. Hứa Thuần Lương nói, người hoài nghi trong bọn họ một cái. Lục Kỳ nói, đầu tiên muốn xếp hạng trừ bọn hắn hiểm nghi, trước mắt đến xem, Địch Bình Thanh trên cơ bản đã loại bỏ, ta tìm ngươi là muốn biết một chút Trường Hưng bệnh viện tình trạng. Hứa Thuần Lương nói, cụ thể phương diện kia. Triệu Phi Dương lúc trước dẫn vào tế thế chữa bệnh, đàm phán từ Hoa Niên tập đoàn trong tay thu mua Trường Hưng bệnh viện. Sự kiện kia nội tình ngươi hẳn là rõ ràng đi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, tế thế chữa bệnh là Kiều Như Long hỗ trợ dẫn vào, sở dĩ quyết định thu mua Trường Hưng bệnh viện, phải nói là Kiều Như Long tại còn Triệu Phi Dương nợ nhân tình. Lục Kỳ nói, Triệu Phi Dương đã từng đã cứu Kiều Như Long mệnh. Hứa Thuần Lương trong lòng nhưng không cho là như vậy, hẳn là Thư Viễn Hàng cứu được Kiều Như Long mệnh, Triệu Phi Dương chỉ là đem lão bà hắn Bùi Lâm trái tim sách cung cấp Kiều Như Long thôi. Lục Kỳ nói, nếu như lúc trước tế thế chữa bệnh không có chuyển nhượng cho Xích Đạo vốn liếng, Triệu Phi Dương quyền lực có phải hay không muốn so hiện tại lớn? Hứa Thuần Lương nói, kia là khẳng định, người sẽ không phải hoài nghi Triệu Phi Dương a. Ta không cho rằng hắn cùng Uông Kiến Thành ở giữa có thù cũ. Lục Kỳ nói, vụ án này thật sự là đem ta giày vò hỏng, Hoa Gian Nhật Liêu phụ cận giám sát đều bị người vì phá hư. Cái này khởi có ý định mưu sát người vạch ra nhất định hiểu rõ vô cùng Uông Kiến Thành, đối với hắn hành trình rõ như lòng bàn tay. Hứa Thuần Lương nói, người cũng không cần lo lắng, theo ta thấy cấp trên rất nhanh sẽ phái người tiếp nhận vụ án này. Người có ý tứ gì? Ý của ta là, các người cấp bậc không đủ. Nhìn thấy Lục Kỳ biến sắc, Hứa Thuần Lương lại nói, ta nhưng không có xem thường ngươi năng lực ý tứ, ta cảm thấy vụ án này nước rất sâu, người hẳn là nhớ kỹ Kiều Như Long lúc trước trận kia tai nạn xe cộ a. Lục Kỳ nhẹ gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ, lần kia không phải ngoài ý muốn sao.
Hứa Thuần Lương nói, Kiều gia, Diệp gia, Uông gia, cái này ba nhà quan hệ rất tốt, hai năm này bọn hắn ba nhà đều ra một ít chuyện, đầu tiên là Kiều Như Long kém chút chết bởi tai nạn xe cộ, sau đó là Diệp gia, cha nuôi ta Diệp Sương Nguyên tao ngộ tai nạn trên không, hiện tại lại đến phiên Uông Kiến Thành, nếu như không phải Địch Bình Thanh trước tiên đuổi tới hiện trường doanh cứu, chỉ sợ hắn cũng đã chết, ngươi dám nói hết thảy đều là trùng hợp. Lục Kỳ mím môi, Hứa Thuần Lương nói lời không sai, chỉ nhìn một cách đơn thuần một sự kiện có thể là ngẫu nhiên, nhưng trong khoảng thời gian này liên tiếp phát sinh ba kiện chuyện ngoài ý muốn, dùng sự kiện ngẫu nhiên liền giải thích không rõ, thật chẳng lẽ có điều xấu quấn lên cái này ba nhà người. Hứa Thuần Lương nói, chỉ riêng vụ án này mà nói, dám động Uông Kiến Thành người không nhiều, Địch Bình Thanh không đủ tư cách, hắn sở dĩ thấy việc nghĩa hăng hái làm, chính là sợ hãi Uông gia sau đó truy trách. Ý của ngươi là nói, bày ra cái này khởi án mưu sát người thực lực so Địch Bình Thanh còn muốn lợi hại hơn. Hứa Thuần Lương không nói chuyện, nhưng nét mặt của hắn đã cấp ra khẳng định đáp án. Lục Kỳ hít vào một ngụm khí lạnh, Hứa Thuần Lương nói không sai, nếu thật là như thế, lần này vụ án có thể nói là thâm bất khả trắc, hắn cấp bậc hoàn toàn chính xác không đủ, biết rõ khó khăn trùng điệp, nhưng Lục Kỳ thân là cảnh sát chỗ chức trách, hắn vẫn không muốn cứ thế từ bỏ, thấp giọng nói, có thể hay không lại cho ta một điểm nhắc nhở. Hứa Thuần Lương nói, ta biết đều nói. Lúc này Thường ủy hội chủ nhiệm phòng làm việc Tề Minh Học đến tìm Hứa Thuần Lương, nhìn thấy văn phòng có người, hắn sửng sốt một chút, biểu thị đợi lát nữa lại tới. Lục Kỳ vừa vặn cũng hỏi xong, hắn hiện tại thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, còn phải đi tra án. Lục Kỳ sau khi đi, Tề Minh Học đóng cửa lại nói, Hứa chủ nhiệm, Nhạc Tinh bên kia có tin tức, bọn hắn đồng ý phái đại biểu đàm phán, Lâm Bí Thư để ngươi định một chút thời gian cụ thể. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, bọn hắn muốn nói liền đàm. Nghĩ không nói liền không nói. Tề Minh Học cười khổ nói, dù sao cũng so không nói muốn tốt, cấp trên ép tới gấp, chuyện này dù sao cũng phải giải quyết. Hứa Thuần Lương nói, không vội. Tề Minh Học nói, vạn nhất Hàn Phương thật quyết định rút vốn liền phiền toái, Uông thư ký khẳng định là muốn truy trách. Hứa Thuần Lương nói, rút lui liền rút lui thôi, ít cầm rút vốn uy hiếp chúng ta. Uông thư ký gần nhất không có tinh lực quản những sự tình này. Tề Minh Học triệt để im lặng, thấp giọng nói, ta làm sao hồi phục Lâm Bí Thư. Hứa Thuần Lương nói, tình hình thực tế nói, các ngươi ai vui lòng cùng Hàn Phương đàm một mực đi đàm, dù sao ta không tham gia, Uông thư ký để cho ta tới nhiệm vụ là chiêu thương, không phải cầu hòa. Tề Minh Học đem Hứa Thuần Lương y nguyên không thay đổi thuật lại cho Bí Thư Lâm Diệu Minh. Kỳ thật Tề Minh Học cũng không muốn hai bên truyền lời. Hắn thấy Lâm Diệu Minh hẳn là trực tiếp tìm Hứa Thuần Lương đàm. Từ Hứa Thuần Lương đi vào Thương ủy hội, Lâm Diệu Minh liền ôm một cái có thể bớt tiếp xúc liền bớt tiếp xúc thái độ, Hứa Thuần Lương là Uông thư ký phái tới, mà lại người này tiếng xấu bên ngoài, liền nói hắn đi cục dân chính không có bao lâu thời gian, cục dân chính người đứng đầu người đứng thứ hai thay nhau xuống ngựa, cái này còn không bao gồm bị liên lụy những cán bộ khác. Nếu như có thể cự tuyệt, Lâm Diệu Minh khẳng định phải đem người này cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng Uông thư ký đưa tới người, hắn chỉ có thể tiếp lấy. Lâm Diệu Minh nghe Tề Minh Học sau khi nói xong trầm mặc một hồi lâu, hắn thật như vậy nói. Tề Minh Học nói, nếu không ta bắt hắn cho kêu đến người trực tiếp hỏi. Lâm Diệu Minh tâm phiền ý loạn khoát tay áo, không cần phải vậy. Hắn kéo ra ngăn kéo lấy ra một hộp khói, cau mày đốt. Tề Minh Học rõ ràng cảm thấy trong phòng bầu không khí trở nên càng ngày càng kiềm chế, thận trọng nói, Lâm Bí Thư. Nếu như không có sự tình khác ta đi trước. Người bề bộn nhiều việc sao? Tề Minh Học bồi cười nói, ta đây không phải sợ chậm trễ người công việc nha. Lâm Diệu Minh hít một hơi thuốc lá nói, cấp trên an bài hắn tới thời điểm đặc biệt mà nói, để hắn tham gia cùng Nhạc Tinh tập đoàn đàm phán, hắn làm sao lại không nhận chứng đâu. Chiêu thương, chọc ai thương, thịt mỡ đưa đến miệng đều muốn bay, người tuổi trẻ bây giờ có phải hay không cũng giống như hắn như thế mơ tưởng xa vời. Tề Minh Học nói, Lâm Bí Thư, cố gắng hắn có nắm chắc đâu. Có cái gì nắm chắc, Nhạc Tinh tập đoàn đầu tư 15 tỷ đô la, chuyển đổi thành nhân dân tệ có bao nhiêu? Nếu như người ta đi, đi chỗ nào lại đi tìm xí nghiệp lớn như vậy đầu tư? Tề Minh Học nói, Lâm Bí Thư, ta nói câu không nên nói, lúc trước Nhạc Tinh tập đoàn cũng không phải chúng ta cho đưa vào tới, hiện tại bọn hắn muốn đi, dựa vào cái gì muốn chúng ta nhận gánh trách nhiệm? Lâm Diệu Minh so với hắn còn ủy khuất. Người hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây? Chúng ta Thương ủy hội chỉ là đã chiếm cái danh tự, nào có lớn như vậy quyền lực, không nói, người cùng Hứa Thuần Lương nói,
hắn nhất định phải tham gia đàm phán. Tề Minh Học vẻ mặt cầu xin, vì cái gì lại muốn mình đi truyền lời, điện thoại liền đặt ở ngươi trên bàn, ngươi nha không thể tự kiềm chế nói với hắn một tiếng. Bên ngoài thần hồn nát thần tính, Địch Bình Thanh cảm giác sâu sắc bất an, hắn sinh ra chưa từng có cảm giác nguy cơ, việc cấp bách là nhất định phải tướng Đông Châu hạng mục chuyển nhượng ra ngoài, hắn chủ động liên hệ Hạ Hầu Mộc Lan, Hạ Hầu Mộc Lan nói cho hắn biết mình ngày mai sẽ tới Đông Châu, song phương có thể gặp mặt một lần, thời gian cụ thể địa điểm để Địch Bình Thanh chờ thông biết. Địch Bình Thanh từ Hạ Hầu Mộc Lan ung dung trong giọng nói đánh giá ra nàng đã hoàn toàn nắm giữ chủ động, cũng làm xong ngày mai nàng sẽ tiến một bước ép giá khả năng, Địch Bình Thanh không thể không tướng trong lòng mong muốn lần nữa giảm xuống. Hứa Thuần Lương lái xe trải qua cầu lớn thời điểm, phát hiện có công nhân đang ở nơi đó sửa chữa, giao thông đã cơ bản khôi phục bình thường, trong đầu tưởng tượng thấy Uông Kiến Thành xảy ra tai nạn xe cộ tràng diện. Tại Hứa Thuần Lương xem ra Uông Kiến Thành tai nạn xe cộ cùng Kiều Như Long tai nạn xe cộ phi thường cùng loại, mặc dù cái sau cuối cùng bị nhận định là ngoài ý muốn, nhưng hai trận tai nạn xe cộ đều cực kỳ nghiêm trọng, đều kém một chút tướng hai người này đưa vào chỗ chết, lại thêm trước đây không lâu Diệp Sương Nguyên trận kia ngoài ý muốn. Kiều, Diệp, Uông ba nhà đều có người tao ngộ vận rủi, cái này hoàn toàn không thể dùng trùng hợp để giải thích, lớn nhất khả năng chính là phía sau màn người vạch ra là ba nhà cùng chung địch nhân. Hứa Thuần Lương xe còn chưa ngừng tốt, Từ Dĩnh liền đã ra đón hắn. Hứa Thuần Lương cười nói, Từ tỷ, bên ngoài lạnh lẽo, người bên trong chờ lấy là được. Từ Dĩnh nói, người hôm nay có thể tới là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ta đi ra ngoài đón lấy cũng là nên. Hứa Thuần Lương nói quá lời, một bữa cơm mà thôi, sao có thể được xưng tụng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Từ Dĩnh đem hắn mời vào trong điếm, trong tiệm không có khách nhân nào. Nàng nơi này vẫn luôn là hẹn trước chế, bởi vì Uông Kiến Thành sự kiện, mấy ngày nay hẹn trước toàn bộ hủy bỏ. Hứa Thuần Lương nói, ngày đó Uông Kiến Thành ở phòng nào? Từ Dĩnh chỉ, hôm nay không có cho Hứa Thuần Lương an bài nơi đó, chủ yếu là lo lắng hắn sẽ có cố kỵ. Hứa Thuần Lương nói, ta liền đi gian phòng kia. Từ Dĩnh có chút khó hiểu nói, còn có những phòng khác. Hứa Thuần Lương cười nói, ta không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Từ Dĩnh biết tính tình của hắn, chỉ có thể dựa vào hắn, để phục vụ viên kịp thời thay đổi gian phòng. Hứa Thuần Lương không có lập tức đi vào, thời gian còn sớm, hắn cũng không có trông cậy vào Hoàng Hữu Long có thể kịp thời tới, thừa dịp trong khoảng thời gian này hỏi thăm Từ Dĩnh hai ngày này tình huống. Từ Dĩnh nói cho hắn biết mình bị cảnh sát gọi đến hỏi lời nói, liền Triệu Phi Dương đều bị điều tra, chuyện lần này khiến cho Từ Dĩnh trong lòng tiều tụy, nàng thậm chí sinh ra đóng cửa tiệm suy nghĩ, nhưng nàng lại nghĩ. Càng là như thế càng không thể làm như thế, không phải người khác chẳng phải là cho rằng nàng trong lòng có quỷ. Hoàng Hữu Long đến đúng giờ đến, nhìn thấy Hứa Thuần Lương đứng tại quầy ba bồi tiếp Từ Dĩnh nói chuyện phiếm, không khỏi cười nói, ta không có chậm trễ hai vị nói chuyện phiếm a. Hứa Thuần Lương nói, không có, Hoàng Tổng, mời vào bên trong. Hai người tới gian phòng ngồi xuống, Hoàng Hữu Long nhìn chung quanh một chút trong phòng trùng tu nói, căn này Nhật Liêu cửa hàng tuyên chỉ không tệ. Trùng tu cũng rất lịch sự tao nhã. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, Hoàng Tổng thích. Hoàng Hữu Long nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương nói, Uông Kiến Thành xảy ra chuyện đêm đó chính là tại trong gian phòng đó ăn cơm. Hoàng Hữu Long ha ha nở nụ cười, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, là hắn chỉ định tới đây ăn cơm, khi đó liền đoán được Hứa Thuần Lương 8-9 phần 10 chọn gian phòng này. Ta cùng Uông Công Tử tiếp xúc mặc dù không nhiều, nhưng là ta còn là rất tán thưởng hắn phẩm vị. Hứa Thuần Lương cười nói, vậy ta an tâm. Hoàng Hữu Long đưa cho Hứa Thuần Lương một cái phương phương chính chính hộp gấm. Hứa Thuần Lương cho là hắn mang đến cho mình lễ vật, cười nói, Hoàng Tổng quá khách khí. Hoàng Hữu Long nói, mở ra nhìn xem. Hứa Thuần Lương tướng hộp gấm mở ra, mới phát hiện bên trong đặt vào một bản tố vấn sách khâu lại bằng chỉ, có tuổi rồi. Hoàng Hữu Long nói, vật quy nguyên chủ, quyển sách này có thể nói là ta vỡ lòng chi thư. Đi qua từ Hứa ra mượn tới đọc, về sau bởi vì trời xui đất khiến một mực chưa thể trả lại, bản muốn tự tay giao cho Hứa lão tiên sinh, nghĩ không ra bây giờ đã âm dương tương cách, bất quá còn cho Hứa ra hậu nhân cũng giống như vậy. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, nếu như chứng thực ngươi cùng ta ra chết có quan hệ, ta liền dùng quyển sách này cho ngươi chôn cùng. Rượu món ăn lên, hai người nâng ly cạn chén, chỉ ít ở ngoài mặt một mảnh tường hòa. Hứa Thuần Lương nói, mạo muội hỏi một câu, Uông Kiến Thành tình huống hiện tại như thế nào? Hoàng Hữu Long nói,
đổi thành bất luận kẻ nào gặp trọng thương như thế, nội tâm đều khó mà tiếp nhận, tâm bệnh còn phải tâm dược y, đợi một thời gian hẳn là sẽ tiếp nhận hiện thực. Hứa Thuần Lương nói, nghe nói hắn xảy ra chuyện ngày đó đang cùng Địch Bình Thanh đàm chuyển nhượng thu mua sự tình. Hoàng Hữu Long mỉm cười nói, ta lần này tới là ứng Uông Chính Đạo tiên sinh mời đi theo giúp Uông Kiến Thành chữa bệnh. Hứa Thuần Lương nói, Hoàng Tổng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Địch Bình Thanh dùng để đầu tư bệnh truyền nhiễm viện mới bệnh viện khoản tiền kia hẳn là đến từ Minh Đức tập đoàn. Hoàng Hữu Long bưng lên ly rượu trước mặt, làm cái mời động tác, uống cạn chén rượu này sau nói khẽ, người quan tâm như vậy Minh Đức tập đoàn, hẳn là rõ ràng, Minh Đức tập đoàn phía sau là Nhạc Tinh tập đoàn, ta trưởng quản Minh Đức cũng là chuyện quá khứ, kinh thành cảnh phúc đại hạ chuyển nhượng về sau, ta liền từ đi Minh Đức tập đoàn tất cả chức vụ. Hiện tại dốc lòng nghiên cứu y học, vô luận là Minh Đức tập đoàn vẫn là Nhạc Tinh tập đoàn đều cùng ta không có có bất kỳ quan hệ gì. Hứa Thuần Lương cũng uống chén rượu này, chủ động giúp Hoàng Hữu Long rót, cũng không thể nói không có bất cứ quan hệ nào, hiện tại Nhạc Tinh tập đoàn Đại Trung Hoa khu chính là phu nhân của ngài đang phụ trách. Hoàng Hữu Long mỉm cười nói, không tệ, chúng ta vợ chồng hai người chỉ là sinh hoạt bên trên bạn lữ, từ không can thiệp đối phương sự nghiệp. Hứa Thuần Lương nói, ta nghe nói Địch Bình Thanh hiện tại rất gấp, coi như lỗ vốn cũng muốn tướng Đông Châu hạng mục chuyển nhượng ra ngoài, có phải hay không các người buộc hắn đem tiền mau chóng trả lại. Hoàng Hữu Long nói, Nhạc Tinh sự tình ta không hỏi đến. Hứa Thuần Lương nói, phu nhân của ngài tiếp quản Trung Hoa khu nghiệp vụ về sau biểu hiện được vô cùng cường ngạnh, cho chúng ta hạ tối hậu thư, còn cần rút vốn uy hiếp chúng ta. Hoàng Hữu Long ha ha nở nụ cười, lúc đầu nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện đã qua. Nhưng ngươi cảm thấy hứng thú đều là công sự a? Hứa Thuần Lương nói, tùy tiện tâm sự, ngươi nguyện ý nói liền nói, không nói cũng không quan trọng. Hoàng Hữu Long nói, tại thương nói thương, đấu trí đấu dũng, mặc dù ta không cần thiết giải thích với ngươi, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, ta quá đối với ta ôn nhu quan tâm, là cái xứng chức tốt thê tử. Hứa Thuần Lương nói, trong thành phố để cho ta tham gia cùng Nhạc Tinh đàm phán. Hoàng Hữu Long nói, không thể không nói các ngươi Đông Châu tầng quản lý con mắt tinh đời. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng cho rằng như vậy, ban đầu ở Đông Châu viện bảo tàng, ta cùng Lý Huyền Bân còn phát sinh như vậy điểm không vui. Hoàng Hữu Long nhiều hứng thú nhìn qua Hứa Thuần Lương, kia nhưng không là bình thường không nhanh, người này trước mặt mọi người đổi Lý Huyền Bân một trận. Hứa Thuần Lương cố ý nói, ngươi cảm thấy ta tham gia có thể tạo được tích cực tác dụng sao? Vậy phải xem ngươi nghĩ như thế nào? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, ta cảm thấy Nhạc Tinh sẽ không rời khỏi Trung Hàn sản nghiệp vườn hạng mục, chớ nhìn bọn họ hiện tại ồn ào vang, lại là thông qua ngoại giao đường tắt kháng nghị, lại là uy hiếp muốn rời khỏi Trung Hàn sản nghiệp vườn hạng mục, bất quá muốn nhân cơ hội nhiều yếu điểm thẻ đánh bạc thôi. Hoàng Hữu Long mỉm cười nói, những lời này ngươi không cần nói cho ta nghe. Hắn phi thường minh bạch, Hứa Thuần Lương là muốn thông qua mình tướng những lời này truyền đạt cho thê tử. Hứa Thuần Lương nói, ta tùy tiện tâm sự. Hoàng Tổng, ngươi cảm thấy ta sẽ nhượng bộ sao? Hoàng Hữu Long nói, ngươi thật giống như không điều khiển được Uông Thư Ký quyết định đi. Hứa Thuần Lương nói, Uông Thư Ký có hắn ý nghĩ của mình, ngay cả ta đều có thể nhìn ra Nhạc Tinh sẽ không dễ dàng rút vốn, hắn chẳng lẽ nhìn không ra? Đi qua Uông Thư Ký đối Nhạc Tinh thái độ là giữ lại, hiện tại ta cảm thấy không nhất định. Vì cái gì đây? Hứa Thuần Lương nói. Trung Hàn sản nghiệp vườn là chính đạo tập đoàn cùng Nhạc Tinh tập đoàn hợp tác chung xây A, đoạn thời gian gần nhất đến nay, Nhạc Tinh thông qua các loại đường tắt hướng Đông Châu tạo áp lực, ta nghĩ Uông chính đạo cũng sẽ nhận không ít bối rối, vừa vặn ở thời điểm này Uông Kiến Thành tao mộ tai nạn xe cộ, khó tránh khỏi sẽ không để cho nhiều người muốn. Hoàng Hữu Long phát giác được Hứa Thuần Lương đang có ý tướng Uông Kiến Thành tai nạn xe cộ cùng Nhạc Tinh tập đoàn liên hệ tới, nhíu mày một cái nói, Hứa chủ nhiệm, ta có cái lời khuyên. Không có chứng cứ sự tình tốt nhất đừng tùy tiện làm ra phán đoán, Nhạc Tinh tập đoàn từ trước đến nay tuân theo luật pháp kinh doanh, dựa theo bình thường thị trường quy tắc làm việc. Hứa Thuần Lương nói, ý của ta là, khó tránh khỏi có người sẽ đem gần nhất phát sinh sự tình liên hệ tới. Hoàng Hữu Long lạnh nhạt nói, Nhạc Tinh sự tình không có quan hệ gì với ta, ta đã chủ động từ bỏ Minh Đức Bệnh viện quyền kinh doanh, chủ yếu tinh lực đều đặt ở nghiên cứu y thuật phương diện. Hứa Thuần Lương nói, nghiên cứu Trung Hoa y học sau đó tướng sở học hết thảy vô tư dâng hiến cho ngoại quốc, là cái gọi là hàn y góp một viên gạch sao. Hoàng Hữu Long nói, Trung Hoa y học bắt nguồn xa, dòng chảy dài, lại tại lịch sử đang phát triển từ dẫn trước dần dần lạc hậu, về căn bản nguyên nhân chính là bảo thủ, cần biết y học vốn không biên giới.
Hứa Thuần Lương ha ha cười nói, tốt một cái y học vốn không biên giới, người nói ra câu nói này thời điểm chẳng lẽ mình không cảm thấy buồn cười. Phương Tây y học dược học phải chăng thừa hành câu nói này? Bọn hắn tại từng cái dẫn trước lĩnh vực thiết trí đủ loại người vì chướng ngại, một phương diện đối với chúng ta tiến hành hạch tâm y thuật phong tỏa, một phương diện lại không từ thủ đoạn đánh cắp Trung Hoa y học bí mật, bán đảo Hàn Y, Nghe Hồng Hán Phương, lại có cái nào không phải từ chúng ta nơi này học đi, Quang Minh Chính Đại học tập coi như bỏ qua, có bao nhiêu bí phương là bọn hắn dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn đoạt được. Lại có bao nhiêu Trung Hoa y thuật dược điển bị bọn hắn thay hình đổi dạng, đoạt chú độc quyền, hành vi cùng kẻ trộm cường đạo có gì khác biệt. Hoàng Hữu Long lẳng lặng nhìn qua Hứa Thuần Lương không nói gì, hắn biết Hứa Thuần Lương lời nói này hẳn là hướng về phía mình phát ra. Hứa Thuần Lương nói, ta kỳ thật không nên nói cho ngươi những này, ngươi bây giờ là Hàn tịch người Hoa. Hoàng Hữu Long nói, cùng quốc tịch không quan hệ, có nhiều thứ chính ngươi không quý trọng, không hiểu được bảo hộ, mặc kệ rơi thật mặc kệ hủy diệt, người khác nghĩ trăm phương ngàn kế đem khai quật bảo vệ lại có lỗi gì. Trung y bắt đầu tại Trung Hoa, nhưng Trung y tồn tại dự tính ban đầu là trị bệnh cứu người mà không phải vẻn vẹn vì cái nào đó đặc biệt dân tộc phục vụ, có thể hay không tướng cách cục thả lớn hơn một chút, Trung y cũng là toàn nhân loại tài phú. Hứa Thuần Lương nói, Hoàng Tổng câu nói này chẳng khác gì là nói, tài sản của chúng ta không chỉ là chúng ta người Trung Quốc cũng là toàn nhân loại. Hoàng Hữu Long nói, ngươi xuyên tạc ta ý tứ. Hứa Thuần Lương nói, con người của ta cách cục không có ngươi như thế lớn. Đồ của nhà ta chính là nhà của ta đồ vật, dùng tới cứu người kia là ân tình, không cứu là bản phận, ít đến cái gì y học không biên giới tiến hành đạo đức bắt cóc. Hoàng Hữu Long cười nói, ta không tranh với ngươi, Hứa lão tiên sinh nếu là tại thế nhất định sẽ đồng ý ta ý nghĩ. Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua bị mình để ở một bên quyển sách kia nói, gia gia của ta tại trái phải rõ ràng phương diện từ trước đến nay phân rõ ràng, vô luận như thế nào, ta đều cảm tạ Hoàng Tổng đem vốn thuộc về Hồi Xuân Đường đồ vật trả lại. Ta nhớ được lần trước tại Cảnh Phúc Đại Hạ thời điểm, ngươi trả lại qua một bản Hứa Thị Bệnh Thương Hàn Luận, lần này lại là một bản tố vấn, không biết trong tay ngươi còn có vật gì khác sao? Hoàng Hữu Long nói, ngươi đối ta thiếu sót giải, ta chỉ cầm thứ thuộc về chính mình, không phải ta cũng sẽ không tướng những sách này trả lại cho ngươi. Hứa Thuần Lương nói, chỉ bằng vài cuốn sách thành tựu không được Hoàng Tổng hiện tại y thuật, Hoàng Tổng tuổi nhỏ rời nhà nhất định từng có không ít kỳ ngộ. Hoàng Hữu Long thở dài nói, lần trước chúng ta ở kinh thành gặp mặt, chúng ta liền đàm luận qua năm đó bởi vì ngươi tằng tổ phụ đầu độc mà đạo đưa chúng ta cả nhà 11 miệng chết oan chết uổng thảm án. Hứa Thuần Lương nói, ta tìm người hỏi qua vụ án này, ta tằng tổ phụ chỉ là người hiềm nghi, lúc ấy hắn chứng cung tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, về sau bởi vì hắn tự sát, án này trở thành án chưa giải quyết. Hoàng Hữu Long nói, ta nhắc lên chuyện này cũng không có nghĩa là ta vẫn ghi hận lấy các ngươi Hứa ra. Kỳ thật ta đối Hứa lão tiên sinh làm người phi thường khâm phục, mà lại coi như thật có ân oán, cũng là đời trước người sự tình, ta tuyệt không lòng trả thù. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, Hoàng Hữu Long cùng chính mình nói những này làm gì? Chẳng lẽ hắn lo lắng cho mình hoài nghi đến trên người hắn? Hoàng Hữu Long nói, có chuyện ta chưa hề đề cập với ngươi, kỳ thật mẫu thân của ta sinh ta thời điểm khó sinh, nếu như không phải ngươi tằng tổ phụ xuất thủ cứu giúp, ta cùng mẹ ta đã sớm chết. Ta sinh ra tới về sau tiên thiên không đủ, lại là ngươi tằng tổ phụ châm đối trạng huống của ta khai căn trị liệu, thẳng đến ta lúc 3 tuổi mới có thể cùng bình thường hài đồng sinh hoạt. Hứa Thuần Lương nói, như thế nói đến, ta tằng tổ phụ vẫn là ân nhân cứu mạng của ngươi. Cũng có thể nói như vậy. Mặc hắn nói đến thiên hoa loạn trụy, Hứa Thuần Lương là một chữ cũng sẽ không tin tưởng, lúc trước Hoàng Hữu Long xúi dục Chu Nghĩa Văn Chu Nghĩa Vũ huynh đệ phân liệt Nhân Hòa Đường, đối phó Hồi Xuân Đường. Nếu nói hắn đối Hứa ra không có nửa điểm ác ý mới là lạ. Hứa Thuần Lương nói, theo ta được biết Uông Chính Đạo bệnh là ngươi chỉ tốt. Hoàng Hữu Long gật đầu nói, không tệ, cũng là bởi vì lần kia, ta cùng hắn kết duyên phận, lần này Uông Kiến Thành xảy ra tai nạn xe cộ, hắn cũng ngay đầu tiên nhớ tới ta. Hứa Thuần Lương nói, Uông Chính Đạo là trúng độc, hắn bị trúng chính là quỷ bức chi độc, muốn giải độc cần. Hắn cố ý dừng lại một chút, ánh mắt tập trung vào Hoàng Hữu Long. Hoàng Hữu Long mỉm cười nói, quỷ bàn long có thể giải, cũng chính là quỷ bức phân và nước tiểu. Hứa Thuần Lương nói, Hoàng Tổng hẳn phải biết quỷ bức trên thế giới này sớm đã tuyệt tích. Lời ấy sai rồi, biến mất chưa hẳn đại biểu tuyệt tích, hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, người xem qua công viên Kỷ Jura liền biết, có thể lợi dụng một con muỗi huyết tương khủng long phục sinh, huống chi quỷ bức ư. Hứa Thuần Lương nói,
như thế nói đến là ta cô lậu quả văn. Hoàng Hữu Long nói, Siberia băng nguyên thỉnh thoảng phát hiện bị phong đông viễn cổ sinh vật, có chút sinh vật di thể vạn năm bất hủ, nếu như trùng hợp có một con quỷ bức tao ngộ cực đoan thời tiết, vừa vặn bị phong đông cứng băng nguyên đất đông cứng bên trong, chỉ cần tìm được cái này quỷ bức, theo nó chàng đạo bên trong tự nhiên có thể tìm kiếm được dùng để giải độc quỷ bàn long. Hứa Thuần Lương nói, nghe ngược lại là hợp lý, nhưng vẫn là không chịu nổi cân nhắc. Hoàng Hữu Long nói, ta làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm, không cầu thủ tín tại người. Hứa Thuần Lương cười ha ha, nâng chén cùng Hoàng Hữu Long đụng đụng, lời này có chút khí phách. Hoàng Hữu Long cùng Hứa Thuần Lương nói chuyện 2 giờ phương mới rời đi, hai người đều biểu hiện được phi thường cảnh giác, lẫn nhau không ngừng thăm dò. Hứa Thuần Lương lần này cũng không có uổng phí đến, chỉ ít làm rõ một sự kiện, Hoàng Hữu Long y thuật so hắn tưởng tượng bên trong cao thâm hơn. Hứa Thuần Lương tại cửa ra vào cùng Hoàng Hữu Long chia tay, hắn để Từ Dĩnh giúp mình gọi ca trở dùm, Từ Dĩnh chủ động đưa ra tự mình tiễn hắn trở về. Hứa Thuần Lương cũng không có cự tuyệt Từ Dĩnh hảo ý, Từ Dĩnh lái xe trải qua cầu lớn thời điểm, cũng không tự chủ được hướng ra phía ngoài nhìn một chút, nói khẽ, ngày đó Uông Kiến Thành chính là ở chỗ này xảy ra chuyện. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, nghe nói ô tô bị người sớm động tay chân. Từ Dĩnh có chút bất đắc dĩ nói, cảnh sát đều điều tra được Triệu Phi Dương nơi đó, cũng bởi vì đêm đó hắn cùng ta thông qua một lần điện thoại. Hứa Thuần Lương nói, điều tra hắn làm gì? Kỳ thật hắn từ Lục Kỳ nơi đó đã biết nguyên do trong đó, bởi vì là chuyện đã qua Triệu Phi Dương hoàn toàn chính xác bài trừ không được hiểm nghi. Từ Dĩnh thở dài nói, Phi Dương cùng Uông Kiến Thành lại không có mâu thuẫn, hắn hiện tại chỉ là phụ trách Trường Hưng sự tình, hắn thậm chí không biết Xích Đạo vốn liếng muốn tiếp nhận khỏe mạnh hạng mục. Hứa Thuần Lương nói, Xích Đạo vốn liếng lần này là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A, nói không chừng là bọn hắn chọc giận Địch Bình Thanh. Từ Dĩnh nói, khả năng không lớn, hai năm này không phải là không ngừng, Thuần Lương, ta hiện tại có chút hối hận trở về. Hứa Thuần Lương nhìn Từ Dĩnh một chút, trong lòng suy đoán, nàng hối hận hẳn là nhằm vào Triệu Phi Dương mà nói, chẳng lẽ giữa bọn hắn phát triển cũng không thuận lợi. Người khác chuyện tình cảm hắn cũng không thích hợp làm ra bình phán. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, phiền phức tổng sẽ đi qua, sự tình sớm tối sẽ được phơi bày. Từ Dĩnh nói, ngươi nói có phải hay không là hoa niên người? Hứa Thuần Lương nói, ý của ngươi là? Từ Dĩnh nói, không nói gạt ngươi, ta trong khoảng thời gian này từ đầu đến cuối không cách nào an tâm, tế thế chữa bệnh thu mua Trường Hưng sự tình ngươi hẳn là biết đến, chân chính phát động trận này thu mua người là Kiều Như Long. Hứa Thuần Lương nói, lấy Kiều Như Long cách cục là sẽ không đem Trường Hưng bệnh viện nhìn ở trong mắt. Từ Dĩnh nói, không tệ, hắn là thông qua chuyện này còn Phi Dương một cái nhân tình, rất nhiều người đều hiểu cái này ảo diệu bên trong, Hoa Niên bên kia tự nhiên cũng rõ ràng, anh em nhà họ Đường bởi vì việc này đại khái suất ghi hận Phi Dương. Hứa Thuần Lương nói, người hoài nghi Hoa Niên người vì trả thù cho nên mới chế tạo Uông Kiến Thành tai nạn xe cộ. Trên lý luận hoàn toàn chính xác tồn tại loại này khả năng. Triệu Phi Dương lúc trước hành vi chính là ăn cây táo rào cây sung, bảy anh em nhà họ Đường một đạo, hiện tại Đường Kinh Vĩ vẫn không biết tung tích, Đường Kinh Vĩ tại đầu tư Trường Hưng bệnh viện một chuyện bên trên cắm ngã nhào một cái, liền con của hắn đều chết oan chết uổng, chỉ cần hắn còn có một hơi tại, hẳn là sẽ không thả vứt bỏ báo thù. Từ Dĩnh lắc đầu, ta không biết, tâm ta rất loạn, ta lo lắng sẽ có chuyện không tốt phát sinh ở Phi Dương trên thân. Hứa Thuần Lương nói, khả năng ngươi quá lo lắng. Người bình thường là không dám đối Uông Kiến Thành hạ thủ. Hạ Hầu Mộc Lan tướng đàm phán địa điểm ổn định ở Đông Châu Thương ủy hội, Địch Bình Thanh tự nhiên liên tưởng đến tại vừa đi Thương ủy hội đối ngoại chiêu thương làm việc không lâu Hứa Thuần Lương, cụ thể đàm phán địa điểm ngay tại Thương ủy hội phòng họp. Địch Bình Thanh trước một bước đến, Tề Minh Học đã để người đem hội trường sớm chuẩn bị tốt, Hứa Thuần Lương cũng tới, nhìn thấy Địch Bình Thanh, lần này rõ ràng biểu hiện so với lần trước nhiệt tình, chủ động cùng Địch Bình Thanh nắm tay, Hoắc tổng hoan nghênh a. Địch Bình Thanh trong lòng thầm nghĩ, hôm nay nên không phải Hồng Môn Yến, Hạ Hầu Mộc Lan cùng hắn liên thủ tới dọa thấp mình chuyển nhượng giá cả. Địch Bình Thanh tâm lý mong muốn lại thấp xuống mấy phần, nếu như Hạ Hầu Mộc Lan điều kiện quá hà khắc, mình quyết không thể tùy tiện nhượng bộ. Hứa Thuần Lương mời Địch Bình Thanh ngồi xuống, lại để cho Tề Minh Học đi mời bí thư Lâm Diệu Minh. Tề Minh Học có chút đau đầu, thấp giọng đề nghị, Hứa chủ nhiệm, nếu không ngươi vẫn là trực tiếp cho Lâm bí thư gọi điện thoại. Hứa Thuần Lương nói, ta sợ không mời nổi hắn, Tề chủ nhiệm, chuyện này ngươi phải tất yếu giúp, đương nhiên nếu như hắn không chịu đến chúng ta cũng không cần cưỡng cầu. Tề Minh Học chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng,
đi vào phòng thư ký làm việc, nhìn thấy Lâm Diệu Minh chính ngồi ở chỗ đó uống trà đổi mới nghe, do dự đem Hứa Thuần Lương mời hắn qua đi họp sự tình nói. Lâm Diệu Minh nghe xong Địch Bình Thanh tới liền đoán được là vì rút vốn sự tình, lập tức đem đầu lắc đến cùng trống lúc lắc giống như, ta không đi, Chiêu Thương sự tình không phải Tiểu Hứa phụ trách sao? Ta không thể cái gì hội nghị đều muốn tham gia à? Tề Minh Học nói, Hứa chủ nhiệm để cho ta xin ngài cần phải đi qua một chuyến. Lâm Diệu Minh nói, đi qua làm gì? Rút vốn trách nhiệm tìm người chia sẻ sao? Hắn không phải năng lực sao? Có bản lĩnh đem nhà đầu tư lưu lại à? Tề Minh Học nhìn thấy Lâm Diệu Minh kiên quyết như thế cũng chỉ có thể coi như thôi. Xin chỉ thị, Lâm Bí Thư, ta làm sao cùng hắn giải thích? Cần giải thích sao? Có lầm hay không? Người cùng hắn là cùng cấp, tư cách so với hắn lão thái nhiều. Tề Minh Học trong lòng tự nhủ ta cũng không phải thành viên ban ngành, càng không phải là Uông thư ký trong mắt hồng nhân. Lâm Diệu Minh nói, ngươi liền nói ta ngay tại tham gia một cái tỉnh lý hội nghị qua điện thoại. Tề Minh Học nhẹ gật đầu, sau khi trở về đem Lâm Diệu Minh lặp lại cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương biết Lâm Diệu Minh sợ hãi nhận gánh trách nhiệm, cười nói, đã Lâm Bí Thư bận bịu, chúng ta liền không cần làm phiền hắn, nhưng nên xin chỉ thị vẫn là phải xin chỉ thị. Không phải người ta sẽ nói chúng ta mắt không lãnh đạo. Tề Minh Học cười cười, hắn đối Hứa Thuần Lương nói tới chúng ta vẫn còn có chút dị nghị, hắn chính là cái chủ nhiệm phòng làm việc, phụ trách đánh một chút tạp, hội nghị đã chuẩn bị xong, hắn cũng không muốn tham gia, tiềm thức cho rằng Hứa Thuần Lương người này ai dính vào người đó không may, vẫn là giữ một khoảng cách vi diệu. Hứa chủ nhiệm, ta còn có chút chuyện khác phải xử lý. Hứa Thuần Lương nói, sự tình gì có thể so sánh Chiêu Thương công việc quan trọng hơn. Người hôm nay phải chứng kiến thương ủy hội một cái lịch sử tính thời khắc. Tề Minh Học trong lòng tự nhủ ngươi nhưng thật khoác lác nghiêu bức, còn lịch sử thời khắc, khai sáng Đông Châu rút vốn tiền lệ, từ khỏe mạnh rút vốn 50 ức bắt đầu, miễn cưỡng cũng có thể được cho một cái lịch sử thời khắc. Hứa Thuần Lương nói, lão Thường đâu, đem hắn gọi tới họp a. Tề Minh Học thật sự là im lặng, ta cùng ngươi cùng cấp, ngươi thật sự coi ta là tiểu nhị sai sử, nhưng khi Hứa Thuần Lương bột cũng không dám phát tác. Cho Thường Bảo Quang gọi điện thoại, Thường Bảo Quang nghe xong liền để Tề Minh Học nói cho Hứa Thuần Lương mình không tại, nhưng một bên Hứa Thuần Lương đã nghe được, đem Tề Minh Học điện thoại muốn đi qua, đối Thường Bảo Quang nói, lão Thường, ngươi nhất định phải đến, ngươi là ngoại thương khiếu nại văn phòng người phụ trách, đến đích thân tới hội trường nghe một chút nhà đầu tư ý kiến. Địch Bình Thanh bưng mình giữ ấm chén ngồi ở chỗ đó uống trà, một ly trà cũng nhanh uống xong, đem chén trà đưa cho trợ lý giúp hắn đem nước nóng nối liền. Hạ Hầu Mộc Lan vẫn là không thấy tăm hơi, sẽ không phải thả hắn bổ câu a. Thương ủy hội ngược lại là lục tục ngo ngoe tới mấy cái, nhưng hôm nay là hắn cùng Hạ Hầu Mộc Lan đàm hạng mục chuyển nhượng, không phải hắn cùng thương ủy hội đàm. Hứa Thuần Lương không có chút nào sốt ruột, đi chủ vị ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn qua Địch Bình Thanh, Hoắc Tổng, ta nghe nói người gần nhất đang cùng Xích Đạo vốn liếng phương diện đàm chuyển nhượng sự tình, làm sao bỗng nhiên đổi thành Mộc Lan tập đoàn rồi. Địch Bình Thanh trong lòng thầm mắng người này nghĩ minh bạch giả hồ đồ, Uông Kiến Thành đều tại nằm bệnh viện, ta với ai đàm. Đoán chừng muốn Hầu Mộc Lan chính là từ chỗ của hắn đạt được tin tức. Địch Bình Thanh hồi đáp, ta ban sơ ý nghĩ là từ Đông Châu rút vốn, nhưng thủ tục quá mức phức tạp, hiện tại vừa vặn lại có bao nhiêu nhà công ty đối trên tay của ta hạng mục ôm có hứng thú rất lớn, cho nên ta mới có đàm phán ý nghĩ, nếu như chuyển nhượng có thể thuận lợi đạt thành. Vô luận đối ta còn là đối Đông Châu đều là lưỡng toàn tề mỹ sự tình, các ngươi sẽ không phải phản đối a. Hứa Thuần Lương cười nói, kia là đương nhiên, chúng ta luôn luôn thừa hành tới lui tự do ý nghĩ, Địch Tổng đã một lòng muốn rời khỏi, chúng ta cũng không giữ lại, kỳ thật rút vốn sự tình chúng ta đã bắt đầu xử lý, ngươi yên tâm chúng ta nhất định mau chóng giải quyết. Địch Bình Thanh trong lòng tự nhủ ngươi nha lời nói dễ nghe, mau chóng là bao nhanh. Tin các ngươi những quan viên này. Lão mẫu heo đều có thể lên cây, hắn cười cười nói, không dối gạt Hứa chủ nhiệm, ta gần nhất mắt xích tài chính xuất hiện một vài vấn đề, cho nên cũng phải làm hai tay chuẩn bị, thường nói không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách, người nói đúng không đúng. Hứa Thuần Lương nói, vẫn là Địch Tổng nghĩ đến chu đáo, đúng, thuận tiện hay không tiết lộ một chút Xích Đạo vốn liếng bên kia cho ngươi ra chuyển nhượng giá tiền là nhiều ít. Địch Bình Thanh mỉm cười, không có ý tứ, thương nghiệp cơ mật. Hứa Thuần Lương nói, có cái gì nhưng bảo mật, quay đầu Mộc Lan tập đoàn đại biểu tới, ta là muốn toàn bộ hành trình tham dự. Địch Bình Thanh trong lòng cái này phiền muộn a, ta nói chuyện làm ăn làm ngươi thí sự a, cái này cũng không phải tranh tài cần trọng tài, cần cũng không cần ngươi dạng này,
liền ngươi cùng Hạ Hầu Mộc Lan kia quan hệ, khẳng định thổi bất công hát chạm canh gác. Ngoại thương khiếu nại chủ nhiệm phòng làm việc Thường Bảo Quang khoan thai tới chậm, hắn tiến đến hiểu rõ về sau lặng lẽ đối Hứa Thuần Lương nói, cái này Địch Bình Thanh cũng không phải ngoại thương a, người ta cũng không phải là vì khiếu nại. Hứa Thuần Lương nói, cái gì ngoại thương bên trong thương, đều như thế, để ngươi đến không phải nghe người ta cáo trạng, ta là để ngươi hỗ trợ làm chứng, chứng kiến chúng ta thương ủy hội lịch sử thời khắc. Lịch sử thời khắc, Thường Bảo Quang một bên nói một bên nhìn về phía Tề Minh Học. Tề Minh Học đem mặt uốn éo, trong lòng tự nhủ ngươi đừng hỏi ta cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì lịch sử thời khắc. Lúc này muốn Hầu Mộc Lan từ ngoài cửa vào, mấy người đưa mắt nhìn lại, cô nương này quá đẹp, Hứa Thuần Lương nói tới lịch sử thời khắc chẳng lẽ lại chính là thương ủy hội phòng họp lần đầu đến xinh đẹp như vậy cô nương. Hạ Hầu Mộc Lan lúc tiến vào, Địch Bình Thanh đứng dậy, Hạ Hầu Mộc Lan là bì môn thay mặt môn chủ, hắn đứng lên là hẳn là, hiện tại Hạ Hầu Mộc Lan cũng biến thành hắn lớn nhất hy vọng. Nghĩ phải nhanh một chút từ Đông Châu giải khốn, hắn liền phải tranh thủ cùng Hạ Hầu Mộc Lan đạt thành hiệp nghị, cùng lắm thì dùng ủng hộ Hạ Hầu Mộc Lan leo lên bì môn môn chủ chi vị đổi lấy trên buôn bán lợi ích. Hạ Hầu Mộc Lan trước cùng Hứa Thuần Lương lên tiếng chào, hai người làm bộ nắm tay. Trở lại riêng phần mình chỗ ngồi xuống về sau, Hứa Thuần Lương nói, hôm nay ta Địch tiên sinh cùng Hạ Hầu tiểu thư mời tham gia cũng chứng kiến bọn hắn thương vụ đàm phán, ta đại biểu thương ủy hội các cấp lãnh đạo tỏ thái độ. Hôm nay thương vụ đàm phán sẽ ở công bằng công chính hoàn cảnh hạ tiến hành. Tề Minh Học cùng Thường Bảo Quang đi theo gật đầu, kỳ thật hai người không hiểu ra sao, đều không biết rõ muốn nói chuyện gì, cảm giác mình hôm nay đơn thuần bối cảnh tấm. Địch Bình Thanh dù sao không có mời qua Hứa Thuần Lương, đàm phán hôm nay địa điểm là Hạ Hầu Mộc Lan lựa chọn, người khẳng định là nàng mời, tất cả đều là nàng người, chiếm cứ lợi thế sân nhà, những người này chỉ sợ chờ một lúc muốn liên thủ đối với mình tạo áp lực. Hạ Hầu Mộc Lan dịu dàng cười nói, tạ ơn Hứa chủ nhiệm, tạ ơn các vị lãnh đạo, tạ ơn Đông Châu Thương ủy hội đối với chúng ta ủng hộ, hôm nay ta cùng Địch Tổng chủ yếu là nhằm vào Khang Kiện tập đoàn tại Đông Châu bộ phận thương nghiệp đầu tư hạng mục tiến hành đàm phán, chúng ta Mộc Lan tập đoàn dự định thu mua Khang Kiện tập đoàn tại Đông Châu bộ phận hạng mục, trong đó chủ yếu bao quát khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện cùng Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện tân y viện hạng mục. Tề Minh Học cùng Thường Bảo Quang liếc mắt nhìn nhau, chuyện tốt a. Không phải rút vốn, không phải đi qua giúp đỡ gánh trách nhiệm cõng nồi, nếu như đàm thành, kia cùng chiêu thương dẫn tư cũng không có gì khác nhau, tương đương với đem một cái sắp gặp tử vong hạng mục cho bàn sống. Việc đã đến nước này, Địch Bình Thanh chỉ có thể thuận Hạ Hầu Mộc Lan nói, cảm tạ Đông Châu Thương ủy hội đối quan tâm của chúng ta, cảm tạ Hứa chủ nhiệm đối với chúng ta nhà đầu tư nhiệt tâm trợ giúp. Tề Minh Học hướng phụ trách hội nghị ghi chép nhân viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, muốn trọng điểm ghi chép. Cái này về sau sẽ có chiến tích tăng thêm. Hứa Thuần Lương nói, vậy ta liền đến chủ trì lần này đàm phán đi, ta hy vọng mọi người có thể đôi bên cùng có lợi, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, tranh thủ đạt thành một cái song phương đều kết quả vừa lòng. Địch Bình Thanh nói, Hứa chủ nhiệm, Mộc Lan tiểu thư, các vị đang ngồi lãnh đạo, chúng ta Khang Kiện tập đoàn tại Đông Châu Bệnh truyền nhiễm viện tân y viện hạng mục bên trên đầu tư 50 ức. Bởi vì trong thành phố quy hoạch đột nhiên cải biến đạo đưa chúng ta tập đoàn lợi ích bị tổn thất nhất định, cho nên chúng ta không thể không kịp thời điều chỉnh tập đoàn phát triển phương hướng. Trước đây ta đã hướng Đông Châu phương diện đưa ra rút vốn yêu cầu, Uông thư ký cũng biểu thị ủng hộ, chỉ là rút vốn thủ tục trình tự phi thường phức tạp. Chúng ta không thể không cân nhắc đến thời gian chi phí, vừa vặn Mộc Lan tập đoàn đối với phe ta hạng mục biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, mới có đàm phán hôm nay. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, Hoắc tổng vẫn là tiến vào chính để đi, người kỳ vọng giá tiền là nhiều ít. Địch Bình Thanh nói, mọi người tuần chi, chúng ta tại tân y viện hạng mục bên trên đầu tư 50 ức, chúng ta khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện ước định giá tiền là 500 triệu, tổng giá trị 55 ức, ta chỗ này có toàn bộ ước định tư liệu, Mộc Lan tiểu thư, tư liệu ta cũng sớm phát cho người xem qua. Hạ Hầu Mộc Lan nhẹ gật đầu, cho nên, Địch Tổng mong đợi giá tiền là nhiều ít. Địch Bình Thanh nói, một ngụm giá, 53 ức. Hắn cho là mình đã đầy đủ hiền hậu, đương nhiên ranh giới cuối cùng của hắn là 50 ức, thêm ra tới 300 triệu là vì để Hạ Hầu Mộc Lan trả giá. Hạ Hầu Mộc Lan còn chưa lên tiếng, Hứa Thuần Lương mở miệng, Hoắc tổng, người vừa rồi câu nói kia đáng giá thương thảo, các người tập đoàn lợi ích được chịu tổn thất nguyên nhân cũng không phải là trong thành phố quy hoạch cải biến, các người tân y viện hạng mục sở dĩ đình công, hoàn toàn là bởi vì không thể kháng cự nhân tố, dựa theo lúc trước hợp đồng. Đông Châu phương diện là không chịu trách nhiệm bồi thường,
trước mắt trong thành phố cũng biểu đạt tương đương thành ý, cho các người mới bệnh viện hạng mục cung cấp hai cái cánh đồng chọn lựa. Thổ giá trị đều cao hơn vốn có cánh đồng. Địch Bình Thanh nhưng cười nói, Hứa chủ nhiệm, hôm nay liền không trong vấn đề này dây dưa. Mọi thứ đều muốn nói rõ ràng, chúng ta thường ủy hội nhất định phải đối tất cả nhà đầu tư đối xử như nhau, nếu như hôm nay đàm phán thành công, ngươi cầm một số lớn chuyển nhượng khoản rời đi. Mộc Lan tiểu thư người ta tương lai nhưng là muốn tại Đông Châu đặt chân phát triển, chúng ta nhất định phải bảo đảm nàng cảm kích quyền, muốn như hôm nay bảo hộ ích lợi của ngươi một dạng giữ gìn nàng. Địch Bình Thanh cái này phiền muộn a, người nhà nói rõ muốn giữ gìn nàng không được sao, làm gì nâng một cái dẫm một cái. Hạ hầu Mộc Lan nói, Hoắc tổng ra giá giống như thành ý không đủ a. Hứa Thuần Lương cười nói, ta cắm câu nói chuyện làm ăn đều là sờ trời kêu giá, kề sát đất trả tiền. Bất quá đã đến thương ủy hội, các ngươi nếu là tin được chúng ta liền đều xuất ra một chút thành ý, Mộc Lan tiểu thư, ngươi mong đợi giá tiền là. Hạ hầu Mộc Lan nói, theo ta được biết, Địch Tổng trước đây vẫn luôn tại cùng Xích Đạo vốn liếng đàm phán chuyển nhượng công việc, bọn hắn cho giá tiền của ngươi là 4,5 tỷ. Địch Bình Thanh ngầm hút miệng hơi lạnh, nàng làm sao mà biết được? Làm sao đem Xích Đạo vốn liếng giá cả mò được rõ ràng như vậy? Đến tột cùng là ai tiết mật? Mặt ngoài vẫn phong ba không cả kinh nói, bọn họ đích xác cho một cái ta không thể nào tiếp thu được giá cả, nhưng là bị ta cự tuyệt, không phải hôm nay chúng ta cũng sẽ không ngồi cùng một chỗ. Hứa Thuần Lương nói, ta nhìn như vậy đi, Địch Tổng ngươi lại hàng một điểm, nam nhân mà, chủ động lấy ra chút thành ý. Địch Bình Thanh nhìn qua người này, mình làm nửa đời người sinh ý lần đầu gặp được dạng này cục, hợp lấy thành đoàn đến lừa ta có phải không? Hạ hầu Mộc Lan không nói chuyện. Chờ lấy Địch Bình Thanh tỏ thái độ. Địch Bình Thanh nói, ta đã xuất ra rất lớn thành ý, không có tính toán chiếm dụng tiền bạc chi phí, mà lại khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện đã đánh gãy. Hứa Thuần Lương nói, Hoắc tổng, người không phải cần tiền gấp nha, Xích Đạo vốn liếng bên kia Uông tổng xảy ra chuyện, trong thời gian ngắn không thể nào cùng ngươi nói chuyện, nếu không ngươi liền chậm rãi chờ lấy rút vốn, nếu không ngươi liền lấy ra đầy đủ thành ý. Tề Minh Học cùng Thường Bảo Quang hôm nay xem như thấy được. Cái này Hứa Thuần Lương thật sự là không tầm thường, sự tình gì cũng có thể làm ra, đây không phải công khai thổi hắc chạm canh gác sao. Mỹ nữ này cùng hắn quan hệ gì? Hắn không sợ người ta nói hắn công khí tư dụng, xử sự bất công. Địch Bình Thanh nói, đã hứa chủ nhiệm nói, vậy thì tốt, ta liền ăn chút thiệt thòi, 50 ức. Cái giá tiền này là hắn cùng Hạ Hầu Mộc Lan trước đó đạt thành ăn ý, dù sao hắn còn muốn ủng hộ Hạ Hầu Mộc Lan leo lên môn chủ chi vị. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ta cũng làm cho người làm ra ước định, 50 ức giá cả mặc dù không thấp, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Địch Bình Thanh gánh nặng trong lòng liền được giải khai, tốt xấu vẫn là đạt thành chung nhận thức, có cái này 50 ức, mình chỉ ít có thể tại Đông Châu toàn thân trở ra, sớm ngày rời đi đây là không phải toàn. Hạ hầu Mộc Lan nói, ta đã mô phỏng tốt một phần hợp đồng, ta có thể cho ngươi 6 tỷ. Địch Bình Thanh ngây ngẩn cả người, Hạ hầu Mộc Lan làm sao đột nhiên trở nên hào phóng như vậy? Không có lý do a, chẳng lẽ còn có kèm theo điều kiện? Hạ hầu Mộc Lan nói, thêm ra 1 tỷ dùng để thu mua ngươi tại Bình Hải tỉnh bên trong tất cả khang nuôi cơ cấu. Địch Bình Thanh liền biết tiền này không có dễ cầm như vậy, hắn tại Bình Hải các thị hết thảy mở 10 nhà khang nuôi cơ cấu, Hạ hầu Mộc Lan muốn đóng gói lấy đi, tương đương với đem hắn từ Bình Hải dưỡng lão đường đua bên trong đuổi đi ra, tương đương với hắn nhường ra Bình Hải tỉnh bên trong dưỡng lão thị trường. Địch Bình Thanh nhìn qua Hạ hầu Mộc Lan, người tuổi trẻ bây giờ xuất thủ thật hung ác a, đổi thành đi qua hắn tuyệt sẽ không vì chỉ là 1 tỷ liền từ bỏ Bình Hải bên này thị trường, nhưng lúc này không giống ngày xưa, căn cứ hắn lấy được tin tức, quốc gia gần đây sẽ đại lực chỉnh đốn khỏe mạnh dưỡng lão thị trường. Thân gia bên kia cũng nhắc nhở qua hắn, gần đây muốn điệu thấp một chút, nên buông tay thời điểm nhất định phải hiểu được buông tay. Đông Châu thì liên tiếp sự kiện đã cho Địch Bình Thanh gõ cảnh báo, hôm nay phát sinh ở Đông Châu sự tình. Ngày mai cũng có thể sẽ tại địa phương khác phát sinh. Địch Bình vẫn có chút không cam tâm, thấp giọng nói, Mộc Lan tiểu thư đây là muốn tiến quân lớn khỏe mạnh sản nghiệp. Hạ hầu Mộc Lan nói, tập đoàn phát triển chiến lược cần, ta cho giá tiền của ngươi đã tương đương công đạo, đây cũng là tâm ta lý mong muốn ranh giới cuối cùng, nếu như Địch Tổng cảm thấy không thích hợp, ta cũng không miễn cưỡng. Hạ hầu Mộc Lan tương đương lộ ra ngay minh bài, đây chính là nàng tối cao ra giá. Nếu như người Địch Bình Thanh cảm thấy mua thua lỗ ngươi liền đi tìm người khác, Hạ hầu Mộc Lan không đánh trận chiến không nắm chắc, trước khi tới đây đã đem Địch Bình Thanh tình cảnh điều tra rõ ràng. Hứa Thuần Lương nói,
Hoắc tổng, thống khoái điểm nha, đi vẫn chưa được, chúng ta nhiều người như vậy bồi tiếp đâu, nếu như địch tổng không đồng ý, chúng ta có thể giới thiệu tốt hơn hạng mục cung cấp Mộc Lan tiểu thư đầu tư. Địch Bình Thanh đối người này đã triệt để im lặng, hắn cùng Hạ Hầu Mộc Lan liên thủ cướp lấy của cải của mình đã đến không chút kiêng kỵ tình trạng, 6 tỷ. Nghe không ít, nhưng trên thực tế không nhiều, ở trong đó còn bao gồm Minh Đức tập đoàn 50 ức. Địch Bình Cát nói, mới bệnh viện hạng mục 4,5 tỷ, những công trình khác đóng gói chuyển nhượng phí 1,5 tỷ. Đồng dạng là 6 tỷ tổng kim ngạch, nhưng là nhất định phải tại trên hợp đồng phân rõ ràng, tân y viện hạng mục 4,5 tỷ chuyển nhượng phí, kia là giao cho Nhạc Tinh, mặc dù cùng Lý Sương Cơ nói lên 49 ức còn có 400 triệu chênh lệch, nhưng là cái này 400 triệu, có sư huynh Hoàng Hữu Long lật tẩy. Địch Bình Thanh tự thân tại Bình Hải hạng mục bán 1,5 tỷ, đối với hắn mà nói chí ít có thể coi là toàn thân mà trả lại hơi có lợi nhuận. Hạ Hầu Mộc Lan mỉm cười nói, không có vấn đề, ta đã chuẩn bị xong chuyển nhượng hợp đồng, nếu như địch tổng nhìn qua không có vấn đề, chúng ta hôm nay liền có thể tại các vị lãnh đạo chứng kiến hạ ký kết. Đánh lấy tham gia hội nghị qua điện thoại tránh trong phòng làm việc Lâm Diệu Minh vẫn là đạt được tin tức. Có người hướng hắn báo cáo nói khỏe mạnh mới bệnh viện hạng mục tại Hứa Thuần Lương Hòa Giải Hạ đã thành công chuyển nhượng ra ngoài, giá tiền là 4,5 tỷ, tiếp nhận hạng mục đích là tiếng tăm lừng lẫy Mộc Lan tập đoàn, tiếp xuống chính là ký kết. Chính thức ký kết sau còn sẽ có cái phóng viên buổi trình diễn thời trang, trước mắt Đông Châu các tạp chí lớn phóng viên đã đáp ứng lời mời đến đây, chuẩn bị tại phòng họp nhỏ tiến hành phỏng vấn. Lâm Diệu Minh vừa nghe được tin tức này còn cảm thấy không có khả năng. Nhưng khi hắn nhìn thấy ngoài cửa sổ đài truyền hình, tòa báo phỏng vấn xe, liền biết toàn đều là thật. Sớm biết dạng này, mình nên đi tham gia đàm phán A, đã giải quyết Khang Kiện tập đoàn rút vốn vấn đề, lại đưa vào mới nhà đầu tư vào sân, hoàn mỹ hoàn thành trong thành phố giao cho nhiệm vụ, tương đương với lão thiên gia đưa tới một phần lễ vật to lớn, mình thế mà cự tuyệt, hồ đồ A. Ta làm sao hồ đồ như vậy? Lâm Diệu Minh ảo não sau khi, quyết định mặt dạn mày dày đi cọ một cọ. Đàm phán ta mặc dù không có tham gia, nhưng là ai cũng không có quy định buổi họp báo ta không có thể tham gia, ta dù sao cũng là thương ủy hội người đứng đầu, thương ủy hội bất kỳ một cái nào gian phòng chỉ cần ta muốn vào, ai cũng sẽ không ngăn lấy ta. Đem chiến tích đem so với tự tôn càng thêm cũng nên Lâm Diệu Minh rốt cục vẫn là đi phòng họp nhỏ, đi tới cửa liền thấy có mấy tên thân xuyên Âu phục đen nam tử đứng tại cửa ra vào. Lâm Diệu Minh ngẩng đầu mà bước đi vào bên trong, không nghĩ tới bị bọn hắn cản lại. Lâm Diệu Minh nói, các ngươi chơi cái gì? Ta là người phụ trách nơi này. Trong đó một tên thân xuyên Âu phục đen nam tử nói, không có ý tứ, không có hội nghị chứng minh bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Lâm Diệu Minh phát hỏa, hắn là thương ủy hội người đứng đầu, ở địa bàn của mình lại làm cho mấy cái người xa lạ cự tuyệt ở ngoài cửa có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Nhìn hằm hằm tên nam tử kia nói, ngươi người nào? Ai bảo ngươi tới nơi này? Tên nam tử kia nói, ta là Mộc Lan tập đoàn thuê bảo an nhân viên, chức trách của chúng ta là giữ gìn đàm phán thuận lợi tiến hành, còn xin người phối hợp công việc của chúng ta. Lâm Diệu Minh tức giận tới mức tiếp gọi điện thoại cho chủ nhiệm phòng làm việc Tề Minh Học, người đi ra cho ta, lập tức. Tề Minh Học tiếp vào điện thoại cũng có chút bất đắc dĩ, ra trước khi đi trước tìm Hứa Thuần Lương nói một tiếng, Lâm Diệu Minh bị cản ở bên ngoài, hắn ý tứ là từ Hứa Thuần Lương tự mình đi tiếp tốt nhất. Thật không nghĩ đến Hứa Thuần Lương xem thường nói, hắn hiện tại tới làm gì? Đàm đều nói xong rồi, hợp đồng cũng ký, dự định hái quả đào sao? Tề Minh Học trong lòng mặc dù cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn nhưng không dám nói ra. Tề Minh Học bồi cười nói, dù sao cũng là chúng ta lãnh đạo, nếu không ngươi đi tiếp một chút. Hứa Thuần Lương nói, ta đang bận đâu, muốn đi ngươi đi. Tề Minh Học triệt để im lặng, hắn chỉ có thể một người đi bên ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền thấy Lâm Diệu Minh mặt mày xanh lét đứng ở nơi đó, sau lưng còn đi theo hai tên thương ủy hội bảo an, Lâm Diệu Minh hiển nhiên là thật sự nổi giận. Tề Minh Học mau chóng tới kêu một tiếng Lâm Bí Thư. Lâm Diệu Minh chỉ vào cái mũi của hắn chất vấn, ngươi làm cái gì? Tại chỗ của chúng ta họp, dùng phía ngoài bảo an, chính chúng ta không có người sao? Ngươi cảm giác cho chúng ta liền tối thiểu an toàn bảo hộ cũng không thể giữ gìn sao? Tề Minh Học vội vàng xin lỗi. Lâm Bí Thư, người đừng nóng giận, những người này đều là Mộc Lan tập đoàn mời tới, Hứa chủ nhiệm để chúng ta tôn trọng phía đầu tư ý kiến, cho nên. Vì cái gì không hướng ta báo cáo? Tề Minh Học nói, ta vừa rồi đi mời người đi họp nha. Lâm Diệu Minh nhìn hằm hằm Tề Minh Học, lời này của ngươi có ý tứ gì?
Tề Minh Học trong lòng tự nhủ, ngươi nha một ngụm ác khí đều rơi tại trên người ta, Hứa Thuần Lương để cho ta đi mời ngươi, ngươi không nể mặt mũi, đã như vậy ngươi tránh trong phòng làm việc giả vờ không biết tốt bao nhiêu, tại sao phải ra tú tồn tại cảm, cái này mẹ nó bị người cự tuyệt ở ngoài cửa, ngươi cảm giác đến trên mặt nhịn không được rồi, đều là ngươi tự tìm, chơi ta cái rắm sự tình. Tề Minh Học nói, ta không có ý tứ gì khác, ý của ta là, ta vừa rồi hướng người báo cáo qua. Lâm Diệu Minh nói, lập tức đem bọn hắn những người này đuổi đi, chúng ta đơn vị lại không phải là không có bảo an. Tề Minh Học nói, Lâm Bí Thư, Mộc Lan tập đoàn vừa mới lấy 4,5 tỷ tiếp thủ Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện tân y viện hạng mục, nếu không dạng này, tình huống cụ thể người chờ một lúc hỏi Hứa chủ nhiệm. Tề Minh Học hướng kia mấy tên áo đen bảo an nói, đây là chúng ta Lâm Bí Thư, các ngươi tránh ra. Vừa rồi ngăn lại Lâm Diệu Minh tên kia bảo an nói, không có ý tứ, không có xuất nhập chứng ai đều không cho tiến. Câu nói này đem Lâm Diệu Minh lửa giận triệt để đốt lên, hắn hướng hai tên bảo an nói, đem bọn hắn cho ta đuổi đi ra. Hai tên bảo an nhìn qua cái này bốn cái thân cao thể tráng trẻ danh to xác, không khỏi nuốt ngụm nước bọt, một tháng 2.500 tiền lương giống như không đáng bán mạng, bọn hắn bộ xương già này chỉ sợ không chịu được người ta một quyền, giữ gìn trật tự cũng phải lượng sức mà đi. Tề Minh Học nói, đừng, tuyệt đối đừng, ta cái này thông chi Hứa chủ nhiệm. Hắn ngay trước Lâm Diệu Minh bột cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại, cục diện trước mắt chỉ có thể Hứa Thuần Lương đến giải quyết. Để Tề Minh Học lúng túng là, Hứa Thuần Lương căn bản không tiếp hắn điện thoại. Lâm Diệu Minh hiện tại có chút đâm lao phải theo lao, nếu như hắn ngay từ đầu liền đi còn dễ nói, hiện tại hắn đem bảo an đều gọi tới, còn có thật nhiều thương ủy hội thuộc hạ nghe tiếng chạy đến xem náo nhiệt, nếu như hắn cứ đi như thế, về sau chẳng phải là uy tín quét rác. Hứa Thuần Lương a à, Hứa Thuần Lương, ta đối với người đủ khách khí, nhưng người không nể mặt ta, người căn bản không phân rõ lớn nhỏ vương. Lâm Diệu Minh mặt đã đen, trước mặt mọi người mệnh lệnh Tề Minh Học để hắn đem Hứa Thuần Lương cho kêu đi ra. Tề Minh Học chỉ có thể đi vào mời Hứa Thuần Lương, trong phòng họp, các phóng viên ngay tại phỏng vấn Hạ Hầu Mộc Lan, Hứa Thuần Lương ngồi tại bên người nàng, hai người phối hợp ăn ý chậm rãi mà nói. Nhớ tới vẫn chờ ở bên ngoài lấy Lâm Diệu Minh, Tề Minh Học lòng nóng như lửa đốt, hết lần này tới lần khác lại không còn cách nào khác, chỉ có thể hướng Hứa Thuần Lương liều mạng nháy mắt. Hứa Thuần Lương rõ ràng nhìn thấy hắn, nhưng chính là không để ý tới hắn, Tề Minh Học đành phải đi vào Thường Bảo Quang bên người, đem hắn xuất nhập chứng cho hái được, vô luận như thế nào trước tiên đem Lâm Diệu Minh cho làm tiến đến lại nói, về phần bọn hắn ở giữa mâu thuẫn để chính bọn hắn đi giải quyết, mình cũng không thể lại thụ cái này thanh nẹp tức giận. Tề Minh Học cầm xuất nhập chứng đến đi ra bên ngoài, còn tốt không có bộc phát càng kịch liệt xung đột, nếu thật là xông nổi lên, kia hai lão niên bảo an căn bản không phải đối thủ của người ta. Tề Minh Học đem xuất nhập chứng đưa cho Lâm Diệu Minh, Lâm Bí Thư, Hứa chủ nhiệm đang tiếp thụ phỏng vấn, hắn để cho ta xin ngài đi vào. Lâm Diệu Minh cũng không có nhận xuất nhập chứng, mặt đen lên đi vào bên trong, Tề Minh Học theo ở phía sau đem xuất nhập chứng dương lên, khoan hãy nói thật hồ lộng qua. Lâm Diệu Minh tiến vào phòng họp nhỏ thời điểm, vừa vặn phóng viên buổi trình diễn thời trang cũng kết thúc, hắn chính gặp phải Hứa Thuần Lương tuyên bố tan họp. Đài truyền hình chứ danh người chủ trì Triệu Hiểu Tuệ nhận ra Lâm Diệu Minh, cầm microphone thẳng đến Lâm Diệu Minh lại tới, Lâm Bí Thư, người còn nhớ ta không? Lâm Diệu Minh nhẹ gật đầu, ép buộc mình gạt ra một tia giả cười, chàng diện bên trên ta nhất định phải không thể thua. Triệu Hiểu Tuệ nói, Lâm Bí Thư, chúc mừng người. Lâm Diệu Minh ha ha phát ra một tiếng gượng cười, suy nghĩ vài câu đường hoàng lời xã giao đến ứng phó Triệu Hiểu Tuệ phỏng vấn. Nhưng nàng nói xong chúc mừng cầm microphone liền đi. Lâm Diệu Minh đầy cõi lòng mất mát nhìn bóng lưng của nàng một chút, cái này liền xong rồi. Ta tốt xấu là thương ủy hội người đứng đầu, người liền không muốn phỏng vấn ta. Lễ phép sao? Hứa Thuần Lương cùng đàm phán song phương từng cái nắm tay, Địch Bình Thanh cùng Hạ Hầu Mộc Lan xem ra đối kết quả này đều tương đối hài lòng. Hai người cáo từ rời đi, trải qua Lâm Diệu Minh bên người, ai cũng không nhiều liếc hắn một cái. Lâm Diệu Minh cảm giác mình đột nhiên liền ẩn hình, hận không thể lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem, ta mẹ nó cũng không phải quỷ, các ngươi nhìn không gặp sao. Nhất là Địch Bình Thanh, người trận này không ít đến a, thế mà ngay cả chào hỏi đều không đánh. Địch Bình Thanh đương nhiên trông thấy Lâm Diệu Minh, chỉ là hắn không thèm để ý, hôm nay hợp đồng ký tên sau khi hoàn thành, liền mang ý nghĩa hắn triệt để rời khỏi Đông Châu, thậm chí là Bình Hải, hắn làm gì hư tình giả ý ứng phó Lâm Diệu Minh loại nhân vật này. Về sau không thấy, tốt nhất vĩnh viễn không thấy. V.
vẫn là ngoại thương khiếu nại văn phòng Thường Bảo Quang phát hiện trước nhất Lâm Diệu Minh, tranh thủ thời gian tới chào hỏi, Lâm Bí Thư, người cũng tới. Lâm Diệu Minh hiện tại khí không thuận, đem chừng mắt, ta không thể tới sao? Thường Bảo Quang trong lòng tự nhủ ta mẹ nó còn chưa tới cùng vuốt mông ngựa đâu, ngươi liền cho ta một cước, hôm nay cũng không phải không có mời ngươi, là ngươi cho thể diện mà không cần. Tề Minh học tại Lâm Diệu Minh sau lưng lặng lẽ cho Thường Bảo Quang nháy mắt, liền Lâm Diệu Minh trước mắt loại trạng thái này, tránh cũng không kịp, ngươi còn chủ động đi lên góp, hắn không đối ngươi đối ai. Hứa Thuần Lương lúc này mới chậm ung dung đến đây, phát hiện đại lục mới một dạng hướng về phía Lâm Diệu Minh nói, Lâm Bí Thư, người cuối cùng tới. Thường Bảo Quang chờ lấy Hứa Thuần Lương cũng mũi dính đầy cho, dạng này trong lòng mình cũng tốt hơn chút. Nhưng Lâm Diệu Minh cũng không có giống vừa rồi mình một dạng đối phó Hứa Thuần Lương, chỉ là ừ một tiếng. Thường Bảo Quang cái này phiền muộn, mã lệ sát phách, Lâm Diệu Minh a Lâm Diệu Minh, người mẹ nó nhìn dưới người mì sợi, ta có phải hay không dễ khi dễ. Gặp Hứa Thuần Lương, người làm sao không như bức, Hứa Thuần Lương nói, Lâm Bí Thư a, ta vừa rồi để Tề chủ nhiệm đi mời người, ta tuổi trẻ, không có kinh nghiệm, sợ mình ứng phó không được trường hợp như vậy, vừa vặn người có cái hội nghị qua điện thoại. Lâm Diệu Minh nói, vừa rồi đích thật là đi không được, ta cái này vừa mở xong sẽ liền chạy tới, không nghĩ tới các ngươi kết thúc nhanh như vậy. Hứa Thuần Lương nói, đàm phán phi thường thuận lợi, chúng ta mấy cái là Đông Châu thành công lưu lại một số lớn đầu tư, Lâm Bí Thư, ta phải hướng người thỉnh công a, người có phải hay không muốn tưởng thưởng một chút Thường chủ nhiệm, Tề chủ nhiệm còn có ta à? Lâm Diệu Minh cảm thấy ngực một trận phiền muộn, ý gì? Danh tiếng đều để các ngươi ra. Người nhà còn muốn để cho ta ban thưởng các ngươi. Cố nén trong lòng ác khí nói, tiểu Hứa, người muốn cho ta làm sao ban thưởng a? Hứa Thuần Lương nói, dù sao cũng phải cho chúng ta bày một trận tiệc ăn mừng a. Lâm Diệu Minh nói, tốt, vậy liền. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tề Minh học, người an bài một chút đi. Lâm Diệu Minh quay người muốn đi, trước khi đi lại cảm thấy không thể như thế đi, quay người hướng Hứa Thuần Lương nói, còn có, tiểu Hứa. Chúng ta không phải là không có mình bảo an, về sau đừng lại có chuyện giống vậy phát sinh. Hứa Thuần Lương nói, Lâm Bí Thư, ta cũng cảm thấy không ổn, nhưng nhà đầu tư không phải kiên trì, xem ở người ta đầu tư mười mấy cái ức phân thượng, chúng ta liền nhịn một chút đi. Lâm Diệu Minh triệt để im lặng, mười mấy cái ức. Không thể không thừa nhận con hàng này thật có chút bản sự, Phong Khinh Vân đạm liền đem Địch Bình Thanh rút vốn sự tình hóa giải, vô luận ai tiếp nhận, dù sao số tiền kia không có chạy. Bất quá cũng có thể là hắn gặp may mắn, ta cũng không tin ngươi có thể mãi mãi cũng gặp may mắn, Trung Hàn sản nghiệp vườn đây chính là trăm tỷ thể lượng hạng mục, ngươi nếu là có bản sự đem sự kiện kia cũng giải quyết, ta liền bội phục ngươi. Lâm Diệu Minh vừa trở lại văn phòng, Tề Minh học liền cùng đi qua, thận trọng nói, Lâm Bí Thư, ban đêm tiệc ăn mừng sự tình đã sắp xếp xong xuôi, địa điểm ta phát đến người trên điện thoại di động, người. Lâm Diệu Minh không đợi hắn nói xong cũng ngắt lời nói. Ta không rảnh, sẽ không quấy rầy các ngươi người trẻ tuổi khánh công. Tề Minh học nói, Lâm Bí Thư, Hứa chủ nhiệm nói xin ngài cần phải có mặt. Lâm Diệu Minh tức giận đến đập lên cái bàn, Hứa chủ nhiệm nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy Thương ủy hội là Hứa chủ nhiệm định đoạt? Không phải, Lâm Bí Thư, ta tuyệt không có ý tứ này. Tề Minh học chủ đánh một cái trong ngoài không phải người. Lâm Diệu Minh nói, ta có sắp xếp, vài ngày trước liền định ra tới. Các ngươi khánh công, ta lại không làm cái gì. Ta đi tham gia chẳng phải là đoạt các ngươi danh tiếng. Tề Minh học nói, Tần Thư Ký cũng đi. Lâm Diệu Minh trong lòng hừng hực chi hỏa lập tức dập tắt, cái nào Tần Thư Ký? Kỳ thật trong lòng của hắn đã đoán cái không sai biệt lắm. Tần Chính Dương. Lâm Diệu Minh nói, ngươi cùng hắn có giao tình. Tề Minh học nói, Hứa chủ nhiệm mời, nghe nói đêm nay còn có Tân Hồ khu đảng công quan lớn Mai Như Tuyết. Văn Lữ cục trưởng Lục Minh, cục dân chính cục trưởng Trương Tùng. Lâm Diệu Minh trong lòng thầm mắng ngươi cũng không nói sớm. Tề Minh học nói, danh sách ta phát đến người trên điện thoại di động, đoán chừng người không thấy. Lâm Diệu Minh chỉ Tề Minh học, nhẫn nhịn nửa ngày mới phun ra hai chữ, ra ngoài.